Kim Vĩnh Hạo tại Nguy Sơn Đảo phân viện viện trưởng vị trí bên trên đã nhanh làm đầy một năm, Cố Hậu Nghĩa đã đáp ứng hắn, cuối năm đem hắn triệu hồi đi, nhưng bây giờ người khác còn không có trở về, Cố Hậu Nghĩa đã đi, nhi tử sang năm liền muốn thi cấp 3, Kim Vĩnh Hạo đem tình huống này hướng mới viện trưởng Triệu Phi Dương tiến hành báo cáo, nhưng là Triệu Phi Dương trước mắt còn không có bất kỳ biểu hiện gì. Lái xe lão Lỗ là bản xứ người, ở ngay trước mặt hắn Kim Vĩnh Hạo cũng không tiện nói cái gì, chỉ là hướng Nghiêm Hồi Ý báo cáo một chút gần nhất công việc y liệu. Trước ba cái quý, thu nhập so với năm ngoái cùng thời kỳ có tăng lên, bất quá khoảng cách dần dần có lãi còn rất xa. Ở trên đảo có 23 thôn, quá khứ có hai cái hương trấn, Thạch Lương trấn cùng Hoàn Hồ trấn, năm ngoái để cho tiện quản lý, phòng ngừa tương hỗ từ chối, tăng lên hành chính hiệu suất. Hai cái hương trấn bây giờ cũng hợp hai làm một, thành lập Hồ Sơn trấn, tại Nguy Sơn huyện cũng được cho số một đại trấn. Lái xe lão Lỗ đạp xuống phanh lại, ác hung ác sói mắng một câu, lại là một cỗ công nông ba lượt ngăn tại trước mặt của hắn. Ở trên đảo con đường chật hẹp, nhiều năm thiếu tu sửa, giao thông phi thường hỗn loạn, đừng nhìn ô tô không nhiều, lại trải qua thường xuất hiện công nông ba lượt cướp đường hiện tượng. Đột nhiên dừng ngay để Đường Minh Mị thân thể bởi vì quán tính vào tới trước, cái này xe nát ngay cả cái dây an toàn đều không có. Nghiêm Hồi Ý nhịn không được nhắc nhở một câu, lái xe sư phó, mở chậm một chút, chúng ta không vội đi đường. Lão Lỗ mắng một câu, đối chết người cái cháu con rùa. Mặc dù không phải mắng Nghiêm Hồi Ý, nhưng vừa vặn nối liền hắn, Nghiêm Hồi Ý một gương mặt mo náo đến đỏ bừng, phân viện đám người này cả đám đều cùng ăn thuốc súng, đối bọn hắn những này Trường Hưng lãnh đạo thiếu khuyết vốn có tôn trọng. Kim Vĩnh Hạo lo lắng Nghiêm Hồi Ý trên mặt mũi không qua được, giải thích nói, lão Lỗ chính là cái khô tính tình, Nghiêm Việt, ngài làm vạn chớ để ý a. Nghiêm Hồi Ý bản thân đánh trống lảng nói, cả ngày lái xe tại trên đảo nhỏ đi dạo, đổi thành ai cũng sẽ nóng nảy đến hoảng. Lão Lỗ đem loa nhấn đến vang động trời, trước mặt công nông ba lượt căn bản mặc sắc hắn, lão Lỗ nghiến răng nghiến lợi nói, lão tử thật muốn đỗi chết hắn. Đường Minh Mị thực sự nghe không nổi nữa, lái xe sư phó, ngươi có thể hay không đừng vội vã như vậy a, trên xe còn có chúng ta đâu. Lão Lỗ từ kiếm chiếu hậu về sau nhìn thoáng qua nói, không có ý tứ a, ta quên, đi qua xe ta đây đều là kéo bệnh nhân kéo người chết, rất ít kéo công việc người. Đường Minh Mị mặt trắng loát, Kim Vĩnh Hạo làm cái gì? Thế mà làm như thế một cỗ xúi quẩy xe tới đón hắn nhóm. Kim Vĩnh Hạo nói, lão Lỗ, ngươi nói mò gì? Cái này đều là chúng ta Trường Hưng lãnh đạo. Lão Lỗ nói, ta nói đúng lời nói thật a, nguyên lai các ngươi đều là lãnh đạo a, các vị lãnh đạo, các ngươi lần này tới có phải hay không có thể cho chúng ta giải quyết tiền lương vấn đề? Tháng 8 tiền lương đến bây giờ còn không có phát đâu. Kim Vĩnh Hạo một mặt khó xử. Nguy Sơn Đảo phân viện thực tình không tốt quản lý, Trường Hưng đón lấy cái này khoai lang bỏng tay mặc dù không có đầu nhập nhiều ít, nhưng bọn hắn phải bị gánh phân viện hơn 200 hào công nhân viên chức tiền lương cùng bảo hiểm. Hiện tại tích hiệu đều cùng tiền thưởng móc nối, phân viện hàng năm đều bồi thường tiền, ở đâu ra tiền thưởng, tiền lương có thể đúng hạn cấp cho cũng không tệ rồi, tháng trước Trường Hưng trùng hợp thay đổi viện trưởng, tài vụ phương diện lấy giao tiếp còn chưa hoàn thành làm tên, đến bây giờ còn không có cho Nguy Sơn Đảo phân viện chuyển tiền lương khoản. Hơn phân nửa công nhân viên chức đều dựa vào tiền lương nuôi gia đình, không có tiền lương, trong lòng tự nhiên có oán khí, cỗ này oán khí đương nhiên muốn hướng thượng cấp bệnh viện vung. Nguy Sơn Đảo bệnh viện rất nhiều phòng đều có Trường Hưng chuyên gia của bệnh viện tới cùng một trợ giúp, bọn hắn tiền lương như thường lệ cấp cho, đem hai cùng so sánh, phân viện công nhân viên chức tâm lý càng thêm không công bằng. Rất nhiều người cho rằng Cố Hậu Nghĩa tại Nguy Sơn Đảo bệnh viện quản lý bên trên tồn tại thất sách. Đầu tiên hắn bảo lưu lại Nguy Sơn Đảo bệnh viện lúc đầu ban lãnh đạo, phân viện phó viện trưởng Trương Hải Tân liền là quá khứ viện trưởng. Kỳ thật Cố Hậu Nghĩa trên một điểm này cũng tiến hành tranh thủ, nhưng là Nguy Sơn huyện phương diện cho rằng bệnh viện lúc đầu ban lãnh đạo không nên có lớn biến động, cho nên mới xuất hiện trước mắt phân viện cấp lãnh đạo bình mới rượu cũ tình trạng, Kim Vĩnh Hạo vị này khâm sai đại thần ngược lại bị phân viện biên giới hóa. Trương Hải Tân là cái địa đầu xà, hắn có thể nói là thu mua sau lớn nhất thu hoạch người. Nhưng hắn cũng không cảm ơn, ngược lại ăn Trường Hưng cơm đấm vào Trường Hưng nồi. Kim Vĩnh Hạo cho rằng phân viện kinh doanh tình trạng không tốt cùng sự tồn tại của người này có quan hệ rất lớn. Nghiêm Hồi Ý dù sao trường kỳ đảm nhiệm Trường Hưng phó viện trưởng, trấn an lòng người phương diện cũng có một bộ, nói cho lão Lỗ lần này hắn tới chính là muốn giải quyết phân viện tồn tại vấn đề, có chuyện gì một mực hướng hắn phản ứng, hắn nhất định sẽ mau chóng giải quyết. Nghiêm Hồi Ý kiểu nói này, lão Lỗ ngược lại không nói.
ô tô lái vào trên trấn, Hứa Thuần Lương quan sát đến hai bên đường kiến trúc, phát hiện nơi này quả nhiên như Đường Minh Mị nói tới đến như vậy lạc hậu, cùng Đông Châu trong thành phố căn bản chính là hai thế giới. Ở trên đảo ô tô rất ít, nhiều nhất là công nông ba lượt cùng xe gắn máy, xe đạp, thế mà còn có xe ngựa, xe bò. Trên thị trường hàng cá tử thật nhiều, trên cơ bản đều là hàng cá tử ở chỗ này giá thấp thu mua, sau đó dùng thuyền vận đến trong huyện thủy sản bán buôn thị trường, trên đảo sản nghiệp cũng lấy ngư nghiệp làm chủ. Nhân khẩu tuổi già hóa nghiêm trọng, người trẻ tuổi phần lớn chịu không được trên đảo đơn điệu hòa thanh khổ, từng cái ly biệt quê hương đi làm công lập nghiệp, mấy năm này ở trên đảo cư dân sói mòn nghiêm trọng. Sát nhập sau Hồ Sơn trấn ở vào Thạch Lương Sơn Nam, Thạch Lương Sơn độ cao so với mặt biển hơn 200 mét, là trên hòn đảo nhỏ này duy nhất dãy núi, ở trên đảo thực được phong phú, rắn rết đông đảo. Lão Lỗ trực tiếp đem xe lái đến Nguy Sơn đảo bệnh viện hậu viện, nơi này là gia thuộc khu ký túc xá, cỏ hoang mọc thành bụi trong viện lẻ loi trơ trọi đứng vững một tòa tầng 2 lầu nhỏ. Lầu nhỏ chủ thể dùng cục gạch xây thành, xây dựng vào những năm 80, một lần làm phòng bệnh sử dụng, về sau bệnh viện căn bản không có nhiều như vậy bệnh nhân, xem bệnh khu phạm vi áp xúc đến phía nam trong viện, phía sau bắc viện liền trở thành gia trúc viện, chân chính ở chỗ này gia thuộc cũng không có mấy cái, bệnh viện công nhân viên chức hơn phân nửa đều ở tại trong huyện thành, số ít bản địa cư dân cũng đều ở tại trên trấn. Tòa này lầu nhỏ trên cơ bản trở thành trường Hưng bản bộ chuyên gia lâm thời ký túc xá. Mấy người bọn hắn vừa xuống xe, Lão Lỗ lái xe liền đi, liên thanh chào hỏi đều không đánh. Kim Vĩnh Hạo thở dài nói, mọi người đừng nóng giận, hắn liền cái này tính tình, giống như toàn thế giới người đều thiếu tiền hắn giống như. Đường Minh Mị nói, cũng không phải thiếu tiền hắn, tiền lương đều không có phát, ta trên đường một mực lo lắng hắn đem xe mở trong hồ đi. Mấy người đều nở nụ cười, Nghiêm Hồi Ý biểu thị chuyện này hắn sẽ hướng viện lãnh đạo phản ứng, tranh thủ sớm một chút đem tiền lương vấn đề giải quyết, không phải tiếp xuống ba cái tuần lễ bọn hắn nhưng có thụ. Kim Vĩnh Hạo nói cho hắn biết, mình đã phản ứng tốt nhiều lần, nhưng tài vụ bên kia nói, trong viện tài sản cố định ngay tại một lần nữa kiểm tra, nhanh nhất cũng muốn tháng sau mới có thể cấp cho tiền lương. Kim Vĩnh Hạo mang lấy bọn hắn lên lầu, trước đó đã chuẩn bị cho bọn họ tốt gian phòng, điều kiện mặc dù đơn sơ, nhưng mỗi gian phòng đều có điều hòa tivi, bởi vì trường Hưng thường xuyên phái chuyên gia tới trợ giúp, đến thời điểm liền ở lại đây, cho nên gian phòng cũng không từng đứt đoạn người, quét dọn đến cũng coi như chịu đựng. Lớn nhất mau bệnh chính là phòng vệ sinh cùng tắm rửa địa phương đều là dùng chung, đương nhiên phân nam nữ. Mỗi tầng lầu bên trên đều có, cần đi một khoảng cách, nước nóng cũng là định thời gian cung ứng, bảng giờ giấc đều thiếp ở sau cửa, để bọn hắn phải tất yếu chú ý thời gian. Kim Vĩnh Hạo để bọn hắn nghỉ ngơi trước, ban đêm hắn đến tổ chức cho lãnh đạo đón tiếp. Nghiêm Hồi Ý hỏi Trương Hải Tân làm sao đến bây giờ đều không có lộ diện, Kim Vĩnh Hạo nói cho hắn biết, Trương Hải Tân đi trên trấn đi họp. Chiếc kia Santana 2000 cũng là bị hắn trưng dụng, buổi tối tiếp phong yến đã cùng hắn thông qua khí, nếu không có gì ngoài ý muốn hắn hẳn là sẽ có mặt. Hứa Thuần Lương giúp Đường Minh Mị đem hành lý đưa đi vào trong phòng, hai người gian phòng liên tiếp, Đường Minh Mị nói cho Hứa Thuần Lương mình mang không ít vật dụng hàng ngày, thiếu thứ gì một mực tới lấy, nàng đối Hứa Thuần Lương ấn tượng rất tốt, trước đó không lâu còn ủy thác Trịnh Bồi An giới thiệu với hắn đối tượng đâu. Hứa Thuần Lương về đến phòng bên trong trước đem đồ vật chỉnh lý tốt, cho Gia Gia gọi điện thoại báo bình an nhìn một chút phía sau cửa bảng giờ giấc, thừa dịp còn có nước nóng, đi phòng tắm vọt vào tắm, thay quần áo khác. Hứa Thuần Lương từ phòng tắm ra, vừa vặn gặp được Đường Minh Mị bưng bồn đi tắm rửa, cười cùng với nàng lên tiếng chào, Đường Minh Mị phàn nàn ở trên đảo hơi ẩm quá nặng, điều hòa không khí rút ẩm ướt công năng cũng không đủ dùng, trong phòng có cỗ tử mùi nấm mốc. Trải qua Nghiêm Hồi Ý cổng thời điểm, cửa phòng của hắn mở rộng ra, bên trong đã có mấy cái bản bộ tới bác sĩ ngay tại cùng hắn nói chuyện phiếm. Trong đó một cái Hứa Thuần Lương nhận biết, nàng là siêu thanh khoa tào tính, trước đó để lọt xem bệnh Triệu Hiểu Tuệ thai ngoài tử cung cái kia, bởi vì nhận lần kia chữa bệnh tranh chấp tác động đến, khoa bên trong để nàng đến phân viện công việc 2 tháng, cũng coi là biến tướng trừng phạt. Vừa vặn trường Hưng gần nhất chuyển xuống một đài thải siêu cho phân viện siêu thanh thất không có người hiểu được thao tác. Tào Tính qua làm việc thuận tiện phụ trách huấn luyện bọn hắn vào tay. Mặt khác hai cái, một cái là lão niên khoa mầm Tú Quyên, nàng là đã về hưu nhân viên, bị bệnh viện mời trở lại an bài tại phân viện, một cái khác là khoa chỉnh hình bác sĩ bệnh viện Vu Hiểu Phong, hắn lập tức đứng trước tấn thăng trung cấp chức danh, xuống nông thôn rèn luyện một năm là ắt không thể thiếu chương trình, vừa vặn được phái đến trường Hưng phân viện, giống hắn tình huống như vậy còn có hai cái,
bởi vì có công việc phải bận rộn, cho nên lần này chưa kịp tới. Trường Hưng thu mua Nguy Sơn Đảo Bệnh viện mới bắt đầu hoàn toàn chính xác phái tới không ít chuyên gia, đã từng hùng tâm bừng bừng muốn đem Trường Hưng tân tiến nhất chẩn đoán điều trị kỹ thuật mang đến nơi đây. Nhưng rất nhanh liền phát hiện, nơi này cơ sở công trình quá kém, căn bản không có đủ cỡ lớn giải phẫu điều kiện, lại nói nơi đó dân chúng đối cái này chỗ bệnh viện cũng khiếm khuyết tín nhiệm, thật sinh bệnh nặng, tình nguyện vượt núi băng ngàn đi Đông Châu trong thành phố trị liệu, dầu gì cũng phải đi Nguy Sơn huyện thành. Chuyên gia tới đây thu nhập khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng, một khi dính đến tự thân lợi ích, mọi người liền không có tính tích cực, Cố Hậu Nghĩa vì cải biến tình hình này, chuyên môn thiết lập dã ngoại trợ cấp, đã liền như thế vẫn là không ai chịu đến, chỗ sáng tiền khẳng định không bằng chỗ tối phong phú. Đến tới lần cuối nơi này lão thì lão tiểu thì tiểu, chân chính chuyên gia mới không lại ở chỗ này thường trú, đương nhiên cách một đoạn thời gian, cũng sẽ tượng trưng phái ra chuyên gia tới ngồi xem bệnh. Bởi vì Nguy Sơn Đảo Bệnh viện hiệu quả và lợi ích từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì khởi sắc, chuyên gia tới tần suất cũng là càng ngày càng thấp, trước mắt Mầm Tú Quyên chính là nhất quyền uy chuyên gia, luận chức danh nàng là chủ nhiệm y sư, chân thực chẩn đoán điều trị trình độ tại Trường Hưng bản bộ cũng là không có chỗ xếp hạng, dù sao nội tình không được, chỉ là công nông binh đại học tốt nghiệp. Trường Hưng bản bộ đều tướng tới đây xưng là giúp đỡ người nghèo, cũng có người xưng là mạ vàng. Tào Tĩnh loại thứ này lệ riêng, thuộc về bị trừng phạt tính lưu vong. Nàng tới mặc dù không có mấy ngày đã có loại ly biệt quê hương rời xa trần thế cảm giác, đảo bên trên cơ hồ không có cái gì giải trí, mỗi ngày ngoại trừ đi làm chính là ở tại ký túc xá, thời gian trôi qua buồn tẻ vô vị, mấy người tụ cùng một chỗ ban đêm đánh một chút bài đều là cao cấp giải trí. Siêu Thanh chuyên nghiệp tính đặc thù quyết định tìm nàng đi cửa sau không ít, bệnh viện công nhân viên chức mang theo bằng hữu thân thích, hơn phân nửa đều là mang thai, đến tìm nàng mục đích không nói cũng hiểu. Hệ thống vệ sinh bên trong đối Siêu Thanh giám định giới tính minh lệnh cấm chỉ cần phát hiện Siêu Thanh hành nghề người có phương diện này vi quy hành vi, thấp nhất tiền phạt 10.000 nguyên, còn muốn cùng nhau truy cứu phương diện khác trách nhiệm. Mặc dù loại chuyện này nhiều lần cấm không ngừng, nhưng phần lớn giới hạn trong tin được người quen ở giữa. Tào Tĩnh vừa tới phân viện, cùng phân viện nhân viên tự nhiên chưa nói tới quen thuộc, mà lại nàng trước đây không lâu vừa mới bởi vì để lọt xem bệnh bị bệnh viện xử phạt, vốn nên tấn thăng trung cấp chức danh cũng bị trì hoãn 1 năm, giáo huấn không thể bảo là không khắc sâu. Hiện tại Tào Tĩnh vô cùng cẩn thận, vì quy thao tác nàng một mực cự tuyệt, bởi vì việc này nàng không ít bị mắng, nói nàng xem thường người, nói nàng bất cận nhân tình, nói nàng trình độ không được đều có, dù sao nàng chỉ ngốc 2 tháng. Cũng không nghĩ tới muốn lấy lòng người khác, nhìn một chút cũng liền đi qua. Mấy tên Trường Hưng bác sĩ cuối cùng nhìn thấy bệnh viện bản bộ người đến, ngồi tại nghiêm hồi ý trong phòng nhao nhao ngược lại lên nước đắng. Chẳng những là nàng, Mầm Tú Quyên cùng Vu Hiểu Phong cũng đều có các ủy khuất. Nghiêm hồi ý cảm giác mình thành một cái phế phẩm vựa ve chai, những người này tâm tình tiêu cực đều tranh nhau chen lấn hướng trên người mình ngược lại, hắn lại có thể giải quyết cái gì? Chớ nhìn hắn là Trường Hưng phó viện trưởng. Nhưng hắn hiện tại một điểm nhà đều không thích đáng, đi qua Cố Hậu Nghĩa đương người đứng đầu thời điểm nhiều ít còn chuyển xuống chút quyền lực cho hắn, hiện tại Triệu Phi Dương cầm quyền, đều đem hắn xa lánh đến Nguy Sơn Đảo phân viện tới, hắn nói chuyện cũng không được việc a. Nhìn thấy từ cổng trải qua Hứa Thuần Lương, Nghiêm Hồi Ý tựa như gặp được cứu tinh, mau đem Hứa Thuần Lương hô mau tới cấp cho những người khác giới thiệu nhận biết. Hứa Thuần Lương từ mấy người biểu lộ lập tức đánh giá ra lão Nghiêm là nghĩ mình hỗ trợ chia sẻ hỏa lực. Hắn nào có dễ dàng như vậy mắc lừa, biểu thị mình vừa tắm rửa xong, phải trở về sửa sang lại, lập tức liền tới đây. Nghiêm Hồi Ý rất nhanh liền lĩnh giáo cái gọi là lập tức thời gian hàm nghĩa, đều đi qua 1 giờ, con hàng này ngay cả cái bột đều không có lộ, nghĩ xáo lộ tiểu tử này nhưng không dễ dàng như vậy. Tắm đến sạch sẽ bạch non đường minh mị từ cổng lần nữa trải qua, Nghiêm Hồi Ý trông mong nhìn qua cổng không có có ý tốt chào hỏi, cùng vị này tương lai hộ lý bộ chủ nhiệm vẫn là giữ một khoảng cách tốt. Hắn hiện tại là mẫn cảm nhất thời khắc, nhất định phải đề phòng có người hướng về thân thể hắn dội nước bẩn, đường minh mị hết lần này tới lần khác lại là cái dễ dàng trêu chọc chuyện xấu thể chất, mình nhất định phải bảo trì cảnh giác. Tào Tĩnh kêu một tiếng đường tỷ, đường minh mị cười hướng nàng khoát tay áo, hẹn nàng đi nói chuyện phiếm, Tào Tĩnh lúc này mới đi theo nàng đi trong phòng nói chuyện. Hai người khác nhìn thấy Tào Tĩnh đi, cũng ý thức được ngốc đến thời gian quá lâu, cái này cũng không trách bọn hắn, ở trên đảo thời gian làm việc lớn. Chỉ muốn gặp được bản viện người tới liền phá lệ thân thiết, cái loại cảm giác này liền cùng bị chèn ép bách tính nghèo khổ nhìn thấy thân nhân giống như. Nghiêm Hồi Ý thở dài, nghĩ từ bản thân hưa hề đến về sau ngay cả đồ vật cũng không có lo lắng thu thập,
dự định tắm trước, nhìn thoáng qua bảng giờ giấc, cung cấp nước nóng đoạn thời gian đã qua, chỉ có thể mang theo một thân phong trần nhẫn đến ban đêm. Vừa tới Nguy Sơn đảo bệnh viện, liền có loại dự cảm bất tường, lần này chất khống kiểm tra không thể lạc quan a. Nghiêm Hồi Ý chính đang giàu dĩ thời điểm, điện thoại di động của hắn vang lên, nhìn thấy số điện thoại, tranh thủ thời gian kết nối, kích động nói Lưu Cục trưởng, ngài tốt, ta là nhỏ Nghiêm A. Kỳ thật hắn cùng Lưu Cục trưởng đồng niên, tháng còn lớn hơn một chút, nhưng là thể chế bên trong nhiều khi là phải căn cứ cấp bậc đến phân lớn nhỏ. Nghiêm Hồi Ý không ngừng gật đầu, mừng rỡ không ngậm miệng được, khổ tận cam lai, hắn rốt cục bắt đầu chuyển vận, có người nói thế nào, đương một người vận mệnh ngã xuống đáy cốc thời điểm. Liền mang ý nghĩa bắn ngược sắp bắt đầu, nhân sinh của hắn cuối cùng đã tới đụng đáy bắn ngược thời điểm. Điều động sự tình đã có mặt mày, tiến về thị bệnh truyền nhiễm viện đảm nhiệm người đứng đầu đã là ván đã đóng thuyền, đầu tháng sau liền sẽ hạ đạt văn kiện chính thức, chẳng qua trước mắt để hắn giữ bí mật, Lưu Cục trưởng còn đặc biệt biểu dương hắn giác ngộ cao, tại thời khắc mấu chốt lựa chọn đi Nguy Sơn đảo phân viện, nước cờ này đi được phi thường xinh đẹp. Nghiêm Hồi Ý có chút xấu hổ, không phải mình nước cờ này đi xinh đẹp. Là có chút bất đắc dĩ, là Triệu Phi Dương đem hắn từ trường Hưng Hạch tâm tầng quản lý đá đến nơi này. Cúp điện thoại, trong lòng Úc Các lập tức quét sạch, cái này thông điện thoại để hắn như là đánh cường tâm châm, Nghiêm Hồi Ý cả người đều hưng phấn lên, nơi này xem như hắn tại trường Hưng sau cùng một trạm, lăn lộn đến ba cái tuần lễ, từ đây cùng Triệu Phi Dương mỗi người đi một ngả, rốt cuộc không cần nhìn người này sắc mặt. Nhưng lập tức hắn lại ý thức được cái này ba cái tuần lễ không dễ dàng như vậy hỗn đi qua. Đầu tiên chính là tiền lương vấn đề, vừa rồi tiếp bọn họ chạy tới lão Lỗ đại biểu phân viện đa số công nhân viên chức cảm xúc. Vừa mới đưa tiến bản bộ mấy vị bác sĩ, phân viện tài vụ khoa trưởng Lý Kim Hà liền tìm tới, nàng tại Nguy Sơn đảo bệnh viện chủ quản tài vụ đã hơn 10 năm, từ khi Trường Hưng tiếp quản bệnh viện về sau, thu phí hệ thống liền nhập vào Trường Hưng, từ bản bộ tài vụ khoa phái kế toán phụ trách, mỗi tuần thay phiên một lần. Lý Kim Hà cái này đi qua tài vụ khoa trưởng liền trở nên hữu danh vô thực. Nàng hiện tại chỉ phụ trách cấp cho tiền lương, lượng công việc mặc dù so với quá khứ nhẹ, nhưng áp lực lại lớn vô số lần. Trở thành Trường Hưng phân viện về sau, bọn hắn những này bản thổ nhân viên cũng không có đạt được trong dự đoán thu nhập tăng lên, ngược lại tiền lương cấp cho đều trở thành vấn đề. Lý Kim Hà hướng Phó Viện trưởng Trương Hải Tân phản ứng tình huống, Trương Hải Tân đem tất cả mọi chuyện giao cho Kim Vĩnh Hạo. Lý Kim Hà tìm Kim Vĩnh Hạo cũng vô số lần, Kim Vĩnh Hạo ngược lại là đem bọn hắn tố cầu phản ứng đi lên. Nhưng vẫn không thấy bản bộ chuyển tiền lương khoản xuống tới, bây giờ bọn hắn tiền lương đã khất nợ hơn một tháng, mắt thấy xong tiết đã tới, lại không phát tiền lương, rất nhiều công nhân viên chức liền phải đối mặt không có tiền nghỉ lễ cục diện. Nghe nói Nghiêm Hồi Ý đến đây thị sát, Lý Kim Hà lập tức tới ngay tìm hắn đòi tiền. Nghiêm Hồi Ý ý thức được nhất định phải bột đối với vấn đề này, dù sao hắn tức sắp rời đi Trường Hưng, đối Triệu Phi Dương đã không có lúc trước kiêng kỵ, lúc đầu khoản này tiền lương liền muốn cấp cho. Nếu như hắn tại phân viện trong lúc đó vì những này công nhân viên chức tranh lấy xuống, cũng được cho hắn trước khi đi chiến tích, những này công nhân viên chức cũng sẽ cảm kích chính mình. Căn cứ cái này mạch suy nghĩ, Nghiêm Hồi Ý cho Triệu Phi Dương gọi điện thoại, đem tình huống bên này hướng hắn báo cáo một chút. Triệu Phi Dương trả lời tương đối qua loa, nói cho Nghiêm Hồi Ý đối tương quan tình huống đã có hiểu biết, gần đây sẽ đem chuyện này đặt ở trong hội nghị thảo luận, để hắn an tâm nắm chắc chất khống công việc. Nói bóng gió chính là chuyện tiền lương không cần hắn quản, để hắn quản tốt thuộc bổn phận sự tình là được rồi. Nghiêm Hồi Ý lần này không có giống đi qua như vậy khúm núm, biểu thị phân viện bên này từ trên xuống dưới sự phẫn nộ của dân chúng rất lớn, nếu như không thể kịp thời giải quyết bọn hắn tiền lương cấp cho vấn đề, đừng nói cái gì chất khống kiểm tra, đoán chừng ngay cả vận chuyển bình thường đều khó mà gắn bó. Triệu Phi Dương từ trong giọng nói của hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có sức kéo, trong lòng có chút kỳ quái. Hắn cho rằng Nghiêm Hồi Ý thái độ khác thường hành vi có thể là bị mình đánh gấp, thường nói, con thỏ gấp còn cắn người đâu, mình đối với hắn liên tiếp chèn ép sốt cục để hắn không giữ được bình tĩnh. Triệu Phi Dương để Nghiêm Hồi Ý không cần nóng lòng, hắn ngay lập tức sẽ liên hệ bệnh viện tài vụ khoa, hiểu rõ trạng huống về sau, tranh thủ mau chóng cấp cho khoản này khất nợ tiền lương. Hắn lại cường điệu, mình vừa tới Trường Hưng không lâu, bệnh viện có quá nhiều lịch sử còn sót lại vấn đề, nhất định phải từng cái giải quyết. Kết thúc cùng Nghiêm Hồi Ý trò chuyện về sau, Triệu Phi Dương đem Cảnh Văn Tú tìm tới, Trường Hưng tài vụ về nàng phân công quản lý, mà lại nàng trước đó đi qua Nguy Sơn đảo phân viện mấy ngày, đối tình huống bên kia hẳn là y ải. Cảnh Văn Tú nghe hắn thuật lại Nghiêm Hồi Ý về sau, lập tức liền phàn nàn lên,
tạm hoãn cấp cho Nguy Sơn Đảo phân viện tiền lương là tiền nhiệm viện trưởng Cố Hậu Nghĩa trước khi đi liền định ra tới, chuyện này phía sau phi thường phức tạp. Từ khi Trường Hưng tiếp quản Nguy Sơn Đảo phân viện về sau, bên kia công việc y liệu từ đầu đến cuối không có khởi sắc, bản thổ nhân viên đối Trường Hưng chuyên gia ôm lấy thái độ đối địch, những năm này từ đầu đến cuối đều có một con bàn tay vô hình ở sau lưng thao túng, bọn hắn không những không phối hợp bản bộ công việc, ngược lại khắp nơi làm ám chiêu hạ ngáng chân. Nguy Sơn Đảo phân viện nghiễm nhiên trở thành một cái sâu không thấy đáy hang không đáy, hàng năm Trường Hưng đều muốn hướng trong cái hang này đầu nhập rất nhiều nhân lực cùng tài lực, lại ngay cả cái tiếng vang đều nghe không được. Phiền toái nhất chính là, huyện chính phủ lúc trước thúc đẩy song phương hợp tác, Trường Hưng đạt được chỉ là bệnh viện quyền quản lý, bệnh viện là chuyển quốc hữu thổ sử dụng quyền, kiến thiết tài chính đều là tài chính cấp phát, cho nên quyền tài sản thuộc về quốc hữu tài sản. Như loại này hương trấn bệnh viện đều là độc lập hạch toán đơn vị, thuộc về sai biệt cấp phát đơn vị, phòng ốc công trình kiến trúc đều làm tài sản cố định hạch toán, hàng năm đều rút ra trừ hao mòn, nộp lên quốc hữu tài sản sử dụng phí. Căn cứ hợp đồng, Trường Hưng bệnh viện đối Nguy Sơn Đảo bệnh viện là thuê tính chất, thuê kỳ tạm định 5 năm, đương nhiên bọn hắn cũng không cần vì thế giao một phân tiền thuê. Mà lại hợp đồng còn quy định, Trường Hưng tiếp quản Nguy Sơn Đảo bệnh viện chính thức vận doanh 3 năm về sau, nơi đó chính phủ sẽ phối hợp bọn hắn tiến hành quyền tài sản sang tên. Ở trong đó bao quát bệnh viện tất cả mặt đất kiến trúc cùng phụ thuộc công trình. Phân viện phó viện trưởng Trương Hải Tân ban đầu ở bệnh viện chung quanh đóng dấu trồng rất nhiều bề ngoài, đều là không có quyền tài sản vi phạm luật lệ kiến trúc, hiện tại những này bề ngoài đều ở vào đối ngoại cho thuê trạng thái. Theo lý thuyết Trường Hưng tiếp quản về sau, những này tiền thuê hẳn là về Trường Hưng tất cả, nhưng là 3 năm qua Trường Hưng cũng không từ ở bên trong lấy được một phân tiền, bọn hắn cũng châm đối với chuyện này đi tìm Trương Hải Tân. Trương Hải Tân trả lời là những này người thuê đều là người địa phương, bọn hắn lấy đủ loại lý do khất nợ tiền thuê nhà, đã sớm thu không được, hiện tại phân viện người đứng đầu cũng không phải hắn, muốn tìm cũng hẳn là đi tìm Kim Vĩnh Hạo. Mắt thấy vận doanh 3 năm kỳ đầy, Trường Hưng phương diện bởi vì bệnh viện quyền tài sản mặc để sự tình tìm kiếm Nguy Sơn huyện chính phủ trợ giúp, huyện chính phủ tướng chuyện này giao cho nơi đó trấn chính phủ chơi với bọn hắn lên thái cực, cho tới bây giờ cũng không có một cái nào minh xác thuyết pháp. Đi qua ký tên hợp đồng Thạch Lương trấn chính phủ lại vừa vặn cùng Hoàn Hồ trấn sát nhập, thành lập mới Hồ Sơn trấn chính phủ, để vốn là có chút chuyện phiền phức trở nên càng thêm rắc rối phức tạp. Cố Hậu Nghĩa dưới cơn nóng giận quyết định tạm dừng cấp cho phân viện tiền lương, kỳ thật hắn là đang cùng nơi đó đánh cờ, tranh thủ để nơi đó chính phủ thực hiện trong hiệp nghị hứa hẹn. Bao quát Cảnh Văn Tú ở bên trong rất nhiều người đều cho rằng tiếp quản Nguy Sơn Đảo bệnh viện là Cố Hậu Nghĩa một cái bất tỉnh chiêu. Sáng suốt cách làm nên là nhanh chóng cùng Nguy Sơn Đảo phân viện làm ra cắt chém, cũng chỉ có tài như thế có thể kịp thời dừng tổn hại. Triệu Phi Dương tiền nhiệm sau còn không có cơ hội đi Nguy Sơn Đảo phân viện thực địa khảo sát, tìm Cảnh Văn Tú hiểu qua tình huống về sau, lâm vào thật lâu trong trầm mặc. Tại cùng Cố Hậu Nghĩa công việc giao tiếp thời điểm, có thể là thái độ của hắn đưa tới Cố Hậu Nghĩa khó chịu, cho nên Cố Hậu Nghĩa cũng không có nhằm vào Nguy Sơn Đảo phân viện làm tiến một bước nói rõ. Lấy hắn đối Cố Hậu Nghĩa hiểu rõ, người này cũng không phải là thật lớn gia công người, lúc trước tiếp quản Nguy Sơn Đảo phân viện, hẳn là không chỉ là vì chiến tích, Triệu Phi Dương rất muốn biết Cố Hậu Nghĩa ý tưởng chân thật, nhưng hắn lại không tiện liên hệ Cố Hậu Nghĩa, Cảnh Văn Tú cùng Cố Hậu Nghĩa có ân oán cá nhân, nhìn vấn đề khó tránh khỏi cực đoan. Triệu Phi Dương để cho người ta tướng Nguy Sơn Đảo phân viện lúc trước hợp tác hiệp nghị tìm ra, hắn phải cẩn thận nghiên cứu một chút. Hy vọng có thể thông qua những hiệp nghị này thăm dò Cố Hậu Nghĩa mạch suy nghĩ. Nhìn qua năm đó tiếp quản hiệp nghị về sau, Triệu Phi Dương phát hiện một cái vấn đề rất lớn, căn cứ hiệp nghị bên trên điều khoản, Trường Hưng bệnh viện tiếp quản Nguy Sơn Đảo bệnh viện, vừa mới bắt đầu thổ địa là thuê tính chất, thời hạn mướn 20 năm, nhưng khi địa chính phủ hứa hẹn, tại phân viện chính thức vận chuyển 3 năm sau, sẽ hiệp trợ Trường Hưng bệnh viện thay đổi thổ địa tính chất. Minh xác quyền tài sản thuộc về, nói cách khác nơi đó chính phủ đã làm ra hứa hẹn sẽ đem Nguy Sơn Đảo bệnh viện quyền tài sản chuyển nhượng cho Trường Hưng. Nhưng là có 3 năm quan sát kỳ. Đây mới là Cố Hậu Nghĩa quyết định tạm hoãn cấp cho tiền lương nguyên nhân căn bản, nơi đó chính phủ trái với điều ước trước đây, đáp ứng tốt cho bọn hắn quyền tài sản hết kéo lại kéo. Còn có một phần liên quan tới tiếp quản Nguy Sơn Đảo phân viện nội bộ hội nghị ghi chép đưa tới Triệu Phi Dương chú ý. Đây là Trường Hưng cấp lãnh đạo nhằm vào phải trang tiếp quản Nguy Sơn Đảo phân viện tiến hành một lần nội bộ hội nghị. Cơ hồ tất cả mọi người đối lần này tiếp quản đều cầm phản đối thái độ, nhưng là Cố Hậu Nghĩa vẫn lực bài chúng nghị đánh nhịp định án, hắn cho ra có 3 lý do cái. Một là xã hội hiệu ứng,
thượng cấp đề xướng giúp đỡ Lạc Hậu địa khu tăng lên chữa bệnh trình độ. Trường Hưng thân là Đông Châu chữa bệnh giới đại biểu một trong, có trách nhiệm hưởng ứng hiệu triệu, vì chính phủ bài ưu giải nạn. Hai là kinh tế hiệu quả và lợi ích, trong thành phố liên quan tới Nguy Sơn đảo phát triển phi thường minh xác, về sau nơi này sẽ phát triển thành tập du lịch nghỉ phép ngắm cảnh làm một thể hưu nhàn tiểu trấn, đi theo chính sách đại phương hướng đi không có sai. Ba là căn cứ vào Trường Hưng tự thân phát triển, Đông Châu vốn là chữa bệnh tài nguyên tiếp cận bão hòa, cạnh tranh kịch liệt, bọn hắn nhất định phải nghĩ đến cái khác đối thủ cạnh tranh đằng trước, theo xã hội tuổi già hóa, dưỡng lão chữa bệnh phục vụ sẽ ở không lâu về sau trở thành toàn bộ xã hội điểm nóng. Nguy Sơn đảo môi trường tự nhiên được trời ưu ái, không khí trong lành, phong quang tú mỹ, là một cái bảo dưỡng tuổi thọ nơi tốt. Triệu Phi Dương nhìn đến đây, chậm rãi khép lại hồ sơ, nhắm mắt lại, nhớ tới sóng biếc mênh mang Nguy Sơn hồ, hắn rốt cuộc minh bạch Cố Hậu Nghĩa lúc trước tại sao muốn kiên trì cầm xuống Nguy Sơn đảo phân viện, lại vì cái gì muốn đỉnh lấy áp lực cực lớn, cự tuyệt cho phân viện nhân viên cấp cho tiền lương. Hắn cầm điện thoại lên tìm tới một cái trong đó dãy số, Lâm Sử là ta. Ta muốn biết một chút liên quan tới Nguy Sơn đảo gần đây quy hoạch. Kim Vĩnh Hạo tại bệnh viện phụ cận đảo nhỏ người ta đã đặt xong gian phòng, vì đường xa mà đến chất khống tiểu tổ bày tiệc mời khách, Nghiêm Hồi Ý, Đường Minh Nghị, Hứa Thuần Lương là từ bản bộ tới, phân viện bên này, cũng có Trương Hải Tân, Kim Vĩnh Hạo, La Thủy Đỏ gia nhập, bọn hắn sẽ tại tương lai ba vòng bên trong đối Nguy Sơn đảo phân viện tiến hành toàn diện chất lượng kiểm tra. Ban đêm có mặt tiếp phòng yến còn có Vô Hiểu Phong cùng Tào Tĩnh. Mầm Tú Quyên lúc đầu cũng tại danh sách mời, nhưng nàng lấy cớ thân thể khó chịu không có tới tham gia, chủ yếu là cảm thấy mình tuổi tác cao, không thích hợp có mặt loại trường hợp này. Thời gian ước định là 6 giờ tối, nhưng đến 6 giờ rưỡi, phân viện phó viện trưởng Trương Hải Tân còn chưa tới đạt. Nghiêm Hồi Ý có chút không vui, mình mặc dù là phó chức, mà dù sao là Trường Hưng thứ nhất phó viện trưởng, người Trương Hải Tân nhiều nhất chính là toàn phó khoa cấp cán bộ, lưu người tại Nguy Sơn đảo phân viện tiếp tục nhậm chức. Còn không phải là bởi vì nơi đó chính phủ nói lên điều kiện, người bày cái gì tác phong đáng tởm. Chúng ta tới ngươi không đi đón, hiện đang dùng cơm ngươi lại đến trễ, giá đỡ còn lớn hơn ta, cho ta ra oai phủ đầu sao. Kim Vĩnh Hạo cũng cảm thấy không có ý tứ, chủ động biểu thị mình đi ra xem một chút, nhưng thật ra là muốn đi bên ngoài gọi điện thoại thúc thúc sục Trương Hải Tân. Nghiêm Hồi Ý biểu thị không cần, để hắn an bài mang thức ăn lên, không có lý do để nhiều người chờ như vậy một cái. Sau trộn vừa mới lên đến, liền nghe phía ngoài truyền tới một âm thanh vang dội, Nghiêm viện trưởng, không có ý tứ a, ta tới chậm. Trương Hải Tân năm nay 43 tuổi, Nguy Sơn huyện người, Đông Châu Viện Y học Trường Đại học ban tốt nghiệp, 5 năm trước được bổ nhiệm làm Nguy Sơn đảo bệnh viện viện trưởng kiêm bí thư, 2 năm sau, bệnh viện liền bị Trường Hưng thu mua, Trương Hải Tân mặc dù lưu nhiệm, nhưng là từ chức vị chính biến thành phó chức, bí thư cho hắn giữ lại, quyền lực đã cùng đi qua không cách nào đánh đồng. Mặt ngoài nhìn Trương Hải Tân thu nhập có không ít tăng lên, nhưng trên thực tế tình trạng như thế nào chỉ có chính hắn rõ ràng. Trường Hưng tiếp quản Nguy Sơn đảo bệnh viện điều kiện một trong, chính là hắn tiếp tục lưu nhiệm, đây là cân nhắc đến hắn đối bệnh viện nhân viên quen thuộc, cùng nơi đó chính phủ quan hệ không tệ, Trường Hưng bệnh viện cũng cần một cái quen thuộc nơi đó tình huống người trung gian. Trương Hải Tân không phải một người tới, hắn còn mang theo hai người, một cái là phân viện bảo vệ khoa trưởng Từ Đại Khánh. Một cái là bệnh viện lái xe Trương Hải Đào. Hai người cùng hắn đều có quan hệ, Từ Đại Khánh là hắn tiểu học đồng học, Trương Hải Đào là bản gia một cái huynh đệ. Hai người này đều không phải là phân viện chính thức nhân viên, tất cả đều là Trương Hải Tân cho làm tiến đến. Hai người này đều hình dáng cao lớn thô kệch, ỷ vào Trương Hải Tân quan hệ bình thường tại bệnh viện cũng tương đối khí trương ương ngạnh, liền ngay cả Kim Vĩnh Hạo viện trưởng này bọn hắn cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Trương Hải Đào phụ trách phân viện duy nhất một cỗ Santana 2000, trừ phi Trương Hải Tân lên tiếng, bình thường ai cũng phân công không động hắn. Kim Vĩnh Hạo cũng sợ hai người này, đừng nhìn cái này hai đều tại phân viện nhậm chức, kỳ thật chính là Trương Hải Tân tay chân, Từ Đại Khánh còn là bản xứ địa đầu xa, phân viện chung quanh bề ngoài trong đó có hai gian đều là hắn thuê, tiền thuê chưa hề không có giao nộp qua một phần. Nghiêm Hồi Ý gặp Trương Hải Tân chẳng những muộn hơn nữa còn mang theo hai cái không có mời người tới. Trong lòng lập tức có chút không vui, nhưng hôm nay dù sao vừa tới, cũng không đến mức nói đến trên mặt hắn, cười nói, không có việc gì, chúng ta vừa mới bắt đầu. Từ Đại Khánh là cái khẩu Phật tâm xà, đi vào về sau trước lấy điện thoại cầm tay ra đặt lên bàn, điện thoại là kiểu mới nhất iPhone, điện thoại xác bên trên còn buộc lấy một cái bạch ngọc tỷ hưu vật trang sức móc ra một hộp Thái Sơn nho gió, lên một ống, bất quá đang ngồi có rất ít người hút thuốc.
Trương Hải Đào liền không có khách khí như thế, hắn nửa đùa nửa thật nói, khách nhân đều không tới đủ đâu lại bắt đầu, các ngươi người trong thành cùng bọn ta quy củ không giống. Kim Vĩnh Hạo trong lòng thầm mắng, ta mời ngươi rồi. Một người tài xế ai cho ngươi mặt? Trương Hải Tân phê bình nói, đừng nói mò, hôm nay tới đều là đại lãnh đạo. Hắn đi qua cùng Nghiêm Hồi Ý nắm tay, Nghiêm Hồi Ý vẫn là chừa cho hắn mặt mũi, trước đó liền đem bên phải vị trí để lại cho hắn. Trương Hải Tân hô, mọi người đừng khách khí, tùy tiện ngồi, lão Từ, người ngồi đường y tá trưởng bên cạnh. Từ Đại Khánh cười đùa tí từng hướng Đường Minh Mị bên người góp, Đường Minh Mị nhìn xem cái kia một ngụm bị hun khói hoàng răng liền cảm thấy buồn nôn, Từ Đại Khánh hết lần này tới lần khác còn bản thân cảm giác tốt đẹp, chủ động đưa ra phải thêm nàng, Đường Minh Mị lấy cớ mình không cần, rõ ràng chính là cự tuyệt. Hứa Thuần Lương đã nhìn ra, chủ động cùng với nàng đổi cái vị trí. Để nàng cùng Tào Tĩnh cùng một chỗ ngồi, Vương Hiểu Phong ngồi tại Tào Tĩnh bên cạnh, cứ như vậy hai người bọn họ vừa vặn tướng hai vị nữ sĩ bảo vệ. Từ Đại Khánh nhìn qua Hứa Thuần Lương, ánh mắt có chút bất thiện, người vị kia a. Hắn một lòng muốn theo Đường Minh Mị dựa vào gần một chút, không nghĩ tới bị Hứa Thuần Lương cho hỏng chuyện tốt. Kim Vĩnh Hạo đang muốn giới thiệu, Nghiêm Hồi Ý đã dẫn đầu giới thiệu nói, Trường Hưng Bệnh viện Y tế chỗ chủ nhiệm Hứa Thuần Lương đồng chí. Từ Đại Khánh cùng Trương Hải Đào đối cái này danh hiệu không có nhiều khái niệm, nhưng Trương Hải Tân lại sửng sốt một chút, tiểu tử này nhìn không nhiều lắm a, thế mà liền lên làm y tế chỗ chủ nhiệm. Trường Hưng y tế chỗ chủ nhiệm hẳn là chính khoa cấp, chẳng phải là so chính mình cao hơn nửa cấp. Nghiêm Hồi Ý để mọi người uống rượu trước, đợi lát nữa lại tương hỗ giới thiệu. Hứa Thuần Lương tới đây bất quá nửa ngày, cũng đã dự cảm đến lần này chất khống công việc sẽ không thuận lợi, xuống thuyền bắt đầu. Lái xe lão lỗ liền không cho bọn hắn sắc mặt tốt, Trương Hải Tân mang tới hai vị này xem xét cũng không phải là đứng đắn gì mặt hàng, nhất là chính mình bên người bảo vệ khoa trưởng Từ Đại Khánh, con hàng này từ sau khi vào cửa, ánh mắt liền thỉnh thoảng tại Đường Minh Mị trên thân đảo quanh. Đường Minh Mị trong lòng đều buồn nôn chết rồi, cảm giác Từ Đại Khánh ánh mắt tựa như con ruồi một dạng trên người mình khắp nơi bay loạn. Kim Vĩnh Hạo có chút hối hận mời Trương Hải Tân, Trương Hải Tân hôm nay tới căn bản không có thành ý. Hắn chính là đến cho khách nhân một ngạt. Quả nhiên, Trương Hải Tân cho Nghiêm Hồi Ý kính hai chén rượu về sau, lập tức chủ đề liền đến Trường Hưng khất nợ tiền lương vấn đề bên trên. Nghiêm viện trưởng, người có thể đến liền quá tốt rồi, bệnh viện chúng ta đã 2 tháng không có mở tư, Trường Hưng có phải hay không gặp được vấn đề gì rồi? Nghiêm Hồi Ý biểu thị bệnh viện kinh doanh không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là gần nhất cao tầng biến động, rất nhiều chuyện còn chưa kịp giao tiếp, cho nên mới ảnh hưởng đến tiền lương cấp cho. Bất quá hắn hôm nay đã hướng viện trưởng phản ứng vấn đề này, tin tưởng rất nhanh liền có thể có được giải quyết. Rất nhanh, đến cùng có bao nhanh, đều 2 tháng không có mở tư, các người Trường Hưng bản bộ nhân viên tiền lương tiền thưởng 1 phân tiền không ít, vì sao vẻn vẹn khất nợ chúng ta tiền lương. Lúc trước các người hứa hẹn đối với chúng ta đối xử như nhau, cũng không tính là sao. Lãnh đạo nói chuyện cũng giống như đánh giấm sao, Trương Hải Đào lại ồn ào. Nghiêm Hồi Ý đột nhiên biến sắc. Người tài xế này cũng quá không có lễ phép, dạng này trường hợp, có thể để ngươi ngồi tại vừa ăn cơm đều là cho ngươi mặt mũi, đâu còn đến phiên ngươi nói chuyện. Kim Vĩnh Hạo đương nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ, trách mắng, Hải Đào, làm sao cùng Nghiêm viện trưởng nói chuyện đâu. Trương Hải Đào nói, ta liền nói như vậy, ngươi không phải chúng ta viện trưởng sao? Thân cho chúng ta viện trưởng ngươi không thay chúng ta nói chuyện, ta chính mình còn không thể nói. Ngươi là một mực mình ăn no. Mặc kệ chúng ta dân chúng chết sống. Bồng. Trương Hải Tân trùng điệp vỗ bàn một cái, Hải Đào, làm sao nói đâu. Uống nhiều quá xéo đi nhanh lên, đừng tại đây mà ảnh hưởng mọi người tử hứng. Trương Hải Đào không nói, bưng lên trước mặt ly pha lê cho mình rót đầy, sau đó bưng tràn đầy một chén rượu đi vào Kim Vĩnh Hạo trước mặt. Kim viện trưởng, xin lỗi, ta người này tính tình xông, hai ta đem cái này chén cho uống, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Sách mở chai rượu cũng cho Kim Vĩnh Hạo rót đầy. Tất cả mọi người nhìn ra con hàng này là có chủ tâm rót Kim Vĩnh Hạo rượu, Kim Vĩnh Hạo tửu lượng phổ thông, lại uống không được gấp rượu, tranh thủ thời gian xua tay cho biết mình uống bất động. Xem thường người a, Kim viện trưởng, người cùng Nghiêm viện trưởng vừa rồi có thể uống mấy chén, đến ta chỗ này không được. Thành, ta uống trước rồi nói. Trương Hải Đào hướng lên cái cổ đem mình ly kia cạn rượu, sau đó bưng cái chén trống không đứng tại Kim Vĩnh Hạo trước mặt. Ý nghĩ rất rõ ràng, người không uống xong ta hôm nay liền không đi. Tất cả mọi người nhìn ra con hàng này EQ là thật thấp, người nhà một người tài xế,
thật đúng là đem mình làm nhân vật, người ta dựa vào cái gì cùng ngươi uống? Ngươi cho là mình là ai? Trương Hải Tân chỉ sợ thiên hạ bất loạn, giật dây nói, Kim viện trưởng, Hải Đào biết sai, cũng giải thích với ngươi, chén rượu này ngươi vô luận như thế nào đều phải uống. Nghiêm Hồi Ý nói, uống rượu thương thân, mọi người tốt hơn theo ý, không cần miễn cưỡng. Trương Hải Tân cười nói, Nghiêm viện trưởng, Kim viện trưởng tử lượng ta biết, bọn ta bên này mời rượu là nhất định phải uống. Kim Vĩnh Hạo không muốn bởi vì mình lâm vào cục diện bế tắc, bưng lên chén rượu kia, biểu thị chỉ này một chén, hắn nắm lỗ mũi đem chén rượu này rót xuống dưới. Trương Hải Tân dẫn đầu vỗ tay, Từ Đại Khánh cùng Trương Hải Đào cái này hai tùy tùng tự nhiên phụ họa. Trường Hưng bản bộ người đều không có hưởng ứng, Hứa Thuần Lương nhìn qua người này, trong lòng nhận định ba người này hôm nay tới chính là khiêu khích, Kim Vĩnh Hạo chỉ là bắt đầu, tiếp xuống cái này nhân hàng còn không biết muốn ra cái gì làm trò cười cho thiên hạ. Quả nhiên Từ Đại Khánh cũng đứng lên, đi đến Đường Minh Mỹ trước mặt, cười tủm tỉm nói, Đường y tá trưởng, chúng ta thế nhưng là quen biết đã lâu, ngươi lần trước đến Nguy Sơn đảo thời điểm, ta liền tham dự tiếp đãi ngươi, từ đó trở đi liền đối ngươi nhớ mãi không quên, có câu nói thế nào nói đến, nhớ mãi không quên tất có hồi tưởng, nhìn xem đây không phải tới. Con hàng này tự cho là khôi hài, còn quăng lên văn nghệ. Đường Minh Mỹ có chút buồn nôn, để ngươi hồi tưởng đều là đối vũ nhục của ta. Trở ngại mặt mũi vẫn là cười nói, tạ ơn từ khoa trưởng khoản đãi, ngài ngồi xuống nói. Không thể a, ngài là quý khách, ta phải mời ngài hai chén. Từ Đại Khánh một đôi tạc nhãn tại Đường Minh Mị tuyết trắng trên ngực sách. Đường Minh Mị cổ áo hoàn toàn chính xác mở có chút thấp, nàng thật sự là cực kỳ hối hận, cái này Từ Đại Khánh quá bị ổi. Các ngươi bên này người uống rượu quy củ đều là nhảy uống. Một mực không nói lời nào Hứa Thuần Lương mở miệng. Từ Đại Khánh sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Hứa Thuần Lương nói, tại chúng ta Đông Châu uống rượu, đều theo chiếu trình tự từng cái mời rượu, ngươi là nhìn không thấy ta đây. Vẫn là xem thường ta, trực tiếp đem ta cho tỉnh lược đi qua. Có phải hay không nhìn có chút không dậy nổi người a? Lực chú ý của mọi người lúc này mới tập trung ở Hứa Thuần Lương trên thân. Kim Vĩnh Hạo vừa bị rót hết một chén rượu lớn, đầu não chóng mặt, nhìn thấy Hứa Thuần Lương đứng ra nói chuyện. Trong lòng vui mừng, người trẻ tuổi này vẫn còn có chút dũng khí, bởi vì trường kỳ tại Nguy Sơn đảo phân viện, cho nên hắn đối Hứa Thuần Lương cũng không phải là đặc biệt giải, nhưng là trong viện văn kiện hắn đều thu được, gần nhất nhân sự nhận đuổi cũng không có Hứa Thuần Lương đảm nhiệm y tế chỗ chủ nhiệm cái này mã sự tình, đoán chừng là Nghiêm Hồi Ý cố ý nói cho Trương Hải Tân đám người kia nghe. Trong bệnh viện chủ nhiệm có ba loại, một loại là cấp bậc bên trên, một loại là chức danh bên trên, còn có một loại chính là khách khí tôn xưng. Dù sao bệnh viện chủ nhiệm khắp nơi trên đất là sự thật không thể chối cãi. Nghiêm Hồi Ý nói, đúng vậy a, từ khoa trưởng, cái này chính là của ngươi đạo đãi khách. Dựa theo trình tự cũng hẳn là trước cùng Hứa chủ nhiệm uống nha. Từ Đại Khánh hướng Trương Hải Tân nhìn thoáng qua, Trương Hải Tân đưa cái ánh mắt xiên lập tức làm bộ uống trà dáng vẻ. Từ Đại Khánh cười nói, là ta sơ sẩy. Cầm rượu lên bình hướng Hứa Thuần Lương trước mặt trong ly thủy tinh rót tràn đầy một chén rượu. Sau đó mình cũng đổ đầy một chén. Kim Vĩnh Hạo không khỏi có chút vì Hứa Thuần Lương lo lắng, Từ Đại Khánh là có tiếng hải lượng, Hứa Thuần Lương mặc dù là Đường Minh Mị giải vây can đảm lắm, nhưng là hắn đêm nay chỉ sợ muốn vì dũng khí trả giá thật lớn. Từ Đại Khánh đứng đấy, Hứa Thuần Lương ngồi, hắn căn bản không hề ý đứng lên, liền loại này đồ rác rưởi còn không đáng được bản thân đứng dậy. Hứa chủ nhiệm ở xa tới là khách, ta uống trước rồi nói. Từ Đại Khánh tướng tràn đầy một ly pha lê rượu để uống sạch sẽ. Hứa Thuần Lương cũng bưng chén rượu lên uống, Đường Minh Mị gặp hắn vì chính mình ra mặt, trong lòng cảm kích sau khi lại lo lắng thân thể của hắn, để hắn tranh thủ thời gian dùng bữa. Hứa Thuần Lương nói, rượu này nhiều ít độ, hương vị có chút nhạt a. Vùng này quen thuộc uống thấp độ rượu, bọn hắn đêm nay dùng rượu chính là 35 độ Nguy Sơn Hồ, đây cũng là dân bản xứ quen thuộc dùng ly pha lê uống rượu. Động một tí cạn ly nguyên nhân, đổi thành độ cao rượu, bọn hắn cũng không dám như thế uống. Hứa chủ nhiệm tử lượng giỏi a, Từ Đại Khánh lại cho Hứa Thuần Lương rót đầy, biểu thị muốn cùng hắn lại đến một chén. Hứa Thuần Lương không có chút nào sợ hãi, loại rượu này hắn uống căn bản không hề cảm giác, từ khi đi vào thời đại này, hắn còn không có say quá, đến cùng có thể uống bao nhiêu ít, ngay cả chính hắn đều không rõ ràng. Đến Nguy Sơn đảo trước đó, Gia Gia còn chuyên môn cho hắn mang theo một bình tổ truyền bí chế giải rượu đan, hiệu quả không tệ, chính là sợ hắn ở bên ngoài xã giao uống nhiều rượu thương thân,
Hứa Thuần Lương nhận vì tử lượng của mình còn không cần vận dụng giải rượu đan. Từ Đại Khánh nhìn thấy Hứa Thuần Lương thống thống khoái khoái ngay cả làm hai chén, ý thức được tiểu tử này tử lượng là thật to lớn, không cần thiết cùng hắn liều mạng, đang chuẩn bị chuyển đổi mục tiêu, nhưng Hứa Thuần Lương không có ý định buông tha hắn, ngay sau đó đáp lễ Từ Đại Khánh hai chén. Hứa Thuần Lương đối phó địch nhân phong cách chính là xác định mục tiêu trọng điểm đả kích, thừa thắng xông lên, một đám đến cùng, tuyệt không cho đối thủ cơ hội thở dốc. Người Từ Đại Khánh không phải chủ động đưa tới cửa sao, ta trước tiên đem ngươi làm choáng lại nói. Từ Đại Khánh căn bản không nghĩ tới Hứa Thuần Lương còn có thể ngã tìm về hai chén, đến một lần đây chính là bốn chén, bọn hắn dùng đến lại là ly lớn, uống xong liền tám lượng rượu xuống bụng, mặc dù là thấp độ rượu. Nhưng trong thời gian ngắn ngay cả rót tám lượng, Từ Đại Khánh cũng cảm thấy có chút cấp trên, sau khi uống xong. Hắn trở về ngồi xuống, dự định nghỉ ngơi một chút. Nhưng là Đường Minh Mị cũng sẽ không bỏ qua cái này thừa thắng xông lên cơ hội, chủ động kính hắn một chén, mời rượu không phải cho hắn mặt, mà là muốn bỏ đá xuống giếng, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, nữ nhân một khi muốn báo thù, muốn so nam nhân càng thêm quả quyết. Từ Đại Khánh vốn muốn đi bưng ly rượu nhỏ. Nhưng Đường Minh Mị cùng hắn uống đến là ly lớn, Đường Minh Mị tới cái một chén xong ý, lại tới cái uống trước rồi nói, nàng tử lượng cũng không yếu, loại này thấp độ nguy sơn hồ một cân không có vấn đề. Lần này Từ Đại Khánh hoàn toàn lâm vào bị động, nếu như hắn không đem chén rượu này uống cạn liền thành hiện trường chê cười, kiên trì lại làm một chén này, mới không đến 5 phút bên trong, một cân rượu đã xuống bụng. Loại này số độ rượu, hắn chậm rãi uống hẳn là có thể uống 2 cân. Nhưng bây giờ đã có uống xong 2 cân nhiều trạng thái, mặt cũng đỏ lên, lưỡi đau cả đầu, nói chuyện cũng không lưu loát. Trương Hải Tân lúc đầu mang theo 2 tên tướng tài tới dự định để nghiêm hồi ý đám người này ra làm trò cười cho thiên hạ, cho chất khống tổ một hạ mã uy, nhưng kế hoạch phải hảo hảo, đến hiện trường cục diện liền phát sinh biến hóa, lặng lẽ hướng đường đệ Trương Hải Đào đưa cái nhan sắc, để hắn ra mặt chia sẻ một chút hỏa lực. Trương Hải Đào lập tức lĩnh hội tinh thần của hắn. Trước đêm có thể nhất uống Hứa Thuần Lương chơi ngã, hắn mang theo bình rượu đi qua cho Hứa Thuần Lương rót rượu, biểu thị muốn cùng Hứa Thuần Lương nổ 2 chén, súng bắn chim đầu đàn, trước tiên đem có thể nhất uống Hứa Thuần Lương vặn ngã. Hứa Thuần Lương đề nghị đừng phiền toái như vậy, dứt khoát 2 người bọn hắn mỗi người một bình. Cái gì, Trương Hải Đào bị hắn ngược lại đem một quân khiến cho có chút mộng bức. Rượu này không có mùi vị gì cả, cùng bia không sai biệt lắm, khó được không khí hiện trường tốt như vậy. Các ngươi lại nhiệt tình như vậy, muốn nhìn tình cảm được hay không, liền phải mỗi người thổi một bình, chúng ta thổi một bình cho đại gia hỏa trợ trợ hứng thế nào. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đi qua đều gặp cả bình uống bia, còn chưa thấy qua đối bình thổi rượu đế, Hứa Thuần Lương cộng lại cũng uống một cân, con hàng này đến cùng bao lớn tử lượng. Dù sao hiện tại hắn khí thế bên trên không có thua. Nghiêm hồi ý mặc dù tán thưởng Hứa Thuần Lương dũng khí, nhưng là hắn không thể cổ vũ loại hành vi này. Người trẻ tuổi không thể hành động theo cảm tính, vạn nhất uống hỏng thân thể chẳng phải là phiền phức, nhắc nhở mọi người uống rượu tùy ý, tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Trương Hải Tân nói, Nghiêm Viện, ngài không cần lo lắng, đêm nay để ta làm đông, đã uống liền phải tận hứng, ta nhìn Hứa chủ nhiệm cũng là tính tình bên trong người, Hải Đào, bồi Hứa chủ nhiệm thổi một cái. Hắn thấy Trương Hải Đào đến bây giờ còn không uống đến nửa cân, Hứa Thuần Lương đã một cân đặt cơ sở, 2 người nếu như đều thổi một bình. Trương Hải Đào tiếp cận một cân nửa, Hứa Thuần Lương thế nhưng là 2 cân. Trương Hải Đào tử lượng hắn hiểu rõ, một cân nửa còn có thể uống vào, hắn ngược lại muốn xem Hứa Thuần Lương đến tột cùng lớn bao nhiêu tử lượng. Trương Hải Đào đâm lao phải theo lao, trước mặt nhiều người như vậy cũng không thể yếu thế, thế là lấy 2 bình rượu, trong đó một bình đưa cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương vẫn ngồi ở chỗ đó, cười tủm tỉm nói, ta nhưng sự tình trước tiên nói rõ, nôn cũng không tính. Ngươi nếu là sợ hãi liền sớm một chút nói. Ai sợ ai cháu trai, ta uống trước rồi nói. Trương Hải Đào là người thô hào, đơn giản như vậy phép khích tướng đều chịu không được. Hắn hướng lên cái cổ bắt đầu rót kia bình rượu, đây là muốn đến cái uống trước rồi nói. Trương Hải Tân rất nhanh liền phát hiện Hứa Thuần Lương căn bản không có bất kỳ cái gì động tác, cười tủm tỉm nhìn qua Trương Hải Đào uống, trong lòng của hắn không khỏi nghĩ thầm nói thầm, con hàng này nên không phải hống Trương Hải Đào uống xong chính hắn không uống đi. Từ Đại Khánh cũng phát hiện vấn đề này, đỏ mặt trừng mắt Hứa Thuần Lương nói, ngươi thế nào? Không uống. Hứa Thuần Lương nói, các ngươi bên này không phải chú ý uống trước rồi nói sao? Chờ hắn uống xong ta lại uống. Từ Đại Khánh thầm mắng Trương Hải Đào là cái,
người nhà khả năng bao lớn mình không biết a, cho dù chết cũng muốn kéo cái đệm lưng, còn uống trước rồi nói, ta liền nhìn ngươi thế nào kết thúc. Trương Hải Đào uống nhanh 8 lượng thời điểm, cũng không chịu nổi nữa, đem bình rượu hướng trên bàn thả, quay đầu hướng ra phía ngoài chạy tới, trong sân liền nôn mở. Nghiêm Hồi Ý trong lòng cái này vui a, Hứa Thuần Lương a, Hứa Thuần Lương, tiểu tử ngươi quá trơn đầu, chỉ là người ta uống hơn phân nửa bình, ngươi không uống quay đầu kết cuộc như thế nào. Trương Hải Tân cùng Từ Đại Phương đều nhìn qua Hứa Thuần Lương, con hàng này quá xấu rồi, sáo lộ Trương Hải Đào đều uống phun ra, cái kia bình còn một điểm không nhúc nhích đâu. Từ Đại Phương cầm lấy kia bình rượu đặt ở Hứa Thuần Lương trước mặt, giơ lên cầm, ý là tới phiên ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ta cùng hắn uống rượu, ngươi đi theo lẫn vào cái gì? Không phục ngươi cũng thổi một bình. Từ Đại Phương bị nghẹn đến nói không ra lời, Trương Hải Tân nói, Hứa chủ nhiệm, Hải Đào đều uống xong. Hứa Thuần Lương chỉ vào bình rượu bên trong còn lại 2 lượng nhiều nói, Trương viện phó ánh mắt không tốt, cái này còn lại nửa bình đâu. Trương Hải Đào nôn ra, lung la lung lay đi đến, tới phiên ngươi. Hứa Thuần Lương nói, một bình rượu, ngươi uống 8 lượng nôn 1 cân, cái này còn tìm trở về 2 lượng, ta có phải hay không đã nói trước. Vương Hiểu Phong nói, nôn không tính, bọn hắn đêm nay xem như cùng chung mối thù, nhất trí đối ngoại, bản bộ phân viện cuối cùng vẫn là 2 cái khác biệt phe phái. Trương Hải Đào chỉ vào Hứa Thuần Lương mắng, người mẹ nó âm ta. Có biết hay không ta là ai? Hứa Thuần Lương lạnh lùng nói, ta không biết ngươi là ai, nhưng là ai cũng chớ ở trước mặt ta mẹ nó nói thô tục, nếu không đừng trách ta miệng rộng quất ngươi. Ngươi dám? Trương Hải Tân mau tới trước đem hắn ngăn lại, làm gì? Say khướt a, cũng không sợ người chê cười, Nghiêm Viện, ngài nói câu công đạo, rượu này Hứa chủ nhiệm có phải hay không hẳn là uống? Hẳn là uống, nhưng tiểu Hứa cũng đã nói trước, nôn không tính. Nghiêm Hồi Ý trên tâm lý đương nhiên thiên vị Hứa Thuần Lương. Trương Hải Tân ngẫm lại Hứa Thuần Lương hoàn toàn chính xác nói qua câu nói này, hắn cũng không cách nào, suy nghĩ một chút nói, Hứa chủ nhiệm, vậy hai ta uống, ta cùng ngươi hồi một bình. Từ Đại Phương cùng Trương Hải Đào đều là cùng hắn lẫn vào, hôm nay nếu là hắn không đem mặt mũi này cho tìm trở về, còn thế nào dẫn người ta hỗn, về sau ai đối với mình còn chịu phục. Nhưng hắn làm như vậy liền có chút không chính cống, chẳng khác gì là ba người bọn hắn thay nhau cùng Hứa Thuần Lương uống, bắt đầu chơi xa luân chiến, Trương Hải Tân từ đầu tới đuôi không có uống vài chén, đều là hai người khác xông pha chiến đấu, hắn tử lượng cũng không kém, cho rằng cùng Hứa Thuần Lương vẫn là có liều mạng. Hứa Thuần Lương nói, riêng ta thì thưởng thức Trương viện phó dạng này người sảng khoái, ta uống trước rồi nói. Cứ như vậy tương đương tướng Trương Hải Đào sự tình triệt để lật thiên, ai bảo ngươi uống nôn. Ngươi nhà đáng đời. Hứa Thuần Lương cầm lấy kia bình rượu, một hơi uống sạch sẽ, sau khi uống xong còn đem miệng bình hướng xuống lung lay, một giọt không dư thừa, mấu chốt là mặt không biến sắc tim không đập, căn bản nhìn không ra hắn có chút chênh choáng. Hiện trường đầu tiên là lặng ngắt như tờ. Sau đó Nghiêm Hồi Ý dẫn đầu kêu lên tốt đến, ngoại trừ Trương Hải Tân ba người bên ngoài tất cả mọi người liều mạng vỗ tay gọi tốt, bọn hắn ý thức được buổi tối hôm nay Trương Hải Tân một phương triệt để lâm vào bị động. Trương Hải Tân nhìn qua kia bình rượu uống cũng không phải, không uống cũng không phải, nếu như uống hết, không chừng hắn cũng giống Trương Hải Đào một dạng nửa đường phun ra ngoài, nhưng nếu như hắn không uống, đêm nay liền triệt để trở thành một chuyện cười. Kim Vĩnh Hạo ở chỗ này một năm. Vẫn luôn bị bọn hắn các loại xa lánh khi dễ, chưa hề có giống đêm nay như vậy mở mày mở mặt qua, tuét miệng hướng Trương Hải Tân nói, lão Trương, đến ngươi. Trương Hải Tân đưa tay đi lấy kia bình rượu, tất cả mọi người chờ mong hắn xấu mặt thời điểm, Hứa Thuần Lương nói, Trương viện trưởng, ta đùa với ngươi, ta cùng Trương Hải Đào uống rượu, vốn là với ngươi không quan hệ, hai huynh đệ các ngươi tình cảm thực là không tồi, cùng một chỗ đối phó ta à. Hắn vỗ vỗ Trương Hải Tân bả vai. Cảm tạ Trương viện trưởng thịnh tình khoản đãi, ta có chút chính choáng cấp trên, Nghiêm Viện, chúng ta là không phải nên rút lui. Cái tốt nào cũng có kết thúc, huống chi không khí hiện trường cũng không hài hòa, Nghiêm Hồi Ý đã sớm nghĩ kết thúc. Trương Hải Tân cũng không muốn uống nữa, lúc đầu muốn cho người bên ngoài một hạ mã uy, lần này ngược lại bị người ta cho bày một đạo. Hứa Thuần Lương một đám người sau khi đi, Trương Hải Đào tức miệng mắng to, cái này họ Hứa quá mẹ nó cuồng. Đây là tại Nguy Sơn Đảo, ai dám cùng chúng ta nổ đâm? Từ Đại Phương thở dài nói, tiểu tử kia là thật có thể uống, 2 cân nhiều người không việc gì đồng dạng. Trương Hải Tân nói, các ngươi mau về nhà nghỉ ngơi đi. Trong lòng thầm mắng 2 người phế vật,
thế mà hai người hợp lực đều giải quyết không được một cái Hứa Thuần Lương. Kim Vĩnh Hạo đem Nghiêm Hồi Ý đưa trở về phòng, hắn không có lập tức đi, bồi Nghiêm Hồi Ý hàn huyên. Kim Vĩnh Hạo cho rằng Hứa Thuần Lương đêm nay chỉnh thể biểu hiện đều rất tốt, nhưng là cuối cùng không nên nhân từ nương tay, hẳn là để Trương Hải Tân đem kia bình rượu uống xong. Nghiêm Hồi Ý lại không nhìn như vậy, một cân rượu trực tiếp vào trong bụng, trên cơ bản đều phải có phản ứng, nếu như Trương Hải Tân cũng uống say rồi, cùng hai người khác một dạng đùa nghịch rượu điên, đêm nay bữa cơm này liền không tốt thu tràng, mặc dù phiền đám người này, còn không đáng trở mặt, dù sao ngồi cùng bàn còn có mấy vị nữ đồng sự, mà lại bọn hắn còn muốn ở chỗ này ngốc ba cái tuần lễ, ngày đầu tiên liền vạch mặt đối với người nào đều không tốt. Làm người lưu một tuyến ngày sau dễ nói chuyện. Đừng nhìn Hứa Thuần Lương tuổi trẻ, tiểu tử này am hiểu sâu xử thế chi đạo, đêm nay hành vi hẳn là làm ra sao sơn chấn hổ tác dụng, nếu như Trương Hải Tân còn không hiểu được hiệu quả, đoán chừng Hứa Thuần Lương tiếp theo đao liền muốn nhắm chuẩn hắn, mà lại sẽ chỉ so lần này ác hơn, không chút lưu tình. Nghiêm Hồi Ý âm thầm vui mừng, may mắn mình có dự kiến trước, đem Hứa Thuần Lương cái này viên mãnh tướng cho tranh thủ lại đây, không phải cái này rối bời chàng diện thật không dễ ứng phó. Đêm nay phát sinh sự tình để Kim Vĩnh Hạo có chút hưng phấn, đồng thời hắn đối Hứa Thuần Lương một thân sinh ra hứng thú nồng hậu, hướng Nghiêm Hồi Ý nghe ngóng Hứa Thuần Lương tình huống. Nghiêm Hồi Ý rất ít ở sau lưng nói người, vô luận lời hữu ích vẫn là nói xấu, huống chi hắn lập tức liền muốn rời Trường Hưng, càng không muốn bình luận bất luận kẻ nào. Hắn đối bộ phận hành chính người thấy rất thấu, đừng nhìn hôm nay ở trước mặt ngươi viện trưởng dài viện trưởng ngắn, ngày mai không chừng lại tại trước mặt người khác nói cái gì. Nghiêm Hồi Ý trước mắt quan tâm nhất đến vẫn là tiếp xuống chất khống công việc như thế nào khai triển, từ tình huống tối nay đến xem, Trương Hải Tân cầm đầu bản thổ hệ hẳn là sẽ không phối hợp công tác của bọn hắn, còn có thể sẽ cho bọn hắn chế tạo không ít chướng ngại. Kim Vĩnh Hạo ở chỗ này công việc đã có một năm, đối phân viện tình huống mò được tương đối rõ ràng, Trương Hải Tân người này chính là con sâu làm dầu nồi canh. Trường Hưng bệnh viện tiếp quản Nguy Sơn đảo bệnh viện, lợi ích bị hao tổn lớn nhất chính là hắn. Dù sao đi qua Trương Hải Tân là nơi này người đứng đầu, vô luận bệnh viện kinh doanh tình trạng như thế nào. Hao tổn nhiều ít, ở chỗ này một mẫu ba phần đất hắn chính là lão đại. Hắn chủ nhà thời điểm mua sắm, nhân sự một tay bắt, liền nói cửa bệnh viện hai bên mười mấy gian bên đường bề ngoài đều là hắn tại nhiệm thời điểm che lại, không có phòng chứng, nhưng hàng năm đều thu tiền thuê. Mặc dù trên đảo tiền thuê hơi thấp, nhưng hàng năm cũng có mười mấy vạn tiền thuê thu nhập. Từ khi Trường Hưng tiếp quản đến nay, tiền thuê thu nhập tài vụ là một phân tiền đều chưa thấy qua, Trương Hải Tân đem chuyện này đẩy đến sạch sẽ, liền nói mình thu không được, để Kim Vĩnh Hạo tự nghĩ biện pháp. Kim Vĩnh Hạo vẫn nhớ kỹ lần thứ nhất dẫn người đi lấy tiền thời điểm, bị người thuê cầm dao phay cho chạy ra, còn có muốn thả chó cắn hắn, đều là chút dân bản xứ, bọn hắn không thể trêu vào, cũng hướng nơi đó đồn công an phản ứng tình huống, đồn công an cho bọn hắn trả lời chắc chắn là lịch sử còn sót lại vấn đề. Hy vọng bọn họ trước minh xác quyền tài sản. Những cái kia bề ngoài ngay cả phòng chứng đều không có, làm sao có thể có quyền tài sản. Bệnh viện không dám quản, đồn công an không muốn quản, những cái kia người thuê trở nên càng ngày càng phách lối, không ngừng xâm chiếm bệnh viện địa bàn, Nguy Sơn đảo bệnh viện so với bọn hắn ban sơ tiếp quản thời điểm, diện tích đều thiếu đi một phần tư. Kim Vĩnh Hạo nhất phát sầu đến chính là tiền lương vấn đề, đã liên tục khất nợ 2 tháng tiền lương. Hiện tại sự phẫn nộ của dân chúng cực lớn, có người còn tại thừa cơ xúi dục, kích động quần chúng nháo sự, cùng bọn hắn làm đối kháng. Mặc dù Kim Vĩnh Hạo không có điểm danh, Nghiêm Hồi Ý cũng có thể đoán được người kia chính là Trương Hải, hắn cũng ý thức được mình lần này chất khống công tác trọng điểm rất có thể không phải chất lượng bản thân, một trận không biết bão tố đang chờ hắn, Nghiêm Hồi Ý bởi vậy đối Triệu Phi Dương sinh ra càng sâu oán niệm, cho rằng Triệu Phi Dương cố ý đào cái hố để cho mình hướng bên trong nhảy. Còn tốt mình đã xác định rời đi Trường Hưng, trong khoảng thời gian này qua loa đi qua liền tốt. Lúc này hai người đồng thời nghe được cuối hành lang tiếng thét chói tai, từ thanh âm phán đoán hẳn là một cái nữ nhân, thanh âm là từ đầu đông truyền tới, hai người cuống quýt từ trong phòng liền xông ra ngoài. Hứa Thuần Lương cũng ra, ba người nhìn lẫn nhau một cái, Hứa Thuần Lương chỉ nữ phòng tắm phương hướng. Không bao lâu nhìn thấy Đường Minh Mị vội vàng trốn thoát, Nghiêm Hồi Ý đại biểu mọi người hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Đường Minh Mị có chút chưa tỉnh hồn, nhìn thấy kinh động đến nhiều người như vậy, có chút xấu hổ, nàng ổn định một hạ cảm xúc, biểu thị không có gì, vừa rồi giống như thấy được một con trồn. Kim Vĩnh Hạo nói cho nàng không cần ngạc nhiên, ở trên đảo sinh thái hoàn cảnh rất tốt,
liền nói trong viện tử này thường xuyên có thể gặp đến chồn. Đường Minh Mị nhẹ gật đầu, hướng mọi người tạ lỗi, cho bọn hắn thêm phiền toái. Đã không có ra cái đại sự gì, mọi người cũng liền riêng phần mình trở về phòng. Hứa Thuần Lương trở về không lâu, Đường Minh Mị gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn chưa ngủ sao, có chuyện muốn theo hắn thương lượng, mới vừa rồi là bởi vì quá nhiều người, nàng cảm thấy không tiện. Hứa Thuần Lương để nàng một mực nói, đã trễ thế như vậy cũng không thích hợp gặp mặt đàm. Đường Minh Mị hạ giọng, vừa rồi có người ghé vào nữ phòng tắm ngoài cửa sổ nhìn trộm, còn dùng tay thu chụp chiếu, bởi vì quên quan đèn flash cho nên mới bị nàng phát hiện, nàng đuổi tới cửa sổ thời điểm chỉ thấy một cái bóng lưng, luôn cảm thấy người kia có chút giống bảo vệ khoa từ Đại Khánh. Hứa Thuần Lương hỏi nàng vì cái gì không báo cảnh, Đường Minh Mị nói mình cũng không chắc, vạn nhất nhìn lầm chẳng phải là xấu hổ. Mà lại nơi này không phải Đông Châu, từ Đại Khánh là Nguy Sơn đảo người địa phương, nàng lo lắng báo cảnh không những không giải quyết được vấn đề, sẽ còn rước lấy phiền toái không cần thiết, biết hắn nhiều chủ ý, cho nên gọi điện thoại hỏi một chút ý kiến của hắn. Hứa Thuần Lương để Đường Minh Mị coi như hết thảy chưa từng xảy ra, mình sẽ giúp nàng đem chuyện này tra rõ ràng. Đường Minh Mị cùng Hứa Thuần Lương mặc dù tiếp xúc đến không nhiều, nhưng là đối năng lực của hắn phi thường tín nhiệm, nàng chỉ hy vọng có thể tìm tới cái kia kẻ nhìn trộm. Nghĩ biện pháp để hắn đem chụp lén ảnh chụp giao ra. Hứa Thuần Lương cúp điện thoại, đứng dậy đi ra ngoài, bọn hắn ở tại lầu 2, nữ phòng tắm cùng nam phòng tắm phân biệt ở vào lầu 2 đông tây hai đầu, nếu như Đường Minh Mị nói tới tình huống là thật, như vậy lúc ấy cái kia kẻ nhìn trộm nhất định là bò tới lầu 2 bên ngoài mặt chính bên trên, xuyên thấu qua phía bắc cửa sổ nhỏ hướng bên trong nhìn lén. Hứa Thuần Lương vây quanh lầu mặt sau, đằng sau cỏ dại rậm rạp. Lầu bên ngoài có một đầu vết xỉ loang lổ ống thoát nước, lúc ấy kẻ nhìn trộm hẳn là dọc theo ống thoát nước leo đi lên, ống thoát nước khoảng cách cửa sổ không xa, lầu 1 lầu 2 ở giữa còn quấn một đầu xi măng ngăn cách trang trí đầu, đoán chừng kẻ nhìn trộm liền dẫm lên trên nhìn lén. Hứa Thuần Lương thầm mắng người này thật sự là sắc đảm bao thiên, lại dám nhìn lén nữ nhà tắm, nhìn liền xem đi, còn dám chụp lén. Hứa Thuần Lương mở ra điện thoại di động đèn pin tại đối diện dưới cửa trong bụi cỏ chiếu. Rất dễ dàng liền phát hiện cây cỏ bẻ gãy vết tích, Đường Minh Mị không có nhìn lầm, khẳng định là có người từ nơi này đào tẩu, lúc ấy kẻ nhìn trộm vốn định lặng lẽ chụp lén sau đó rời đi, cũng không thận phát động đèn flash, biết hành tích bại lộ, tranh thủ thời gian chạy trối chết. Hứa Thuần Lương căn cứ bụi cỏ vết tích phán đoán kẻ nhìn trộm chạy trốn phương hướng, lại nhìn thấy dưới chân bạch quang lóe lên, khom người tướng vật kia nhặt lên, phát hiện là một cái bạch ngọc tỷ hưu vật trang sức, không khỏi nhớ tới hôm nay từ Đại Khánh lúc uống rượu. Trên điện thoại di động của hắn tựa hồ liền mang theo đồng dạng vật trang sức. Hẳn là bị phát hiện về sau, cuống quýt trốn thời điểm ra đi rơi xuống, Hứa Thuần Lương lại phát hiện một viên không có hút xong tàn thuốc, nhặt lên xem xét, là Thái Sơn nho gió, đêm nay từ Đại Khánh rút đến chính là loại này khói, có hai thứ này bằng chứng trên cơ bản có thể kết luận kẻ nhìn trộm chính là từ Đại Khánh. Hứa Thuần Lương chuẩn bị rời đi thời điểm, có một chùm đèn pin cầm tay chùm sáng hướng bên này chiếu tới. Lại là bảo vệ khoa trưởng Từ Đại Khánh tới tuần tra. Từ Đại Khánh tướng đèn pin chùm sáng trực tiếp bắn ra đến Hứa Thuần Lương trên mặt, người nào? Hứa Thuần Lương nói, là ta. Từ Đại Khánh đi tới, tràn ngập cảnh giác nhìn qua hắn, Hứa chủ nhiệm A, hơn nửa đêm ngươi không ngủ được tới đây làm gì? Lúc nói chuyện, còn ngẩng đầu hướng lên phía trên nhìn một chút, lầu 2 chính là nữ phòng tắm. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ cái này CMN còn tặc hô bắt tặc. Đi dạo không được sao? Từ Đại Khánh nói, hậu viện này đều là loạn thảo khoa tử, có cái gì quay đầu? Cẩn thận gặp được rắn. Đã trễ thế như vậy ngươi làm sao còn chưa ngủ? Hứa Thuần Lương đánh giá Từ Đại Khánh trên thân, nhìn thấy hắn trên đầu gối có một chỗ không hoàn toàn phủi ngàn chỉ toàn vôi, càng phát ra xác định kẻ nhìn trộm là hắn không thể nghi ngờ. Ta đêm nay hành chính trực ban. Hành chính trực ban cũng dám ra ngoài uống rượu, ngươi có biết hay không bệnh viện điều lệ chế độ? Hứa Thuần Lương nói trở mặt liền trở mặt. Từ Đại Khánh sửng sốt một chút, tại bọn hắn bệnh viện hành chính trực ban ra ngoài uống rượu không phải đương nhiên nha, uống rượu cũng là cùng ngươi cùng một chỗ a, tiểu tử ngươi tính là cái gì? Còn dám giáo huấn ta, đang muốn chế giễu lại thời điểm, chợt nhớ tới Hứa Thuần Lương là chất khống tiểu tổ, bọn hắn lần này xuống tới chính là vì kiểm tra. Từ Đại Khánh cười nói, cái này không phải là vì hoan nghênh mấy vị lãnh đạo đến chỉ đạo nha, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ngươi viết phần kiểm tra, ngày mai giao cho ta. Từ Đại Khánh mộng bức, tiểu tử này cái gì mau bệnh.
để cho ta viết kiểm tra. Cầm cái lông gà làm lệnh tiễn nói đến chính là loại người này, hắn lời nhắc cùng Hứa Thuần Lương lý luận, quay người rời đi, dùng bóng lưng biểu đạt đối Hứa Thuần Lương khinh thường cùng xem thường. Vừa đi vài bước, Hứa Thuần Lương nói, người đồ vật rơi mất. Từ Đại Khánh sửng sốt một chút, dừng bước, hắn sở dĩ ra tuần sát, cũng là bởi vì phát hiện trên điện thoại di động tỷ hưu vật trang sức thất lạc, có chút đau lòng tiền, lại lo lắng bị người phát hiện, lúc đầu lo lắng Đường Minh Mị đem sự tình làm lớn chuyện, nhưng về sau không nghe thấy cái gì động tĩnh, cho nên lại đánh lấy ban đêm tuần sát cờ hiệu qua đến tìm kiếm, không nghĩ tới gặp Hứa Thuần Lương. Từ Đại Khánh một trái tim bành 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 nhảy không ngừng, quay người nhìn lại, đã thấy Hứa Thuần Lương trong tay cầm một cây bút. Từ Đại Khánh phương mới yên lòng, còn tưởng rằng là mình tỷ hưu vật trang sức đâu. Không là của ta. Hứa Thuần Lương nói, vậy ta giữ lại dùng. Từ Đại Khánh nói, về ngủ sớm một chút đi, đừng khắp nơi tản bộ, cẩn thận đem ngươi trở thành người xấu bắt lại. Ta lại không làm việc trái với lương tâm, bằng cái gì bắt ta. Từ Đại Khánh luôn cảm thấy hắn câu nói này có ý riêng, không dám tiếp tục lưu lại, dù sao tâm thua thiệt người kia là mình. Hắn quay người hướng phòng trực ban đi đến nửa đường, quay đầu nhìn lại, đã không nhìn thấy Hứa Thuần Lương thân ảnh, trong lòng an tâm một chút, suy nghĩ vật trang sức nhỏ như vậy hẳn là sẽ không bị người phát hiện, đã trễ thế như vậy, mình lại đi tìm chỉ sợ sẽ gây nên người khác hoài nghi, vẫn là chờ ngày mai trời đã sáng lại nói. Trở lại phòng trực ban, nằm ở trên giường, nhớ tới sự tình vừa rồi, nghĩ mà sợ sau khi lại cảm thấy kích thích, trong đầu tựa hồ vang lên tiếng nước. Hiện ra Đường Minh Mị tắm rửa một màn, kỳ thật bên trong hơi nước bừng bừng, hắn cũng không thấy rõ ràng cái gì, nhưng càng là loại này mông lung cảm giác càng là để cho người ta cảm thấy khác hưng phấn. Từ Đại Khánh lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra điện thoại album ảnh, đập đến cũng không rõ ràng, làm sao lại bất cẩn như vậy, thế mà quên quan đèn flash. Nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn một lúc lâu, nội tâm trở nên càng phát hỏa nhiệt, thân thể nơi nào đó cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động. Tay phải bất chi bất giác rơi vào giữa hai chân. Dưới thân khung sắt giường cũng có tiết tấu phát ra két két thanh âm, phảng phất tùy thời đều có thể bị phía trên da súc dày vò tan ra thành từng mảnh. Từ Đại Khánh lại đổi tấm hình, đỏ tía mặt đỏ đỏ mắt, chăm chăm điện thoại di động, phảng phất người ở bên trong muốn đi ra đến, thực có can đảm đi tới hắn liền dám phạm tội. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Khung sắt giường lắc lư im bặt mà dừng, đột nhiên bị đánh gãy. Từ Đại Khánh phiền muộn gấp, ai vậy? Bên ngoài không có người trả lời. Từ Đại Khánh rời giường mang dép, cong cong thân thể đi vào trước cửa kéo cửa phòng ra, bên ngoài ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có, Từ Đại Khánh cho là mình không có khả năng nghe lầm. Ai vậy, nhìn chung quanh một chút, vẫn là không người ứng thanh, hắn nhịn không được mắng một câu. Đêm gió thổi qua, trong nháy mắt thanh tỉnh lại, tâm tình gì cũng bị mất, Từ Đại Khánh mắng liệt liệt khép cửa phòng lại, chui về chăn của mình bên trong. Cầm điện thoại di động lên lại tìm ra ảnh chụp, lúc này đã không có vừa rồi hào hứng, Từ Đại Khánh lại mắng một câu, tắt bình phong dự định đi ngủ, hắn có ngủ chuồng mau bệnh, thoát đến sạch sẽ ngủ được thoải mái, cũng không có ngủ bao lâu cũng cảm giác giữa hai chân tê tê hơi khác thường, đưa tay sờ một cái, thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ. Hắn cấp tốc tướng đèn mở ra, xốc lên ổ chăn, một màn trước mắt để hắn hồn phi phách tán, chỉ gặp trên đùi của hắn bò lên mười mấy con bọ cạp, có hai con còn ghé vào hắn giữa háng. Từ Đại Khánh dọa đến từ trên giường nhảy xuống dưới, liều mạng đập trên người bọ cạp, những cái kia bọ cạp cơ hồ tại đồng thời phát động công kích, đuôi câu ngủ đông nhập thân thể của hắn, Từ Đại Khánh cảm giác phía sau cũng có dị dạng, tại hắn không thấy được phía sau lưng, còn có hơn 10 cái bọ cạp. Từ Đại Khánh trần như nhộng xông ra phòng trực ban, hô to cứu mạng, mấy chục con vận sức chờ phát động bọ cạp đã hoàn thành nọc độc đối trong cơ thể hắn tiêm vào. Hắn thấy được trước mặt một thân ảnh, vội chạy tới cầu cứu. Lại phát hiện người kia đúng là Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương giả bộ kinh ngạc nói, từ khoa trưởng, người thật sự là thật hăng hái, hơn nửa đêm chạy trần chuồng A. Từ Đại Khánh dọa đến nói đều nói không lưu loát, bọ cạp, bọ cạp. Hứa Thuần Lương tựa hồ mới phát hiện trên người hắn bọ cạp, để hắn không cần sợ, xoay người, lập tức giúp hắn đuổi đi. Từ Đại Khánh dựa theo phân phó của hắn xoay người sang chỗ khác, đột nhiên hai chân mềm nhũn, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất. Lại là Hứa Thuần Lương thừa dịp hắn không sẵn sàng, chọn hắn mềm ma huyệt. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nhìn lấy một màn trước mắt, cũng không có vội vã kêu cứu, mà là trước lấy điện thoại cầm tay ra đối trần như nhộng Từ Đại Khánh một trận loạn đập. Từ Đại Khánh luống cuống, người này cái gì mau bệnh,
ta một đại nam nhân ngươi đập cái gì đập, chính muốn lên tiếng ngăn cản. Hứa Thuần Lương đã lớn tiếng nói, người tới đây mau, người tới đây mau. Ngươi đừng kêu, ngươi đừng. Từ Đại Khánh vừa thẹn vừa giận, nghĩ khởi mình bây giờ toàn bộ màu đỏ lấy thân thể, xong, lần này mất mặt nhưng ném đại phát. Đêm đó tại phân viện trực ban nhân viên cơ hồ đều bị Hứa Thuần Lương gào to đến đây, Từ Đại Khánh tứ ngưỡng bát xoa nằm trên mặt đất không nhúc nhích, xấu hổ giận dữ đan sen bị người tham quan. Cuối cùng vẫn là Kim Vĩnh Hạo ngại có chướng ngại cảm nhận, tìm cái chăn cho hắn đắp lên, an bài nhân viên công tác bắt hắn cho đặt lên cáng cứu thương, đưa đến phòng cấp cứu. Nguy Sơn Đảo bệnh viện phòng phân chia không có Trường Hưng bản bộ như vậy cẩn thận, ban đêm phụ trách ngoại khoa trực ban chính là khoa chỉnh hình Vương Hiểu Phong, nghe nói Từ Đại Khánh bị bỏ cạp cho ngủ đông, sang xem nhìn tình huống, xốc lên cái chăn, nhìn thấy Từ Đại Khánh trần như nhộng nằm, trên thân đã nâng lên nhiều cái bao lớn, thảm nhất phải là mệnh căn tử, bị bỏ cạp ngủ đông đến xương to lên gấp đôi cũng không chỉ, bình thường nghĩ hết biện pháp đều dày vò không đến 10cm, thế mà bị mấy con bỏ cạp hỗ trợ thực hiện. Mà lại là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Từ Đại Khánh không ngừng kêu thảm, quanh thân lại ngứa vừa đau, hết lần này tới lần khác tay chân tê liệt không thể động đậy, chỉ có thể cầu khẩn Vương Hiểu Phong tranh thủ thời gian giúp hắn trị liệu. Vương Hiểu Phong bắt đầu hỏi thăm bệnh án, đến tột cùng là ai cái thứ nhất phát hiện Từ Đại Khánh, Từ Đại Khánh nói cho hắn biết là Hứa Thuần Lương, lúc này mới phát hiện Hứa Thuần Lương không có đi theo tới. Cơ hồ tất cả mọi người bị lần này đột phát sự kiện cho kinh động đến. Đường Minh Mị ra nhìn tình huống thời điểm, Từ Đại Khánh đã được đưa đi khám gấp. Hứa Thuần Lương hướng nàng vẫy vẫy tay, đem Từ Đại Khánh điện thoại đưa cho nàng, hắn thừa dịp Từ Đại Khánh được đưa đi phòng cấp cứu, chạy tới phòng trực ban đem Từ Đại Khánh điện thoại cho thuận ra. Đường Minh Mị trong lòng tự nhủ ta cầm hắn điện thoại di động làm gì? Lại nói cầm cũng vô dụng thôi, hiện tại điện thoại đều là khuôn mặt giải tỏa. Hứa Thuần Lương nói cho hắn biết Từ Đại Khánh tại phòng cấp cứu nằm đâu. Để nàng đưa di động cho Từ Đại Khánh đưa đi. Đường Minh Mị lập tức minh bạch, Hứa Thuần Lương có ý tứ là chìa khóa là ở chỗ này, chỉ cần mình nghĩ giải tỏa, đi phòng cấp cứu tìm tới Từ Đại Khánh là được. Hứa Thuần Lương bồi tiếp Đường Minh Mị đi tới phòng cấp cứu. Từ Đại Khánh té ngã chết như heo nằm ở nơi đó không nhúc nhích, Vương Hiểu Phong vẫn là nhận qua phương diện này huấn luyện. Bị bỏ cạp ngủ đông cắn sau thông thường phương thức xử lý. 1. Mượn nhờ công cụ hút ra nọc độc. Hắn dùng nhổ lửa bình phương thức, lợi dụng phụ ép hút ra độc bỏ cạp. 2. Phòng ngừa nọc độc khuếch tán, lợi dụng cầm máu mang ràng bị ngủ đông tứ chi, cục bộ thêm dùng lục ất hoàn hạ nhiệt độ, thúc đẩy mạch máu co vào, lấy đạt tới ngăn cản đốt tổn thương bộ vị độc tố hướng chung quanh khuếch tán mục đích. 3. Tướng đốt tổn thương làn da vết thương mở rộng, dùng xà phòng nước, pha loãng dung dịch ammoniac hoặc potassium permanganate dung dịch đầy đủ cọ rửa. Sau đó lại dùng tính kiềm dung dịch tiến hành ẩm ướt thoa. 4. Dùng hùng hoàng, khô phèn trà thoa tại hoạn nơi cửa. Trên thân thể bị ngủ đông địa phương còn dễ nói, nhưng mệnh căn tử thật sự là quá lúng túng, liền xem như xương to lên không chỉ một lần, vẫn là tìm không thấy thích hợp lửa bình, dù sao cơ sở quá bạc nhược, chỉ có thể dùng đại hào ống chích ra bên ngoài rút. Từ Đại Khánh muốn tự tử đều có, quanh thân tê liệt, ngón tay đều không có cách nào động một cái. Hắn nào biết được là bị Hứa Thuần Lương cho điểm huyệt, còn tưởng rằng là chúng độc sau phản ứng, bất quá hắn nói chuyện vẫn là bình thường, hung hăng để Vương Hiểu Phong nắm chặt cho hắn giải độc, hắn hiện tại ngay cả không thể động đậy được. Vương Hiểu Phong cảm thấy có chút kỳ quặc, coi như bị bỏ cạp ngủ đông, cũng không nên quanh thân tê liệt không thể động đậy. Hắn để cho người ta đem Miêu Tú Quyên mời đến hội chẩn. Miêu Tú Quyên còn chưa chạy tới, Hứa Thuần Lương cùng Đường Minh Mị đã tới trước. Từ Đại Khánh đối Hứa Thuần Lương vừa rồi chụp lén hành vi của mình căm thù đến tận xương tủy, nổi giận nói, Hứa Thuần Lương, ngươi có ý tứ gì? Ngươi chụp lén ta làm gì? Hứa Thuần Lương nói, ta nếu là không chụp mấy tấm hình giúp thế nào trợ thầy thuốc giải bệnh tình của ngươi? Ta cũng không phải chụp lén, ta là quang minh chính đại đập, người này thật sự là chó cắn Lữ Động Tân không biết nhân tâm tốt. Đường Minh Mị cầm lấy Từ Đại Khánh điện thoại, đối mặt của hắn lung lay một chút, Từ Đại Khánh biết xong. Đến tột cùng là tên vương bát đản nào phát minh khuôn mặt giải tỏa. Đường Minh Mị thuận lợi giải tỏa Từ Đại Khánh điện thoại, mở ra album ảnh. Từ Đại Khánh biết nàng muốn làm gì, sợ hãi nói, điện thoại di động của ta, ngươi chớ lộn xộn. Đường Minh Mị đã tìm được hắn chụp lén hình của mình, trong lòng vừa thẹn vừa giận, vung tay lên chiếu vào Từ Đại Khánh mặt hung hăng chính là một bàn tay, cái này bàn tay đánh cho cái kia thanh thúy. Hứa Thuần Lương biết mà còn hỏi.
Đường tỷ, người đánh như thế nào người đâu? Hắn đều như vậy, ngài không thể đánh một cái không có năng lực phản kháng người. Đường Minh Mị trở tay lại một cái tát quất tới, chỉ vào Từ Đại Khánh cái mũi mắng, lão lưu manh, người chờ ngồi tù đi. Nàng quyết định báo cảnh. Phó viện trưởng Trương Hải Tân chạy đến thời điểm, đồn công an trực ban cảnh sát nhân dân đã tới trước, ngay tại cho Từ Đại Khánh ghi khẩu cung, chứng cứ vô cùng xác thực, không phải do hắn chống chế, trong điện thoại di động của hắn tồn lấy chụp lén ảnh chụp, chẳng những là Đường Minh Mị, còn có cái khác bản viện nữ công nhân viên chức, dù sao kia nhà tắm là công dùng, ở bên trong tắm rửa không ít người. Thúc đẩy Đường Minh Mị hạ quyết tâm báo cảnh nguyên nhân chính là cái này, người này không phải vi phạm lần đầu, hình của nàng kỳ thật không có đập rõ ràng, nhưng là có người bị đập đến rất rõ ràng. Không còn trong trầm mặc bộc phát, liền đang trầm mặc bên trong tử vong, Đường Minh Mị quyết định làm cái thứ nhất đứng ra người. Hứa Thuần Lương hữu nghị cung cấp tỷ hưu vật trang sức cùng tàn thuốc, mấy dạng này chứng cứ đã đủ để cho Từ Đại Khánh không cách nào xoay người. Nghiêm Hồi Ý nghe nói sau chuyện này tức đến xanh mét cả mặt mày, kém chút không có để nhân viên y tế đem cấp cứu biện pháp cho ngừng, để cái này cuồng nhìn lén tự sinh tự diệt, thực sự không muốn quý giá chữa bệnh tài nguyên lãng phí ở loại này rác rưởi trên thân. Trương Hải Tân vốn là ra ngoài quan tâm chạy đến xem bạn học cũ tình huống, đi vào về sau mới ý thức tới tình huống so với hắn trong tưởng tượng nghiêm trọng nhiều. Nghiêm Hồi Ý chỉ vào cái mũi của hắn liền mắng lên, Trương Hải Tân, ngươi dùng đến đều là cái gì rác rưởi đồ vật, hắn một kích động liền bắt đầu cà lăm. Trương Hải Tân biết đối lý, nói liên tục xin lỗi, biểu thị đều là mình dùng người không quan sát, nhất định sẽ nghiêm túc xử lý, trên một điểm này hắn không thể từ chối. Từ Đại Khánh chính là hắn đảm nhiệm bên trên cho làm tiến vào bệnh viện, Trường Hưng tiếp quản, dự định thanh lui đám này hợp đồng lao động, lại là Trương Hải Tân ra sức bảo vệ hắn lưu lại. Hứa Thuần Lương đi theo bỏ đá xuống giếng, Trương viện phó, lần này không tới phiên ngươi xử lý, có pháp luật xử lý, ngươi thật sự là tuệ nhãn biết anh tài, tuyển cái lão lưu manh đương bảo vệ khoa trưởng, những năm này hắn chụp lén nhiều thiếu nữ đồng sự, nếu như bị chụp lén chính là ngươi nàng dâu, ngươi khuê nữ. Ngươi chẳng lẽ cũng không tức giận? Chuyện cho tới bây giờ Trương Hải Tân biết mình đã bảo hộ không được Từ Đại Khánh, chỉ vào cái mũi của hắn mắng, có xấu hổ hay không ngươi? Bệnh viện chúng ta mặt đều bị ngươi cho mất hết, ta xử lý ngươi. Hứa Thuần Lương nói, chỗ không xử lý ngươi nói không tính, ngươi chỉ là một cái phó viện trưởng, kim viện trưởng mới là người phụ trách nơi này, kim viện, tại như thế văn minh bệnh viện, phát sinh như thế hèn hạ chuyện vô sỉ. Chúng ta kiểm tra tổ hy vọng ngươi cho chúng ta một lời giải thích, Từ Đại Khánh là ai đề cử? Hắn là như thế nào lên làm bảo vệ khoa trường? Hắn là hành vi cá nhân vẫn là đoàn thể hành vi, ngươi nhất định phải cho Trường Hưng các vị lãnh đạo một cái công đạo. Kim Vĩnh Hạo trong lòng tự nhủ làm sao đem ta cũng kéo vào rồi. Nghiêm Hồi Ý cho rằng Hứa Thuần Lương không có tâm bệnh, Kim Vĩnh Hạo cũng có trở tại kỳ vị bất ngưu kỳ chính sai lầm, nếu như không phải hắn mặc kệ, Trương Hải Tân một đám cũng sẽ không như thế phách lối. Kim Vĩnh Hạo nhìn hằm hằm Trương Hải Tân, Hải Tân đồng chí, ngươi phải sâu khắc kiểm điểm ngươi tự thân vấn đề, mau chóng viết một phần báo cáo nhanh cho ta. Cho Nghiêm viện trưởng. Hứa Thuần Lương đem sự tình đều cho chọn đi lên, liền định trở về, những cái kia bọ cạp đều là bản địa thổ bọ cạp, có chút độc tính, nhưng là sẽ không chí mạng, Từ Đại Khánh khẳng định phải thụ một phen tội, loại người này đáng đời không may, không đáng đồng tình. Đường Minh Mị cùng Hứa Thuần Lương cùng rời đi. Rời đi phòng cấp cứu về sau hướng Hứa Thuần Lương nói, Hứa chủ nhiệm, tạ ơn. Nàng đối Hứa Thuần Lương là phát ra từ nội tâm cảm tạ, bản tới tìm hắn giúp vội có chút mạo muội, nghĩ không ra Hứa Thuần Lương nhiệt tình vì lợi ích chung, mà lại xuất thủ liền đem vấn đề giải quyết, chỉ là nàng cũng nghĩ không ra, Từ Đại Khánh vì sao lại bị bỏ gặp ngủ đông, không biết chuyện này cùng Hứa Thuần Lương có quan hệ hay không. Hứa Thuần Lương để nàng không cần khách khí, tất cả mọi người là một cái bệnh viện đồng sự. Tự nhiên hẳn là cùng chung mối thù, mình cũng không phải cái gì chủ nhiệm, nàng trực tiếp gọi mình danh tự là được, hoặc là cứ gọi hắn tiểu Hứa. Đường Minh Mị nhắc nhở hắn cũng phải cẩn thận nhiều hơn, Từ Đại Khánh bọn hắn đều là địa đầu xà, có thể sẽ trả thù. Hứa Thuần Lương mới không quan tâm, nếu như bọn hắn dám trả thù, mình sẽ dành cho gấp 10 phản kích. Hắn điều tra pháp luật tương quan điều lệ, giống Từ Đại Khánh loại tình huống này, bình thường sẽ bị phán 5 ngày trở lên 10 ngày trở xuống câu lưu. Cũng phạt 500 nguyên tiền phạt, dạng này trừng phạt tương đối người này ác liệt hành vi tới nói có chút nhẹ. Bất quá còn có bệnh viện, sau đó phải nhìn bệnh viện xử lý như thế nào. Đám người tán đi về sau, Trương Hải Tân tìm được Kim Vĩnh Hạo, hắn vẫn là nghĩ bảo trụ Từ Đại Khánh,
lý do là Từ Đại Khánh đêm nay uống nhiều rượu, đều nói rượu có thể mất lý trí, Từ Đại Khánh đêm nay chính là nguyên nhân này tài cán chuyện hồ đồ. Từ khi Từ Đại Khánh tiến vào bệnh viện đến nay, công việc cẩn trọng chịu mệt nhọc, lấy viện vì nhà, cơ hồ hàng năm đều được bầu thành tiên tiến. Kim Vĩnh Hạo trước trước sau sau ở chỗ này một năm, Từ Đại Khánh là mặt hàng gì hắn còn có thể không rõ ràng. Cái gì lấy viện vì nhà, hắn là thật đem bệnh viện xem như hắn nhà mình, chiếm hai gian bề ngoài, trường kỳ khất nợ tiền thuê, về phần hắn cái kia tiên tiến, căn bản chính là Trương Hải Tân một tay an bài. Kim Vĩnh Hạo nói cho Trương Hải Tân, chuyện này không có dễ qua như vậy, nghiêm viện trưởng dẫn đội kiểm tra tổ ngay tại bệnh viện, coi như mình nghĩ bán người khác tình, nghiêm viện trưởng cũng sẽ không đáp ứng, không ra ngày mai, chuyện này liền sẽ bị phản ứng đến Trường Hưng cao tầng. Trường Hưng sẽ không dễ dàng tha thứ đội ngũ của mình bên trong tồn tại loại này đạo đức bại người xấu. Trương Hải Tân biết Kim Vĩnh Hạo nói không tính, muốn đi tìm Nghiêm Hồi Ý, nhưng Nghiêm Hồi Ý đã đi, hiện tại cũng đã là 12 giờ khuya, cũng không tiện đi quấy rầy. Đi vào trước giường bệnh, nhìn qua sinh không thể luyến Từ Đại Khánh, Trương Hải Tân thở dài nói, Từ Đại Khánh a Từ Đại Khánh, để cho ta nói ngươi cái gì tốt. Từ Đại Khánh vẫn là không thể động, tốt đang nói chuyện không bị ảnh hưởng, Trương Việt. Người phải giúp ta uống quá nhiều rồi, ta chính là trộm nhìn mấy lần, sơn đen mà hắc ta cũng thấy không rõ đổ vật, ta oan. Người oan uổng cái rắm, ta liền náo không rõ, một cái lão nương môn có cái gì đáng xem. Người nhà mình nương môn không đủ ngươi nhìn a. Lời tuy nói như vậy, Trương Hải Tân cũng cho rằng Đường Minh Mị đẹp mắt, dựa theo Từ Đại Khánh thuyết pháp, trong thành nương môn cùng nông thôn nương môn có thể giống nhau sao? Chim hoàng yến cùng thổ gia tước có thể giống nhau sao? So với tinh trùng lên não Từ Đại Khánh, Trương Hải Tân vẫn là ủng có nhất định chính trị trí tuệ, hắn bắt đầu sinh ra dự cảm không tốt, lần này chất khống kiểm tra không có đơn giản như vậy, kiểm tra tổ vừa mới đến, liền xảy ra chuyện lớn như vậy. Từ Đại Khánh cùng Trương Hải Đào chính là mình phụ tá đắc lực, Trương Hải Tân chuyên môn hỏi qua đồn công an bằng hữu, Từ Đại Khánh lần này chứng cứ vô cùng xác thực, câu lưu là tránh không khỏi, từ trước mắt Nghiêm Hồi Ý đám người thái độ đến xem. Từ Đại Khánh 89 phần 10 muốn bị khai trừ, tương đương với mình một cái cánh tay đã để người cho bẻ gãy. Từ Đại Khánh nói cho Trương Hải Tân, đi qua trong phòng trực ban chưa hề đều chưa thấy qua bọ cạp, hắn hoài nghi có người cố ý hướng trên giường đầu độc. Trương Hải Tân cảm thấy hắn là bị hại vọng tưởng. Từ Đại Khánh đêm nay hai lần gặp được Hứa Thuần Lương sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần, ấn lý thuyết thế giới này không có nhiều như vậy trùng hợp, vì cái gì Hứa Thuần Lương kiểu gì cũng sẽ tại thời khắc mấu chốt xuất hiện. Trương Hải Tân nghe xong cảm giác cũng có chút đạo lý, thế nhưng là Từ Đại Khánh dù sao không có chứng cứ, hắn để Từ Đại Khánh đừng lại chế tạo sự đoan, làm tốt xấu nhất chuẩn bị tâm lý. Nghiêm Hồi Ý sáng sớm liền bị tiếng mắng chửi cho đánh thức, đi ra ngoài xem xét, phát hiện trong viện đứng đấy 5 cái lão nương môn, chính chỉ lấy bọn hắn chỗ ở chửi ầm lên. Hứa Thuần Lương lúc này cũng từ trong phòng ra, cùng Nghiêm Hồi Ý lên tiếng chào, hướng dưới lầu nhìn thoáng qua nói, Từ Đại Khánh người trong nhà. Nghiêm Hồi Ý nói, một bang bát phụ a. Đám kia lão nương môn mắng thực sự thật khó nghe, Nghiêm Hồi Ý nghe không vô, cho Kim Vĩnh Hạo gọi điện thoại, để hắn tìm bảo vệ khoa đến mau chóng đem các nàng đuổi đi. Kim Vĩnh Hạo nói cho Nghiêm Hồi Ý, Từ Đại Khánh chính là bảo vệ khoa trưởng, bảo vệ khoa đều là người của hắn, mình căn bản chỉ huy bất động. Nghiêm Hồi Ý cũng hỏa, để Kim Vĩnh Hạo báo cảnh. Kim Vĩnh Hạo chỉ có thể làm theo, kỳ thật hắn hiểu được, báo cảnh cũng không có gì dùng. Đồn công an cũng không muốn trêu chọc đám này bắt phụ, hành vi của các nàng còn chưa tới có thể bắt lại tình trạng. Nghiêm Hồi Ý cũng không có biện pháp gì tốt lắm, nghe trong chốc lát, giống như đều là mắng Hứa Thuần Lương, mắng hắn mưu tài sát hại tính mệnh, mắng hắn táng tận thiên lương, đang muốn khuyên Hứa Thuần Lương trở về trong phòng tránh một chút, nhưng Hứa Thuần Lương đã mặc quần áo thể thao xuống dưới chạy bộ. Hứa Thuần Lương nhanh chân từ đám kia lão nương môn bên người đi qua, lập tức hấp dẫn đám người kia ánh mắt. Mặc dù chỉ mặt gọi tên mắng nửa ngày, thế nhưng là các nàng không biết Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương hướng các nàng cười cười nói, mấy vị đại tỷ, các ngươi đi trên lầu mắng, Hứa Thuần Lương ở tại số 203 phòng. Nói xong hắn liền ngẩng đầu mà bước chạy ra bệnh viện, không chạy vẫn chờ bị mắng a. Trong đó một cái lão nương môn nói, đi, mắng hắn đi, cho là chúng ta không dám a. Đúng, đập kia cháu con rùa cửa, 203, đi. Hứa Thuần Lương hoàn toàn chính xác ở tại 203, nhưng người hắn đã chạy, một đám lão nương môn ngăn chặn 203 bắt đầu mắng, có gan lớn dùng sức gõ cửa, nhưng là phá cửa các nàng không dám, nhiều ít đều có chút pháp luật ý thức,
hư hao tài sản công cộng là phải bồi thường, làm không tốt còn sợ phạm pháp luật. Nghiêm Hồi Ý toàn bộ hành trình đều nhìn ở trong mắt, đối Hứa Thuần Lương bội phục sát đất, tiểu tử này mới hơn 20 tuổi, thế nào cứ như vậy láo cá đâu. Hắn ngược lại tốt dưới chân bôi mỡ chạy trước, đồ đần mới lưu tại nơi này nghe một bang bát phụ chửi đồng đâu. Nghiêm Hồi Ý cũng mau chóng rời đi, Đường Minh Mị bọn hắn từng cái cũng tận nhanh chạy ra, mặc dù mắng là Hứa Thuần Lương, nhưng ai cũng không muốn nghe những cái kia ô ngôn uế ngữ. Kim Vĩnh Hạo tìm đến hai tên bảo vệ khoa tới khuyên các nàng rời đi, đám kia lão nương môn phi thường chấp nhất, kiên trì lưu tại 203 cổng chửi đồng, một đám lão nương môn mắng tiếp cận một giờ, thẳng đến miệng đắng lưỡi khô, thanh âm khàn giọng, Phương mới ý thức tới các nàng bị lừa. Hứa Thuần Lương chạy bộ trở về, phẫn nộ nhóm đàn bà con gái phần phật một chút bắt hắn cho bao vây, cầm đầu cái kia là Từ Đại Khánh hắn nhị tỷ Từ Đại Bình, cũng là vạm vỡ nhất mạnh mẽ một cái, chỉ vào Hứa Thuần Lương cái mũi, ngươi. Ngươi cái gì ngươi, Từ Đại Khánh nhìn lén nữ nhà tắm, ngươi còn lý luận. Hứa Thuần Lương tinh thần phấn chấn. Ngươi đánh giám. Sự thật thắng hùng biện, Hứa Thuần Lương lấy ra một tờ ảnh chụp, đây là hắn mới vừa ở bệnh viện văn ấn thất đánh ra tới, trên tấm ảnh Từ Đại Khánh trần trụi nằm trên mặt đất. Ai nha, một đám lão nương môn phần phật một chút tản ra, từng cái che mắt, thật sự là quá cay con mắt, nhưng làm sao sẽ lớn như vậy đâu. Mấy cái bởi vì tò mò từ tay giữa kẽ tay bột nhìn trộm. Hứa Thuần Lương nói, cho các ngươi mặt đúng không? Lại chửi một câu thử một chút, lập tức ta đem cái này ảnh chụp cho dán ra đi. Ngươi dám, ngươi xâm phạm em ta tư ẩn, ta, muốn cáo ngươi, Từ Đại Bình rõ ràng có chút rối loạn tấc lòng. Không đơn giản a, biết cái gì gọi là tư ẩn, hiểu pháp sao? Ngươi còn tới chỗ ồn ào, không cảm thấy mất mặt a? Còn đệ đệ ngươi, ngươi không thể chỉ riêng vì đệ đệ cân nhắc, cũng phải cho các ngươi nhà hài tử suy nghĩ một chút. Liền Từ Đại Khánh làm được những cái kia mất mặt sự tình nếu như truyền đi, về sau nhà các ngươi hài tử đều không ngẩng đầu được lên, còn có các ngươi, Từ Đại Khánh cùng các ngươi quan hệ thế nào a? Đi theo mù ra mặt, không sợ gây một thân tao a? Một bang lão nương môn đều không nói, hiện tại thật có chút hối hận, kỳ thật các nàng đều là Từ gia nhị tỷ tìm đến giúp đỡ mắng chửi người, không rõ ràng tình huống cụ thể, vừa nghe nói Từ Đại Khánh là nhìn lén nữ nhà tắm mới rơi đến bây giờ hạ tràng. Cả đám đều hối hận không ngã, ai cũng không muốn cùng lão lưu manh dính líu quan hệ. Hứa Thuần Lương nói, nên làm gì làm cái đó đi thôi, chớ cùng lấy mù tham gia náo nhiệt, bị người bán còn giúp người đếm tiền, không tin đi đồn công an hỏi thăm một chút, ta nói chính là không phải sự thật. Đám kia lão nương môn giải tán lập tức, chỉ còn lại Từ Đại Khánh nhị tỷ Từ Đại Bình, Từ Đại Bình hung dữ nhìn qua Hứa Thuần Lương, hận không thể bắt hắn cho ăn. Hứa Thuần Lương nói, cổng ngũ kim điếm là ngươi mở a? Tiền thuê nhà cho không? Làm ngươi thí sự a? Từ Đại Bình ngoài miệng mặc dù cường ngạnh, nhưng lực lượng không đủ. Hứa Thuần Lương nói, ngươi đại khái còn không rõ ràng lắm ta là làm gì a? Ta là trong thành phố phái tới điều tra bệnh viện tài sản tình trạng, chuyên môn phụ trách thanh lý trường kỳ không giao tiền thuê lão lại. Ta không sợ ngươi. Ngươi không sợ ta không quan hệ, ngươi sợ pháp luật không? Để ngươi đủ năng lực không? Đùa nghịch lưu manh một dạng bị câu lưu, hai chị em các ngươi dù sao cũng phải lưu cái ở bên ngoài đưa cơm, ngươi nói đúng không? Từ Đại Bình bản thân liền là cái nông thôn phụ nữ, bị Hứa Thuần Lương ngay cả hù mang dọa, đã không có chủ kiến, nàng dựa vào đệ quan hệ chiếm đoạt hai gian bề ngoài mở nhà ngũ kim điếm, một mực sinh ý cũng không tệ lắm, mặc dù chưa từng hướng bệnh viện giao nộp qua tiền thuê, nhưng là không có nghĩa là nàng một phân tiền không tốn, bình thường không ít dùng tiền chuẩn bị. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, Từ Đại Khánh nhìn lén người tắm rửa sự tình căn bản không bưng bít được, bên ngoài bây giờ cái gì cũng nói, nhiều nhất bản vốn là Từ Đại Khánh nhìn lén nữ nhà tắm, kết quả bị bỏ cạp cho cắn. Liên quan tới nữ nhà tắm phiên bản có mấy cái, có nói là bệnh viện nữ nhà tắm, còn có nói là trấn trên nữ nhà tắm, trên trấn hết thảy có hai nhà phòng tắm, bởi vì việc này náo đến lòng người bàng hoàng, đừng nói nữ nhà tắm, hôm nay ngay cả nam nhà tắm cũng bị mất sinh ý. Hai nhà tắm lão bản đem Từ Đại Khánh tổ tông 18 đời đều ân cần thăm hỏi một lần. Nơi đó đồn công an vì ngăn chặn đồng loại sự kiện phát sinh, chuyên môn đối nhà tắm tiến hành một lần an toàn lớn kiểm tra, cứ như vậy truyền ngôn càng tăng lên. Hứa Thuần Lương đi nhà ăn ăn điểm tâm thời điểm, Nghiêm Hồi Ý bọn hắn đã bắt đầu ăn, nhìn thấy Hứa Thuần Lương trở về, Đường Minh Mị tranh thủ thời gian chào hỏi hắn đến bên cạnh mình ngồi, kinh lịch chuyện tối ngày hôm qua, nàng đối Hứa Thuần Lương lại là cảm kích lại là bội phục. Đối đãi hắn cũng là phá lệ thân cận.
đừng nhìn Nguy Sơn Đảo phân viện chữa bệnh điều kiện chẳng ra sao cả, có thể cung cấp bữa sáng có chút phong phú, cái này cũng nhờ vào Kim Vĩnh Hạo chuyên môn an bài, chất khống tiểu tổ kiểm tra trong lúc đó, cơm nước phương diện trọng điểm chiếu cố. Nghiêm Hồi Ý hỏi Hứa Thuần Lương đám kia lão nương môn có hay không làm khó hắn, Hứa Thuần Lương biểu thị không có việc gì, bất kỳ người nào đều là giảng đạo lý, mình lấy đức phục người đem các nàng tất cả đều khuyên đi. Lời này ai cũng không tin, cùng đám kia bát phụ phân rõ phải trái căn bản không có khả năng, nhưng sự thật thắng hùng biện, bên ngoài đã không có người đang mắng, bảo vệ khoa làm không được, đồn công an làm không được sự tình, Hứa Thuần Lương làm được. Ăn cơm chung đều là người một nhà. Nghiêm Hồi Ý nói chuyện cũng không cần tị húy, hắn nói cho mọi người, hắn sẽ hướng thượng cấp báo cáo phân viện chuyện xảy ra tối hôm qua, đối với một chút con sâu làm dầu nồi canh tuyệt không nhân nhượng. Kim Vĩnh Hạo biết tuyệt không nhân nhượng ý vị như thế nào, bệnh viện khẳng định là muốn khai trừ Từ Đại Khánh, quyết định này phải nói là tại trong dự liệu của hắn, hắn cũng đồng ý khai trừ Từ Đại Khánh, nhưng là chuyện này khẳng định sẽ khiến một trận sóng to gió lớn, Từ Đại Khánh là người địa phương. Vừa rồi đám kia lão nương môn đến chửi rủa chỉ là bắt đầu, về sau phiền phức khẳng định không thể thiếu. Chất khống tiểu tổ tổng cộng ở trên đảo ngốc 3 cái tuần lễ không đến thời gian, chờ kiểm tra kết thúc bọn hắn liền vỗ mông đi, lưu lại cục diện rối rắm ai tới thu thập. Nghĩ tới đây Kim Vĩnh Hạo cũng có chút đau đầu, nơi này không có cách nào ở tiếp nữa, hắn nhất định phải khơi thông quan hệ, tranh thủ về sớm một chút. Nghiêm Hồi Ý bát cháo đều không uống xong, liền nhận được viện trưởng Triệu Phi Dương điện thoại. Nghiêm Hồi Ý đi vào trong sân mới nhận nghe điện thoại, cố ý để tiếng chuông nhiều vang trong chốc lát, hắn cũng không có đối phó Triệu Phi Dương biện pháp, chỉ có thể ở những chuyện nhỏ nhặt này phát tiết một chút mình bất mãn trong lòng. Lão Nghiêm, buổi sáng tốt lành a. Nghiêm Hồi Ý sửng sốt một chút, Triệu Phi Dương đột nhiên trở nên khách khí như vậy để hắn còn có chút không thích ứng đâu, chẳng lẽ là tiên lễ hậu binh? Hắn lập tức hướng Triệu Phi Dương hỏi một tiếng tốt, mặc dù tiếp xuống đi hướng đã xác định. Nhưng là một ngày điều lệnh không có xuống tới, một ngày vẫn là người ta hạ cấp. Nghiêm Hồi Ý còn chưa kịp hướng Triệu Phi Dương báo cáo chuyện tối ngày hôm qua, hắn suy nghĩ là có người hay không đoạt trước. Kim Vĩnh Hạo, Đường Minh Mị, Hứa Thuần Lương cũng có thể, nhất là Hứa Thuần Lương, hắn là Triệu Phi Dương người, nhất cử nhất động của mình đều tại hắn giám thị hạ. Triệu Phi Dương cũng không có nói ra chuyện tối ngày hôm qua, hắn gọi cú điện thoại này là muốn Nghiêm Hồi Ý chủ động liên lạc một chút Hồ Sơn trấn chính phủ. Căn cứ năm đó hiệp nghị của bọn hắn, Trường Hưng tiếp quản Nguy Sơn Đảo bệnh viện lấy thuê hình thức vận doanh 3 năm kỳ đầy về sau, trấn chính phủ hứa hẹn sẽ phối hợp bọn hắn làm quyền tài sản công việc, nói cách khác, trấn chính phủ sẽ đem bệnh viện quyền tài sản chuyển nhường cho bọn họ. Triệu Phi Dương tra duyệt năm đó ký kết tất cả văn kiện, Cố Hậu Nghĩa quả nhiên không phải vô duyên vô cớ đón lấy cái này cục diện rối rắm, cụ thể chi tiết đều viết rất rõ ràng. Đơn giản tới nói, Trường Hưng tiếp quản Nguy Sơn Đảo Bệnh viện có 3 năm thử vận doanh kỳ, tại 3 năm này thử vận doanh bên trong, Trường Hưng phải chịu trách nhiệm Nguy Sơn Đảo phân viện hết thảy chi tiêu, cũng gánh chịu hao tổn, dựa theo lúc trước hiệp nghị, 3 năm kỳ đầy, Trường Hưng liền có thể làm quyền tài sản thay đổi, Nguy Sơn Đảo Bệnh viện từ chân chính trên ý nghĩa đã thuộc về Trường Hưng. Triệu Phi Dương thông qua quan hệ tra được Đông Châu chính phủ thành phố trong tương lai trong vòng 10 năm muốn trọng điểm chế tạo lấy Nguy Sơn Đảo làm trung tâm quốc gia nghỉ phép khu. Trước mắt ngay tại bàn bạc trong nước lớn nhất thực lực nhà đầu tư, một khi hạng mục này chứng thực, Nguy Sơn Đảo tất sẽ thành Đông Châu thậm chí toàn bộ Giang Hải khu kinh tế đầu tư điểm nóng, đến lúc đó giá đất tất nhiên lên như diều gặp gió. Triệu Phi Dương cũng không tin Cố Hậu Nghĩa có được dạng này vượt mức quy định ánh mắt, nhưng là hắn không thể không thừa nhận, Cố Hậu Nghĩa năm đó cái này quyết sách đã vì Trường Hưng tương lai phát triển đặt cơ sở vững chắc, tiếc nuối lớn nhất chính là 3 năm trước đây cũng không minh xác quyền tài sản. Tại Nguy Sơn Đảo trở thành điểm nóng trước đó, nhất định phải nhanh cầm xuống Nguy Sơn Đảo bệnh viện quyền tài sản, nếu không biến số sẽ rất lớn, tương quan văn kiện hắn để người lập tức vẽ truyền thần đi qua. Triệu Phi Dương đương nhiên sẽ không tướng chính mình hiểu rõ đến tình huống tất cả đều nói cho Nghiêm Hồi Ý, tại Nghiêm Hồi Ý xem ra Triệu Phi Dương có chút chuyện bé xé ra to, Nguy Sơn Đảo phân viện hiện tại hoàn toàn đã biến thành gân gà, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc, phải nói ngay cả gân gà cũng không bằng. Đã trở thành Trường Hưng bệnh viện vướng víu, nếu như hắn là viện trưởng, hắn khẳng định sẽ quả quyết cùng nơi này làm cắt chém, vứt xuống bao phục mới có thể nhẹ nhõm ra trận. Nhưng Nghiêm Hồi Ý cũng sẽ không cho Triệu Phi Dương lời khuyên, đã ngươi thích việc lớn hám công to, liền để ngươi tại Nguy Sơn Đảo vũng bùn bên trong càng lún càng sâu, hắn biểu thị mình sẽ đi trấn chính phủ, bất quá Nguy Sơn Đảo phân viện tình huống bên này có chút phức tạp, thuận tiện đem chuyện xảy ra tối hôm qua hướng Triệu Phi Dương báo cáo một chút.
Triệu Phi Dương sau khi nghe xong biểu thị, Từ Đại Khánh loại này rác rưởi là quyết không thể nhân nhượng, đối với con sâu làm dầu nồi canh, đối một chút ăn Trường Hưng cơm còn muốn nện Trường Hưng nồi người, nhất định phải kiên quyết thanh lý, một tên cũng không để lại. Nghiêm Hồi Ý lại hỏi khất nợ chuyện tiền lương, Triệu Phi Dương nói cho hắn biết trong vòng 2 ngày liền sẽ tới sổ, để hắn lập tức hướng toàn thể nhân viên tuyên bố, ổn định quân tâm. Nghiêm Hồi Ý vui mừng sau khi lại cảm thấy mê hoặc, vui mừng nguyên nhân là tiền lương vấn đề giải quyết, chỉ tại trong những ngày kế tiếp, hắn chất khống công việc tương đối tốt khai triển một chút. Mê hoặc là Triệu Phi Dương vì sao lại thống khoái như vậy cho số tiền kia? Chẳng lẽ hắn thật dự định tướng cái này cục diện rối rắm tiếp tục kinh doanh xuống dưới? Nghiêm Hồi Ý còn chưa kịp cúp điện thoại, phân viện công nhân viên trước đánh lấy tranh chữ đến đây, đối mặt với chen chúc mà đến nhân viên, Nghiêm Hồi Ý có chút kinh hoàng. Tại trong phòng ăn ăn cơm Hứa Thuần Lương mấy người cũng ý thức được tình thế không ổn, cuống quýt ra xem xét tình huống. Những nhân viên này đều là tới đòi lương, xem xét chính là có tổ chức có dự mưu, đồng thời tập kết nhiều người như vậy, tranh chữ đều sớm chế tác tốt, mà lại mục tiêu minh xác, trực tiếp đem ngay tại ăn điểm tâm công tác tổ chặn lại. Kim Vĩnh Hạo lớn tiếng nói, làm gì chứ? Đều làm gì chứ? Đi làm, đều về đi làm. Đều không phát tiền lương trả hết cái gì ban. Đúng. Nhà chúng ta đều đoạn lương, cũng không thể đói bụng đi làm đi. Nhà chúng ta hài tử ngay cả học phí đều giao nộp không lên. Phát tiền lương. Phát tiền lương. Tài vụ khoa trưởng Lý Kim Hà cũng ở trong đó, nàng thanh âm lại nhọn vừa mịn phá lệ đột xuất. Kim Vĩnh Hạo có chút luống cuống. Loại này quần tình mãnh liệt tràng diện hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn trong đám người không có tìm được phó viện trưởng Trương Hải Tân, càng là như thế hắn càng là hoài nghi Trương Hải Tân ở sau lưng giở trò, cũng nhất định là hắn đang giở trò. Kỳ thật lần này chất khống tiểu tổ đến trước khi đến, Kim Vĩnh Hạo liền có loại một trận gió thổi báo dông bão sắp đến cảm giác, liên tục khất nợ 2 tháng tiền lương, toàn thể nhân viên đã đến nhẫn nại điểm tới hạn, phẫn nộ cảm xúc nhu cầu cấp bách phóng thích. Kim Vĩnh Hạo dũng cảm ngăn tại Nghiêm Hồi Ý trước người, điểm ấy tuyệt ngộ hắn vẫn phải có, cũng không phải trên chiến trường, không có thật đạn bay tới. Kim Vĩnh Hạo nói, mọi người lãnh tĩnh một chút, có ý kiến gì có thể dùng lý trí phương thức biểu đạt, liên quan tới tiền lương vấn đề, chúng ta đã. Lời còn chưa nói hết, trong đám người bay ra một viên trứng thối. 3. Đập vào trên mặt của hắn, tràn ra trứng gà dịch dính tại kính mắt của hắn bên trên, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Không có đạn không có nghĩa là không có nguy hiểm. Vô lương Trường Hưng, lăn ra nguy sơn. Vô lương Trường Hưng, lăn ra nguy sơn. Cùng kêu lên cao hô khẩu hiệu, thanh thế dọa người. Kim Vĩnh Hạo dọa đến mặt mũi trắng bệch, lo lắng bọn này cảm xúc kích động nhân viên đi lên đem bọn hắn cho xé. Nghiêm Hồi Ý ra hiệu Kim Vĩnh Hạo tránh ra, hắn không cần Kim Vĩnh Hạo bảo hộ, lại nói Kim Vĩnh Hạo cũng không bảo vệ được mình, hắn hiện tại có đầy đủ lực lượng. Triệu Phi Dương vừa mới hứa hẹn trong 2 ngày liền đem tiền lương khoản tới sổ. Mọi người yên lặng một chút. Nghiêm Hồi Ý cũng không thể gây nên mọi người chú ý. Tâm tình của mọi người trong lúc nhất thời không cách nào chìm xuống, la hét để bọn hắn xéo đi. Nghiêm Hồi Ý tiếp hô liền mấy tiếng đều không có có hiệu quả, Hứa Thuần Lương không biết từ nơi nào đưa tới một chi khuếch đại âm thanh loa, đưa cho Nghiêm Hồi Ý. Nghiêm Hồi Ý lần này cuối cùng có thể rõ ràng truyền lại thanh âm của mình. Mọi người nghe ta nói. Nghe ngươi nói cái rắm, không phát tiền lương ngươi còn có mặt mũi nói. Cũng may có khuếch đại âm thanh loa trợ giúp, ta. Ta hướng mọi người hứa hẹn, trong vòng 2 ngày, các ngươi tiền lương liền sẽ, toàn bộ tới sổ. Đừng nghe hắn nói mò, đều mẹ nó gạt người. Chính hắn đều không tin, nói láo đều cả lăm. Nghiêm Hồi Ý nói, ta không có lừa các ngươi, nếu như... Trong 2 ngày tiền lương còn không cách nào tới sổ, ta phụ, thời khắc mấu chốt hắn lại cả lăm, rõ ràng muốn nói chịu trách nhiệm hoàn toàn, nhưng hai chữ cuối cùng chính là nói không nên lời, không những nói không nên lời thế mà bắt đầu ợ hơi, khuếch đại âm thanh loa ra hiệu quả tựa như một con muốn đẻ trứng gà mái. Một vị lãnh đạo biểu đạt năng lực thật sự là quá trọng yếu, Nghiêm Hồi Ý loại này chính là khiếm khuyết uy nghi cùng lực trấn nhiếp. Không có 2 cái này cũng sẽ không có sức thuyết phục, thiếu khuyết lãnh đạo vốn có khí chàng. Đương nhiên cũng có số ít người tin tưởng, dự định đợi thêm 2 ngày nhìn xem, thế nhưng là càng nhiều người không tin, có người đề nghị đi trấn chính phủ kháng nghị, yêu cầu trấn chính phủ ra mặt vì bọn họ giải quyết vấn đề. Nghiêm Hồi Ý căn bản khống chế không nổi tràng diện, lại càng không cần phải nói Kim Vĩnh Hạo cái này vốn là không có bao nhiêu tồn tại cảm phân viện trưởng.
Hứa Thuần Lương cùng Đường Minh Mị loại này chỉ là chất khống tiểu tổ thành viên, phát chuyện tiền lương cũng không về bọn hắn quản, bọn hắn cũng không thao dư thừa tâm, hiện tại cũng ý thức được lần này chất khống công việc căn bản không phải trọng điểm. Phó viện trưởng Nghiêm Hồi Ý đang muốn cùng trong trấn lãnh đạo gặp mặt một lần, hắn quyết định tự mình đi một chuyến, điểm danh Kim Vĩnh Hạo cùng Hứa Thuần Lương cùng đi. Hứa Thuần Lương cũng không làm rõ ràng được Nghiêm Hồi Ý vì sao yếu điểm tên của mình, không biết hắn là từ đối với mình coi trọng vẫn là muốn chia gánh trách nhiệm, đoán chừng cái sau khả năng lớn hơn một chút. Trấn chính phủ khoảng cách bệnh viện bất quá hai khoảng trăm thước, Kim Vĩnh Hạo đưa ra ngồi xe đi qua, không phải là vì cái gọi là tràng diệt, mà là lo lắng trên đường gặp lại đám kia phẫn nộ nhân viên, ra ngoài bảo hộ lãnh đạo ý nghĩ. Kim Vĩnh Hạo đi điều xe công phu, Nghiêm Hồi Ý đi phòng làm việc của viện trưởng thu bản bộ tới vẽ truyền thần, những cái này đều là năm đó Trường Hưng cùng trấn chính phủ ký tên tương quan văn kiện, những văn kiện này có thể chứng minh hiện tại đã qua trấn chính phủ hứa hẹn thay đổi quyền tài sản thời gian. Hứa Thuần Lương thế mới biết còn có chuyện này, Nghiêm Hồi Ý đem văn kiện giao cho hắn cầm, mình vẫn đang không ngừng ợ hơi, ngay cả rót hai ngụm trà nóng vẫn là không có làm dịu. Cảm giác cái dạng này đi qua giống như có chút bất nhã. Thế là cải biến tự mình tiến về chủ ý, để Hứa Thuần Lương đi theo Kim Vĩnh Hạo đi một chuyến, tìm trong trấn lãnh đạo nói chuyện thay đổi bệnh viện quyền tài sản vấn đề, loại chuyện này chắc chắn sẽ không một lần đàm thành, để tiểu tử này đi trước sờ sờ tình huống cũng tốt. Hứa Thuần Lương gặp hắn lại lâm thời cải biến chủ ý, càng phát ra hoài nghi Nghiêm Hồi Ý là lâm trận lùi bước, không muốn nhận gánh trách nhiệm. Kim Vĩnh Hạo cao thấp vẫn là không có đem xe cho điều đến, Trương Hải Đào hắn khẳng định là không sai khiến được, lái xe lão lỗ mặc dù không có tham gia kháng nghị, nhưng là hắn cũng không muốn ngay tại lúc này đứng tại Trường Hưng một phương. Hứa Thuần Lương cùng Kim Vĩnh Hạo hai người chỉ có thể đi bộ tiến về trấn chính phủ, căn bản chưa nói tới bất luận cái gì bài diện. Trên đường nói tới Nguy Sơn Đảo bệnh viện quyền tài sản vấn đề, Kim Vĩnh Hạo không chịu được phàn nàn, cái chỗ chết tiệt này muốn tới làm gì? Viện lãnh đạo hẳn là giải quyết dứt khoát, mau chóng cùng nơi này làm cắt chém, hắn thấy Nguy Sơn Đảo bệnh viện toàn thể nhân viên đều là bạch nhãn lang, lấy không Trường Hưng 3 năm tiền lương, một điểm hiệu quả và lợi ích đều sáng tạo chế. Tới gần trấn chính phủ thời điểm, nhìn thấy gây chuyện nhân viên tại đồn công an đồng chí dẫn dắt lần sau tới, Kim Vĩnh Hạo vô ý thức cúi đầu. Sợ bị bọn hắn cho nhìn thấy, nhưng cách gần như thế, lại là đâm đầu đi tới, tránh là không tránh khỏi, cũng may đám kia nhân viên cũng không có làm khó hắn, đều biết Kim Vĩnh Hạo không có gì thực tế quyền lực, cùng hắn náo cũng không có gì kết quả, cũng không uổng phí cái kia khí lực. Gặp thoáng qua thời điểm không có người cùng Kim Vĩnh Hạo chào hỏi, không ít người lật lên bạch nhãn. Nhân tính chính là như thế, khi bọn hắn ý thức được không có cách nào từ ngươi nơi này thu hoạch chỗ tốt gì thời điểm. Liền không khả năng biểu hiện ra cái gì kính sợ tâm, biểu hiện ra chỉ có ghét bỏ, xem thường cùng hờ hững, không quản ngươi có đúng hay không lãnh đạo. Trấn chính phủ đại môn tu được không tệ, Kim Vĩnh Hạo rất ít cùng nơi này liên hệ, cho nên ngay cả gác cổng đều cùng hắn không quen, phí hết một phen miệng lưỡi, đối phương mới giúp lấy Hướng Tín phóng bạn gọi điện thoại, vững tin có chuyện này, cho bọn hắn cho đi. Kim Vĩnh Hạo vừa đi vào ký túc xá, liền náo lên bụng. Đem văn kiện trong tay kẹp hướng Hứa Thuần Lương trong tay một đưa, vội vã hướng nhà vệ sinh chạy. Hứa Thuần Lương chỉ có cảm thán con hàng này là lười con lừa mất nhiều thời gian ị tè. Các loại trong chốc lát, Kim Vĩnh Hạo gọi điện thoại đến đây, lại là hắn đi được quá mau không mang giấy, để Hứa Thuần Lương giúp hắn đưa chút giấy vệ sinh tới. Hứa Thuần Lương cái này phiền muộn a, trên người hắn cũng không mang giấy vệ sinh, văn kiện ngược lại là có, nhưng quay đầu còn phải dùng. Lúc này một vị thân xuyên màu xám xáo trang khí chất nữ lang từ hắn bên người đi qua. Hứa Thuần Lương không phải không gặp qua mỹ nữ người, nhưng nữ lang này xuất hiện vẫn làm cho hắn cảm thấy chớp mắt vạn năm kinh diễm, đồng hành Đường Minh Mị chính là thâm niên mỹ nữ, nhưng là dù sao tuổi gần 40, đã liền như thế, Đường Minh Mị xuất hiện tại Nguy Sơn đảo thời điểm vẫn hạc giữa bầy gà, dù sao trên người nàng đô thị mỹ nhân khí chất tại trên đảo nhỏ cũng ít khi thấy, mỹ nữ là muốn đối so, cũng là muốn phân trường hợp. Trước mắt nữ lang dáng người cao gầy, khí chất xuất chúng, ngang tai tóc ngắn chải vuốt đến chỉnh chỉnh tề tề, làn da có được tiểu trấn nữ tính hiếm thấy tinh tế tỉ mỉ trắng nõn, hai đạo mày kiếm tràn ngập khí khái hào hùng, kính đen dưới, một đôi mắt đẹp minh như thu thủy, ánh mắt tỉnh táo lại cơ trí, mũi cao thẳng, môi đỏ đầy đặn. Hứa Thuần Lương trực giác phán đoán nàng nên không thuộc về nơi này, chủ động chào hỏi một tiếng, ngươi tốt, có thể giúp một chút sao? Nữ lang dừng bước lại, nhìn hắn một cái. Lộ ra rất có lực tương tác tiếu dung, chỉ là nàng lý tính ánh mắt cũng không đồng bộ,
toát ra tránh xa người ngàn dặm đạm mạc, gọi ta. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, chung quanh cũng không có những người khác, không gọi nàng còn có thể kêu người nào. Hắn cười cười nói, không có ý tứ, ngươi mang giấy vệ sinh sao? Nữ lang còn tưởng rằng hắn có chuyện quan trọng gì, có chút bất đắc dĩ mím môi, mở ra mình màu đen vỏ sò sắc tay của nàng từ mặt ngoài nhìn không ra logo, nhưng lại là hàng thật giá thật bao lai. Từ đó tìm ra một hộp khăn tay đưa cho hắn. Tạ ơn, quay đầu ta trả lại ngươi. Nữ lang lạnh nhạt nói, không cần, nàng thường thấy loại này thấp kém xáo lộ, tiếp xuống hẳn là tìm mình muốn điện thoại thêm WeChat, không hứng thú để ý tới đối phương bắt chuyện, mặc dù đối phương dáng dấp anh tuấn cao lớn. Hứa Thuần Lương nhìn qua bóng lưng của nàng, có thể cảm giác được đối phương thực chất bên trong cao ngạo, nghĩ không ra cái này Nguy Sơn đảo bên trên lại có như thế tuyệt sắc chi tư. Nhớ tới Kim Vĩnh Hạo còn đang chờ giấy, Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian cho hắn đưa qua. Kim Vĩnh Hạo lúc đi ra, đi đường có chút mất tự nhiên, hắn bệnh trĩ lại phạm vào. Hai người đi trước tín phóng bạn chủ nhiệm Lý Ngọc Lượng thái độ đối với bọn hắn có chút bất thiện, Nguy Sơn đảo bệnh viện nhân viên đã không phải lần đầu tiên đến trấn chính phủ duy quyền, chỉ là lần này thanh thế lớn nhất, cơ hồ toàn bộ bệnh viện đều xuất động. Xã hội bây giờ giảng cứu hài hòa yên ổn, Lý Ngọc Lượng hy vọng bọn họ bệnh viện đừng lại cho trấn chính phủ thêm phiền phức. Vô luận lý do gì, khất nợ công nhân viên chức tiền lương chính là không đúng. Kim Vĩnh Hạo rũ cục lấy cái đầu, ngay cả câu cứng rắn lời cũng không dám nói, Hứa Thuần Lương hôm nay là dẫn ra pháp trường tới, mà lại đối với chuyện này hoàn toàn chính xác trường hưng đối lý, cũng không tới phiên hắn nói chuyện. Lý Ngọc Lượng để bọn hắn đi trưởng trấn văn phòng đi một chuyến, mai trấn trưởng bởi vì việc này tức giận phi thường, muốn cùng bọn hắn ở trước mặt nói chuyện. Lý Ngọc Lượng mang lấy hai người bọn họ đi trưởng trấn văn phòng, hắn đi vào trước thông báo một tiếng. Hứa Thuần Lương không nghĩ tới một cái trấn nhỏ chính phủ có nhiều như vậy bộ môn, Kim Vĩnh Hạo nói cho hắn biết hiện tại Hồ Sơn trấn là từ Thạch Lương trấn cùng Hoàn Hồ trấn sát nhập mà thành, hạ hạt 23 thôn, tại toàn huyện phạm vi bên trong cũng là số 1 số 2 đại trấn, trưởng trấn là chính khoa cấp cán bộ. Hứa Thuần Lương nói đây không phải là cùng ngươi cùng cấp. Kim Vĩnh Hạo nhưng không cho là như vậy. Hắn mặc dù cũng là chính khoa cấp, nhưng là thực tế quyền lực cùng người ta cũng không thể đánh đồng, hắn cái này phân viện viện trưởng chỉ là hữu danh vô thực, cho dù tại trường hưng bản bộ, hắn cũng phải nhìn viện trưởng phó sắc mặt của viện trưởng làm việc, nghe nói cái này mai trấn trưởng là cái mới tới, hắn cũng chưa từng thấy qua. Hồ Sơn trấn trưởng trấn tại Nguy Sơn đảo là thực sự người đứng thứ hai, người đứng đầu là bí thư, cũng là chính khoa, người ta cái này chính khoa cấp quản hạt hơn 30 cây số vuông thổ địa. Cái này còn không có tính xung quanh thủy vực diện tích, còn có 9 vạn trong danh sách nhân khẩu, thực tế ở lại cũng có hơn 4 vạn người, trường hưng tính toán đâu ra đấy mới 1,800 người. Đừng nói Kim Vĩnh Hạo, liền xem như trường hưng người đứng đầu Triệu Phi Dương thực tế quyền lực cũng chưa chắc có thể cùng trưởng trấn đánh đồng. Hứa Thuần Lương cho rằng đây chính là thà làm đầu gà vô vi châu sau đạo lý, hai người tại cửa ra vào đợi hơn 10 phút, vẫn là không gặp Lý Ngọc Lượng ra, Kim Vĩnh Hạo bụng lại không thoải mái. Hắn biểu thị mình còn phải đi nhà vệ sinh một chuyến, để Hứa Thuần Lương một người trước chờ. Kim Vĩnh Hạo vừa đi, Lý Ngọc Lượng liền ra, nhìn thấy Kim Vĩnh Hạo không tại, không khỏi nhíu mày, để Hứa Thuần Lương mình đi vào trước, nhắc nhở hắn mai trấn trưởng bề bộn nhiều việc, không muốn quá nhiều chậm trễ nàng thời gian quý giá. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ cái này mai trấn trưởng giá đỡ thật là không nhỏ, là ngươi muốn gặp chúng ta, lại không phải chúng ta muốn gặp ngươi. Cố ý lại để hai ta tại cửa ra vào đợi mười mấy phút, ngươi có phải hay không có sai lầm lễ tiết. Quay đầu nhìn thoáng qua, Kim Vĩnh Hạo còn chưa tới, thật lo lắng con hàng này có thể hay không bởi vì mất máu quá nhiều hy sinh thân mình tại trấn chính phủ trong phòng vệ sinh. Hứa Thuần Lương gõ cửa một cái, đẩy cửa tiến vào trưởng trấn văn phòng. Khi hắn thấy rõ xử lý công sau cái bàn mai trấn trưởng, không khỏi lấy làm kinh hãi, mai trấn trưởng là nữ nhân, cái này không có gì tốt ngạc nhiên. Mấu chốt là hắn vừa mới gặp qua, còn tìm người ta cho mượn bao khăn tay, thế giới này trở nên càng ngày càng nhỏ a. Mai trấn trưởng dừng lại phê duyệt văn kiện, ngẩng đầu nhìn người tới, cũng nhận ra Hứa Thuần Lương, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Hứa Thuần Lương sải bước đi qua, hướng nàng vươn tay ra, ta là trường hưng bệnh viện y tế chỗ chủ nhiệm Hứa Thuần Lương. Cái này danh hiệu là hắn tự phong, cũng không phải là vì mặt mũi thổi như bức, chủ yếu bởi vì tại loại trường hợp này. Nếu như không nâng lên thân phận của mình, cấp bậc bên trên không cách nào cùng đối phương bình khởi bình tọa. Mai Như Tuyết, Mai trấn trưởng đứng người lên, tự nhiên trà đại phương cùng hắn nắm tay,
tay của nàng rất trơn rất non, Hứa Thuần Lương từ nàng làn da cảm nhận bên trên đánh giá ra tuổi của nàng hẳn là sẽ không vượt qua 25 tuổi. Hứa Thuần Lương cười nói, xây hạ lạc mai như tuyết loạn, Phật một thân còn đầy, mai chấn trưởng danh tự tràn đầy tình thơ ý họa. Hắn không phải cố ý muốn khoe khoang mình văn thải, mà là muốn thông qua loại phương thức này rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. Mai như tuyết danh tự vốn là xuất từ Lý Dục Thanh Bình Vui. Đừng đến xuân nửa, đập vào mắt nhu đứt ruột, xây hạ lạc mai như tuyết loạn, Phật một thân còn đầy. Cái tên này là ra ra vì nàng lên được, bởi vì họ Mai, liền từ giữa trực tiếp lấy ba chữ. Mai như tuyết đôi mắt đẹp sáng lên, mặc dù Lý Dục từ lưu truyền rất rộng, nhưng là có thể trước tiên liền đem tên của mình cùng cái này thủ Thanh Bình Vui quan kết hợp lại người cũng thật không đơn giản. Đương nhiên cũng không bài trừ hắn sớm liền làm qua phương diện này bài tập, lợi dụng chuyện này hấp dẫn mình chú ý khả năng. Mai như tuyết nói, quay chung quanh tất mai đàn, Thuần Lương há cát sỏi, Hứa chủ nhiệm danh tự cũng không đơn giản a. Hứa Thuần Lương cười ha ha nói, mai chấn trưởng lợi hại a, hẻo lánh như vậy thơ đường đều có thể thốt ra, Hứa mỗ mặc cảm. Mai như tuyết nghe hắn một ngụm nói ra thơ đường, không khỏi hưng khởi khảo giáo hắn ý tứ, Hứa chủ nhiệm biết xuất xứ. Hứa Thuần Lương nói, nếu như ta nhớ không lầm, nên là Tuệ Tuyên Pháp Sư ngày mùa thu bơi Đông Sơn chùa tìm khác biệt đám mây dày nhị Pháp Sư, bài thơ này ta thích nhất nhưng thật ra là sau cùng tám câu, diệu pháp thành vô cùng, thâm kinh giải cừu địch. Tâm hoan tức quỳ lạy, nói tồn vẫn chính mắt trông thấy. Tuệ đao hạnh đã gặp, nghi lưới tại chỗ này tích. Há thẳng lại phiền não, phương kỳ chừng chìm đắm. Hứa Thuần Lương đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, có đã gặp qua là không quên được chi tài, bài thơ này càng là nhớ kỹ trong lòng, đọc ngược như chảy. Nếu như nói Mai như tuyết mới vừa rồi còn hoài nghi Hứa Thuần Lương tới gặp mình trước đó làm qua bài tập, hiện tại ứng không có bất kỳ hoài nghi gì, coi như làm qua bài tập, người này cũng rất có tài hoa. Người có tài hoa dễ dàng thắng được người khác tôn trọng, Mai như tuyết mời hắn đi ghế sofa khu ngồi xuống, tự mình rót cho hắn một chén trà. Bởi vì vừa rồi Lý Ngọc Lượng hướng nàng báo cáo nói là có hai vị Trường Hưng bệnh viện người muốn đi qua, nhưng là trên thực tế tới chỉ có một cái, Mai như tuyết tự nhiên muốn hỏi một chút. Hứa Thuần Lương nói cho nàng một vị khác kim viện trưởng bụng không thoải mái đi phòng rửa tay. Mai như tuyết liên tưởng tới vừa rồi Hứa Thuần Lương tìm mình mượn giấy sự tình, ý thức được mình trước đây khả năng trách lầm hắn, Hứa Thuần Lương vừa rồi thật không phải muốn tận lực cùng mình bắt chuyện, thật sự là vì vị kia kim viện trưởng mượn giấy. Một khi nói tới công sự, Mai như tuyết biểu lộ lập tức liền trở nên nghiêm túc lên. Nguy Sơn đảo phân viện công nhân viên trước tới tập thể, ảnh hưởng cực kỳ không tốt. Vừa vặn Khổng Bí Thư ngay tại tiếp đãi khảo sát đoàn, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến khảo sát đoàn đối Hồ Sơn Trần ấn tượng. Hứa Thuần Lương biểu thị chuyện này là có nguyên nhân, bọn hắn hôm nay tới chính là muốn cùng Trấn chính phủ thương thảo một cái lưỡng toàn tề mỹ biện pháp giải quyết. Mai như tuyết nhíu mày, sự tình không phải rõ ràng sao. Trường Hưng bệnh viện thiếu lương không cho, những cái kia công nhân viên chức huyên náo liền là chuyện này. Trấn chính phủ công việc là đốc thúc bọn hắn sớm ngày giải quyết thiếu lương, giống như giữa bọn hắn không cần cái gì thương lượng, lưỡng toàn tề mỹ. Cho người đẹp mặt, Kim Vĩnh Hạo lúc này gõ cửa tiến đến, Hứa Thuần Lương giúp hắn giới thiệu một chút, Kim Vĩnh Hạo chủ động vươn tay ra cùng Mai như tuyết nắm tay. Mai như tuyết nhưng không có cùng hắn nắm tay ý tứ, giả ra không nhìn thấy, nói khẽ, Kim viện trưởng mời ngồi đi. Kim Vĩnh Hạo ngượng ngùng ngồi xuống Hứa Thuần Lương bên cạnh. Hứa Thuần Lương nhìn một chút hắn ướt sũng hai tay, trong lòng thầm nghĩ, đổi thành ta cũng không cùng ngươi nắm tay, lão Kim a lão Kim, ngươi không có điểm bước đếm, vừa sờ qua mình cái mông thế mà còn có mặt mũi cùng người nắm tay. Mai như tuyết đứng dậy cho Kim Vĩnh Hạo rót chén trà, xem như đối với mình vừa rồi thất lễ tiến hành một chút đền bù. Kim Vĩnh Hạo nói lời cảm tạ về sau, ngồi trở lại Hứa Thuần Lương thân vừa uống trà. Mai như tuyết tiếp tục nàng đề tài mới vừa rồi, Kim viện trưởng. Xin hỏi các người bệnh viện công nhân viên chức thiếu lương vấn đề lúc nào có thể giải quyết? Lập tức, chúng ta đã hướng thượng cấp phản ứng chuyện này, lãnh đạo cấp trên mới nhất phê chỉ thị trong 2 ngày nhất định đem tất cả tiền lương phát hạ tới. Nghiêm hồi ý tướng Triệu Phi Dương hứa hẹn đã tiến hành chuyển đạt, cho nên Kim Vĩnh Hạo mới dám nói như thế. Mai như tuyệt đối câu trả lời này coi như hài lòng, vậy là tốt rồi, hiện tại các cấp đối thiếu lương vấn đề đều vô cùng coi trọng, việc quan hệ dân sinh, không được khinh thường. Theo ta được biết Trường Hưng kinh doanh tình trạng một mực bình thường a. Kim Vĩnh Hạo liên tục gật đầu, vững bước phát triển, chủ yếu là vừa mới đổi mới lãnh đạo, rất nhiều công việc ngay tại giao tiếp bên trong.
Mai Như Tuyết sửng sốt một chút, người nói là cố viện trưởng lui. Kim Vĩnh Hạo đơn giản tướng Trường Hưng cao tầng biến động nói một lần. Mai Như Tuyết đối Trường Hưng thay đổi nhân sự hứng thú không ớn, đã thiếu lương vấn đề đã được đến thích đáng giải quyết, tự nhiên cũng liền không cần đối với chuyện này lãng tốn thời gian của nàng rất quý giá, đợi lát nữa còn muốn tiếp đãi mặt khác một nhóm khách nhân. Kim Vĩnh Hạo nhìn ra nàng có trục khách ý tứ, nhớ tới Nghiêm Hồi ý ủy thác nhiệm vụ cho bọn họ. Nắm chặt nói, Mai Trấn Trưởng, chúng ta còn có kiện chuyện trọng yếu phi thường cùng ngài thương lượng. Mai Như Tuyết nói, chuyện gì? Kim Vĩnh Hạo để Hứa Thuần Lương đem kia phần văn kiện đưa cho Mai Như Tuyết. Mai Như Tuyết sau khi nhận lấy nhìn một lần, lập tức minh lườm hắn nhóm ý đổ đến. Kim Vĩnh Hạo nói, căn cứ lúc trước chúng ta cùng Trấn Chính phủ ký tên hiệp nghị, Trường Hưng tiếp quản Nguy Sơn Hồ Bệnh viện bình thường vận doanh 3 năm về sau, Trấn Chính phủ sẽ phối hợp Trường Hưng tiến hành Nguy Sơn Hồ Bệnh viện quyền tài sản thay đổi. Nhưng bây giờ thời gian đã qua 3 tháng, chúng ta cũng đưa ra qua tương quan tố cầu, nhưng là từ đầu đến cuối không có đạt được Trấn Chính phủ hồi phục. Mai Như Tuyết nói, Kim viện trưởng ở chỗ này công việc bao lâu? Hơn một năm. Vậy ngài hẳn phải biết hiện tại Hồ Sơn Trấn Chính phủ là quá khứ Hoàn Hồ Trấn cùng Thạch Lương Trấn sát nhập mà thành. Mới Trấn Chính phủ thành lập thời gian thêm khởi đến còn không đến nửa năm. Kim Vĩnh Hạo nói, ý của ngài là, các người phần văn kiện này lúc trước ký tên đối tượng là Thạch Lương Trấn Chính phủ, thuộc về lịch sử còn sót lại vấn đề. Kim Vĩnh Hạo minh bạch, nếu như tướng chuyện này quy về lịch sử còn sót lại vấn đề, lớn như vậy xác suất là không muốn nhận nợ. Hắn cá nhân ý nghĩ nếu như không nhận nợ càng tốt hơn, tốt nhất Hồ Sơn Trấn Chính phủ đem bệnh viện thu hồi đi. Dạng này Trường Hưng cũng không cần tiếp tục gánh vác cái này bao ngục. Có thể nghĩ pháp về ý nghĩ, nhưng là lãnh đạo có ý tứ là phi thường minh xác, tân nhiệm viện trưởng Triệu Phi Dương nhất định phải cầm xuống bệnh viện quyền tài sản. Kim Vĩnh Hạo đang muốn tỏ rõ phe mình quan điểm, nhưng bụng lại không thoải mái, hắn cũng không biết hôm nay đến tột cùng là thế nào, lúng túng biểu thị mình muốn trước xin lỗi không tiếp được một chút, để Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết tiếp lấy đàm. Kim Vĩnh Hạo bước nhanh rời phòng làm việc. Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết đều biết hắn đi làm gì, hai người nhìn nhau, đều có thể nhìn ra đối phương đang nín cười. Hứa Thuần Lương nói, Mai Trấn Trưởng thứ lỗi a. Không sao, Mai Như Tuyết giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, ám chỉ hắn ứng cần phải đi. Hứa Thuần Lương nói, quyền tài sản sự tình Mai Trấn Trưởng có thể hay không cho ta một cái minh xác thuyết pháp. Mai Như Tuyết nói, vừa rồi ta đã giải thích qua, Nguy Sơn Đảo Bệnh viện quyền tài sản thuộc về lịch sử còn sót lại vấn đề. Chuyện này chúng ta cần thảo luận, còn muốn liên lạc với lúc ấy làm chuyện này đồng chí. Hứa Thuần Lương nửa đùa nửa thật nói, phức tạp như vậy à. Mặc dù quá khứ hai cái Trấn Chính phủ sát nhập, nhưng theo ta được biết, Hồ Sơn Trấn Chính phủ sẽ đối với trước đó hai cái Trấn Chính phủ hết thảy hành vi phụ trách. Mai Như Tuyết nói thì nói như thế, đạo lý cũng là đạo lý này, nhưng là ta hiện tại vẫn là không thể trả lời chắc chắn ngươi, như vậy đi, ta nhất định sẽ coi trọng chuyện này. Cũng sẽ đem trong chuyện này sẽ thảo luận, những văn kiện này trước hết lưu tại ta chỗ này, chỉ cần có tin tức ta sẽ trước tiên thông chi các ngươi. Nàng đem nói được loại tình trạng này, Hứa Thuần Lương đương nhiên cũng không tốt tiếp tục đuổi xuống dưới, nước chảy đá mòn không phải một ngày chi công, nghĩ giải quyết vấn đề nhất định phải nhiều một chút tính nhẫn nại. Hứa Thuần Lương đứng dậy cáo từ, trước khi đi lại cùng Mai Như Tuyết nắm tay, chủ yếu là cảm thấy tay của nàng nắm lên đến rất dễ chịu. Cũng nghĩ nhờ vào đó nghiệm chứng một chút Mai Như Tuyết đối với mình ấn tượng, Mai Như Tuyết cũng không kháng cự, chứng minh nàng đối với mình cảm nhận muốn so Kim Vĩnh Hạo tốt hơn nhiều. Lúc ra cửa, lại quay đầu, Mai Trấn Trưởng, thuận tiện hay không lưu cái phương thức liên lạc. Mai Như Tuyết nhẹ gật đầu, đi trên bàn công tác lấy một chương danh thiếp của mình cho hắn. Hứa Thuần Lương biểu thị mình không có danh thiếp, tìm nàng cho mượn giấy bút, tại lời ghi chép bên trên viết xuống tên của mình cùng điện thoại. Mai Như Tuyết vừa mới bắt đầu cũng không chú ý, Hứa Thuần Lương sau khi đi, nàng vừa rồi cầm lên tấm kia lời ghi chép, kinh diễm tại Hứa Thuần Lương cong phiêu phượng đỗ thư pháp, chữ viết của hắn đến quá đẹp. Hứa Thuần Lương dạng này người rất khó không khiến người ta nhớ kỹ, lúc ra cửa, gặp sầu mi khổ kiểm Kim Vĩnh Hạo. Kim Vĩnh Hạo gặp hắn ra, biết sự tình hẳn là nói xong rồi, thở dài nói, tối hôm qua ăn đến đồ vật khả năng không ngàn chỉ toàn. Kỳ thật là chính hắn bệnh trí phạm vào. Mót mà không, đi, được. Ta không sao à. Kim Vĩnh Hạo gật gật đầu, nàng nói thế nào? Sẽ mau chóng thảo luận. Triệu Phi Dương đối Hồ Sơn Trấn hồi phục cũng không hài lòng, từ Nghiêm Hồi ý gần nhất báo cáo bên trong,
hắn bén nhạy cảm thấy được Hồ Sơn Trấn chính phủ đối với chuyện này lười biếng. Trong thành phố quyết định sát nhập Hoàn Hồ Trấn cùng Thạch Lương Trấn thành lập Hồ Sơn Trấn chính là muốn vì đại lực khai phát Nguy Sơn đảo làm chuẩn bị. Triệu Phi Dương phát hiện Trường Hưng đám này trung tầng cán bộ đơn giản đều là giá áo túi cơm, nhất là Kim Vĩnh Hạo, tại Nguy Sơn đảo bệnh viện ở một năm, ngay cả như thế điểm chính trị giác ngộ đều không có. Đi qua Nguy Sơn đảo bệnh viện có thể là bao phục, Nguy Sơn huyện chính phủ ước gì đem sớm một chút ném ra, nhưng bây giờ không đồng dạng. Đông Châu thì tương lai sẽ đem Nguy Sơn đảo chế tạo thành quốc bên trong nhất lưu nghỉ phép khu, nước lên thì thuyền lên, không nói đến tương lai du khách tràn vào, lưu động nhân khẩu gia tăng, vẻn vẹn là mảnh đất trống kia liền không biết muốn tăng giá trị gấp bao nhiêu lần. Triệu Phi Dương biết rõ đêm dài lắm mộng đạo lý, hắn nhất định phải nhanh chứng thực chuyện này. Cần bàn bạc đến không chỉ là Hồ Sơn Trấn chính phủ, còn muốn cùng Nguy Sơn huyện phương diện bắt được liên lạc, hắn muốn hai bút cùng vẽ. Hứa Thuần Lương cũng không nghĩ tới Triệu Phi Dương sẽ chủ động gọi điện thoại cho mình, tiếp vào hắn điện thoại thời điểm có chút kinh ngạc, Triệu Viện. Đầu bên kia điện thoại Triệu Phi Dương nở nụ cười, là ta, người tại phân viện công việc còn thuận lợi sao? Thuận lợi, ta chủ yếu là làm tốt công việc phụ trợ, lãnh đạo hướng chỗ nào chỉ huy ta liền hướng chỗ ấy đi. Triệu Phi Dương nói, nếu như không phải lão nghiêm điểm danh muốn ngươi, ta còn thực sự không bỏ được thả ngươi đi, làm rất tốt, lần này cũng là khảo nghiệm đối với ngươi. Hứa Thuần Lương biết hắn sẽ không vô duyên vô cớ gọi cú điện thoại này, Triệu Viện, ngài có dặn dò gì? Triệu Phi Dương cũng không có tiếp tục vòng vo, hắn để Hứa Thuần Lương theo vào giải quyết Nguy Sơn đảo bệnh viện quyền tài sản vấn đề. Hứa Thuần Lương có chút kỳ quái, phân viện có viện trưởng Kim Vĩnh Hạo. Hiện tại Trường Hưng phó viện trưởng Nghiêm Hồi Ý cũng tại, Triệu Phi Dương vì sao muốn đem hai người bọn họ vòng qua chọn chúng chính mình. Triệu Phi Dương nói cho Hứa Thuần Lương, mình đối hai người bọn họ năng lực cũng tin không nổi, có thể tín nhiệm đến chỉ có hắn. Lần này thổ lộ nhiều ít có cổ vũ Hứa Thuần Lương ý tứ, cơ thực Triệu Phi Dương đã nghe được phong thanh, Nghiêm Hồi Ý đã sớm có không trung thực, không lâu về sau liền sẽ rời đi Trường Hưng, dạng này người lại có thể nào chờ mong hắn vì Trường Hưng tận tâm tận trách làm việc. Về phần cái kia Kim Vĩnh Hạo, nếu như hắn có năng lực, phân viện liền sẽ không làm thành trước mắt cái dạng này. Triệu Phi Dương cảm thấy từ nơi sâu xa tự có chú định, tại hắn cần một thanh khoái đao thời điểm, vận mệnh vừa vặn đem Hứa Thuần Lương an bài vào Nguy Sơn đảo, hắn không có lý do không cần. Hắn cũng tin tưởng Hứa Thuần Lương năng lực nhất định có thể giúp hắn từ rối bời cục diện bên trong bổ ra một con đường. Đã muốn dùng Hứa Thuần Lương, Triệu Phi Dương liền cho hắn đầy đủ tín nhiệm. Hắn đem mình đối Nguy Sơn đảo tương lai quy hoạch toàn bộ bẩm báo, những sự tình này là ngay cả Nghiêm Hồi Ý hắn đều không có lộ ra. Trước đây Triệu Phi Dương đáp ứng Nghiêm Hồi Ý sẽ ở trong 2 ngày cấp cho khất nợ tiền lương, chủ yếu là nghĩ ổn định phân viện cục diện, để công nhân viên chức không nên đem sự tình làm lớn chuyện. Nhưng chuyện này còn không có thay đổi áp dụng, phân viện nhân viên đã bắt đầu có tổ chức nháo sự. Mà Hồ Sơn Trấn chính phủ thái độ làm cho Triệu Phi Dương cũng bắt đầu một lần nữa xem kỹ cố hậu nghĩa ngừng phát tiền lương cử động. Hắn cho rằng ngừng trả về là có đạo lý riêng của nó, nhất là nghe nói bệnh viện công nhân viên trước đi Trấn chính phủ tập thể nháo sự về sau, càng phát ra kiên định hắn muốn kéo dài cố hậu nghĩa sách lược, lấy loại này phương thức cực đoan đến cho Hồ Sơn Trấn chính phủ làm áp lực suy nghĩ. Không phải nhằm vào phân viện nhân viên, mà là muốn cùng Hồ Sơn Trấn chính phủ đánh cờ. Triệu Phi Dương sâu bồi cơ quan cơ cấu làm việc phương thức, nếu như bọn hắn chủ động tướng đám lửa này tiêu diệt, Hồ Sơn Trấn chính phủ khẳng định sẽ tiếp tục trì hoãn xuống dưới, liền trước mắt mà nói, để đám lửa này bốc cháy mới là biện pháp tốt nhất. Phân viện nhân viên kháng nghị đối tượng là Trường Hưng, đau đầu đến lại là Hồ Sơn Trấn chính phủ, bọn hắn liền không thể không lập tức đối diện cái này cái gọi là lịch sử còn sót lại vấn đề. Triệu Phi Dương cho rằng đây cũng là Trường Hưng lịch sử còn sót lại ở giữa đề. Cố hậu nghĩa năm đó ở tiếp quản Nguy Sơn đảo phân viện thời điểm liền nên minh xác quyền tài sản, đúng là hắn lập lờ nước đôi, mới đưa đến hôm nay tiến thối lưỡng nan cục diện. Vấn đề quy tội tiền nhiệm, là đương nhiệm thông hành cách làm, vừa mới kế nhiệm không lâu, chính là tướng phiền phức quy tội lịch sử còn sót lại thời cơ tốt nhất. Cấp quốc gia nghỉ phép khu trước mắt còn giới hạn tại đang quy hoạch, tại chính thức quan tuyên trước đó, Trường Hưng còn có cơ hội. Triệu Phi Dương để Hứa Thuần Lương đến trưởng khống cục diện. Khi nào cấp cho tiền lương, từ hắn tới làm quyết định. Một khi Hứa Thuần Lương cho rằng Nguy Sơn đảo cục diện trở nên không thể khống, hắn sẽ an bài tài vụ lập tức cấp cho tiền lương. Hứa Thuần Lương quyết định tiếp nhận nhiệm vụ này, bất quá hắn cũng có một điều kiện, hy vọng Triệu Phi Dương tận khả năng cung cấp một chút kỹ càng tư liệu.
nhất định phải hiểu rõ phân viện kiếp trước kiếp này, mới có thể tuyển ra thích hợp nhất cách đối phó, Triệu Phi Dương bên kia đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Hứa Thuần Lương thuận tiện báo cáo một chút phân viện trước mắt loạn tượng, Triệu Phi Dương để hắn một mực buông tay buông chân đi làm. Cầm chung quanh bề ngoài nêu ví dụ, nếu như Hứa Thuần Lương có thể đem kia bút khất nợ tiền thuê muốn trở về bệnh viện có thể xuất ra 10% đối với hắn tiến hành ban thưởng. Nghiêm Hồi Ý hiện tại quan tâm nhất chính là kia bút tiền lương khi nào có thể tới sổ, vừa mới tài vụ khoa trưởng Lý Kim Hà đến tìm hắn, nàng đã liên lạc qua Trường Hưng tài vụ, Trường Hưng phương diện biểu thị trước mắt còn không có tiếp vào hướng bọn hắn cấp cho tiền lương khoản thông chi. Nghiêm Hồi Ý để Lý Kim Hà không cần lo lắng, chuyện lớn như vậy viện trưởng sẽ không hướng hắn nói láo, trong 2 ngày tiền lương nhất định tới sổ. Lý Kim Hà nửa tin nửa ngờ. Nhưng nàng một cái nho nhỏ phân viện tài vụ khoa trưởng có thể làm được cũng chỉ có thể là nhiều nhìn chằm chằm tài khoản. Nghiêm Hồi Ý hôm nay trạng thái cũng không tốt, từ bữa sáng sau bắt đầu liền đánh, bắt đầu hắn không có coi thành chuyện gì to tát, coi là uống mấy ngụm trà nóng liền tốt, thế nhưng là mắt thấy là phải đến trưa rồi còn chưa ngừng. Hôm nay liền bởi vì cái này nguyên nhân hắn không có đi trấn chính phủ, loại trạng thái này quả quyết là không cách nào đàm phán. Nghiêm Hồi Ý cảm thấy thân thể có chút bất thường. Hắn đi tìm chuyên gia Miêu Tú Quyên. Miêu Tú Quyên về hưu trước ngay tại Trường Hưng Bệnh viện tiêu hóa khoa công việc, loại tình huống này tại Tây Y bên trong xưng là cách cơ co rút, Trung Y bình thường xưng là nấc cụt. Miêu Tú Quyên cho rằng đánh cách bình thường là dạ dày tật bệnh gây nên, Nghiêm Hồi Ý đi qua liền có mãn tính viêm dạ dày, lại vừa tới một cái địa phương mới, tăng thêm uống không ít rượu, khả năng không quen khí hậu, quyết định từ trị liệu dạ dày tràng đạo vào tay. Mở cho hắn áo đẹp kéo tọa dùng để ức chế vị toan, axit phosphoric nhôm chất keo dùng để bảo hộ dạ dày niêm mạc, dựa vào amoxi rừng bao con nhộng kháng viêm. Đề nghị Nghiêm Hồi Ý sau khi trở về uống nhiều nước nóng, nếm thử nín thở đến làm dịu triệu chứng. Những này cơ bản phương pháp Nghiêm Hồi Ý đều hiểu, sau khi dùng thuốc đi ký túc xá nghỉ ngơi, buổi chiều chất khống sẽ cũng giao cho Kim Vĩnh Hạo chủ trì. Kỳ thật Nguy Sơn Đảo phân viện hỗn loạn hiện trạng căn bản chưa nói tới cái gì chất khống công việc, có thể duy trì bệnh viện vận chuyển bình thường đã tương đối khá, cái gọi là chất khống sẽ chỉ là đi cái hình thức, tốt hướng thượng cấp giao nộp. Hứa Thuần Lương buổi chiều cũng không có đi họp, Triệu Phi Dương đã minh xác cho nhiệm vụ của hắn, chất khống công việc giao cho những người khác, hắn trọng điểm chính là đem phân viện quyền tài sản giải quyết. Triệu Phi Dương phụ trách cân đối Nguy Sơn huyện thượng tầng phương diện, hắn thì phụ trách Hồ Sơn trấn cơ sở cân đối. Còn đưa Hứa Thuần Lương một cái thân phận, Trường Hưng Bệnh viện viện trưởng đặc biệt trợ lý, ngày mai liền sẽ chính thức đoạn dưới. Cái này không chỉ có riêng là vì lung lạc lòng người, cũng là vì Hứa Thuần Lương công việc thuận tiện, nếu như không cho hắn một cái thân phận thích hợp, hắn làm sao đi cùng nơi đó chính phủ đàm phán. Tại triển khai công việc trước đó, Hứa Thuần Lương nhất định phải tìm hiểu một chút chuyện này chân tướng. Toàn bộ buổi chiều hắn đều trong phòng nghiên cứu phương diện này tư liệu. Hứa Thuần Lương phong cách làm việc chính là không làm thì đã, chỉ phải tiếp nhận tất nhiên một đám đến cùng. Từ Đại Khánh tại triệu chứng làm dịu về sau, về trước nhà, Kim Vĩnh Hạo đại biểu bệnh viện đối với hắn làm ra chính thức tạm thời cách chức quyết định, cân nhắc đến khả năng tao ngộ kịch liệt trả thù, khai trừ sự tình dự định qua mấy ngày lại công bố. Đồn công an bên kia kết quả xử lý cũng đã ra tới, câu lưu 7 ngày tiền phạt 500. Nguy Sơn đảo phía Bắc liền có ngựa lâu sở câu lưu. Từ Đại Khánh các loại khỏi bệnh sau kiểm tra thân thể liền có thể tiến về giam giữ. Trương Hải Tân lúc chiều tới bệnh viện, cũng tham gia chất khống hội nghị, tổng thể biểu hiện coi như bình thường. Hội nghị kết thúc về sau, Kim Vĩnh Hạo cùng Đường Minh Mị cùng đi tìm Nghiêm Hồi Ý báo cáo công việc, còn không liền nghe đến trong phòng ợ hơi âm thanh. Nghiêm Hồi Ý uống thuốc sau cũng không gặp chuyển biến tốt đẹp, biện pháp gì đều nghĩ qua, từ sáng sớm đánh cách đến bây giờ, tâm tình đều biến đến vô cùng bực bội. Hai người nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, cũng không tiện hướng hắn báo cáo, Đường Minh Mị đề nghị Nghiêm Hồi Ý có thể đi nhìn xem Trung Y. Kim Vĩnh Hạo biết phụ cận Thạch Lương thôn có một nhà Trung Y phòng khám bệnh, tại chỗ đại phu họ Liễu, trình độ còn có thể, có mấy thứ bí phương, chủ động đưa ra mang Nghiêm Hồi Ý đi xem một chút. Nghiêm Hồi Ý đầu lắc đến cùng chống lúc lắc, thân là Trường Hưng phó viện trưởng, thế mà muốn đi hương trấn tìm nông thôn bác sĩ xem bệnh, truyền không đi ra ngoài được để cho người ta cười đến rụng răng. Cứ như vậy ợ hơi đều đánh bày trò, ách, ách, ách. Đường Minh Mị nghe hắn đánh cách, nhớ tới một câu thơ Đường, khúc hạng hướng lên trời ca, nhất thời nhìn không được, cười ra tiếng. Nàng tranh thủ thời gian ngưng cười âm thanh, ý thức được đã không còn kịp rồi, Nghiêm Hồi Ý một mặt u oán nhìn qua nàng, ách,
đâu, ách. Cho rằng Đường Minh Mị là tại cười trên nỗi đau của người khác. Đường Minh Mị đề nghị nói, Tiểu Hứa không phải liền là trung y thế gia sao? Nói không chừng hắn có biện pháp. Kim Vĩnh Hạo nói, trung y thế gia không nhất định hiểu trung y a. Hắn, ách ách, lại không, ách ách, là y, sinh, ách đầu ách, cả lâm ợ hơi người bình thường đều không có sướng tai nghe được, cùng hát rap giống như. Đừng nói Đường Minh Mị muốn cười, Kim Vĩnh Hạo cũng nghĩ cười, bất quá hắn vẫn có thể nhịn xuống, Đường Minh Mị cười điểm liền thấp chút. Lúc này Hứa Thuần Lương cũng nghe đến động tĩnh đến đây, Nghiêm Việt, thế nào đây là? Đánh cách còn chưa tốt ha? Ách ách ách, Nghiêm Hồi Ý ợ hơi đánh tới run rẩy, hy vọng bọn họ ba cái đi nhanh lên người, chính mình một người yên lặng trải nghiệm loại này chưa thoải mái. Lớn nhỏ ta cũng là lãnh đạo a, ta không sĩ diện. Ta không muốn hình tượng. Đường Minh Mị nói, Tiểu Hứa, người đến rất đúng lúc, các ngươi hồi xuân đường thế nhưng là chúng ta Đông Châu danh tiếng lâu năm. Có hay không chị ợ hơi tổ truyền bí phương? Hứa Thuần Lương nói, nhìn qua sao? Chuyên gia nói thế nào ha? Kim Vĩnh Hạo nói, Miêu chủ nhiệm cho nhìn qua, cách cơ co rút. Hứa Thuần Lương nói, không phải vậy, ta xem là nấc cụt, bệnh vị trí tại cách, dạ dày ải cách dưới, dạ dày khí bên trên nghịch mà động cách. Kim Vĩnh Hạo trong lòng tự nhủ nghe giống như có chút đạo lý đâu, nhưng đâu nghịch không phải liền là cách cơ co rút sao? Còn túm cái gì cổ văn? Trẻ mang làm gì không tốt, không phải trang bức, không biết tất cả mọi người là chữa bệnh hệ thống sao? Đường Minh Mị nói, người nhất định có biện pháp chỉ có đúng hay không? Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm biểu thị mình có thể thử một chút, đi vào Nghiêm Hồi Ý trước mặt để hắn cưỡi trên ghế, giúp hắn tiến hành xoa bóp. Nghiêm Hồi Ý hiện tại mới mặc kệ Hứa Thuần Lương có phải hay không bác sĩ, chỉ cần có thể giúp hắn đem đánh cách chữa khỏi là được, Tây Y đã nếm thử qua không được. Hy vọng Hứa Thuần Lương từ ra ra hắn nơi đó học được một chút bản lĩnh thật sự. Đối nấc cụt trị liệu, chọn lựa đầu tiên xoa bóp ế phong huyệt. Ế vì vứt bỏ, gió là gió tà, huyệt này có thể chỉ trúng gió, cho nên được mệnh danh là ế phong. Y phong huyệt là thủ thiếu dương tam tiêu kinh thường dùng dụ huyệt một trong, tại bộ mặt, tai sau phía dưới, vành tai dễ hậu phương chỗ lõm xuống. Thủ thiếu dương tam tiêu kinh cùng túc thiếu dương đảm kinh giao hội ở đây, nén huyệt này. Có thể khử gió thông lạc, thông tai khai khiếu. Nấc cụt nguyên nhân là khí cơ nghịch loạn, tam tiêu là thủy hỏa khí cơ vận hành con đường, tam tiêu kinh chủ khí sở sinh chi tật bệnh, ấn ép ế phong huyệt có thể giúp thông suốt tam tiêu khí cơ. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không, Hứa Thuần Lương nhận huyệt cực chuẩn, ấn xuống Nghiêm Hồi Ý ế phong huyệt, hơi vừa dùng lực, Nghiêm Hồi Ý hai má lập tức ê ẩm sưng, loại cảm giác này tựa như nuốt một viên chanh. Lại như cùng trong nháy mắt rót vào đại lượng dung dịch oxy già tại tuyến nước bọt của hắn bên trong. Nghiêm Hồi Ý miệng lưỡi lưu tân, theo Hứa Thuần Lương đối ế phong huyệt nén, hắn đánh cách khoảng cách rõ ràng dài ra. Hứa Thuần Lương xoa bóp ế phong huyệt chừng 5 phút, ngừng tay tới. Nghiêm Hồi Ý mặc dù so vừa mới khá hơn một chút, thế nhưng là còn chưa hoàn toàn đình chỉ đánh cách. Hứa Thuần Lương nói, người nấc cụt cũng không phải là đơn thuần dạ dày khí lên cao bố trí. Thuộc phổi dạ dày khí nghịch. Hắn dùng bàn tay nắm chặt Nghiêm Hồi Ý cổ tay, uốn lượn ngón cái lòng bàn tay cùng giáp nhọn thẳng đứng ấn xuống, huyệt này chính là Thái Uyên huyệt. Thái, đại dã, uyên, sâu. Huyệt này vì phế kinh nguyên huyệt, tám sẽ một trong mạch hội. Nói về mạch khí chỗ đại hội, bao la mà sâu, tên cổ Thái Uyên, thuộc thủ thái âm phế kinh. Xoa bóp Thái Uyên huyệt có thể đạt thành lý máu thông mạch, tuyên phổi bình thở, thanh tiết dạ dày nóng hiệu quả. Theo Hứa Thuần Lương đối Thái Uyên huyệt xoa bóp, Nghiêm Hồi Ý ách 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 ợ hơi âm thanh dần dần lắng lại, sau 5 phút đã hoàn toàn biến mất không thấy. Đường Minh Mị cùng Kim Vĩnh Hạo toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát, Đường Minh Mị đối Hứa Thuần Lương tràn đầy lòng tin, từ khi chuyện tối ngày hôm qua về sau, nàng đơn giản cho rằng Hứa Thuần Lương chính là không gì làm không được, sự thật cũng đã chứng minh điểm này. Kim Vĩnh Hạo vẫn là từ Hứa Thuần Lương lên đảo mới nhận biết đến hắn, mặc dù hắn đối Hứa Thuần Lương hiểu rõ không sâu. Nhưng từ Hứa Thuần Lương đi vào về sau biểu hiện, cũng có thể nhìn ra, tiểu tử này trẻ tuổi như vậy liền có thể đạt được Triệu Phi Dương coi trọng không phải là không có nguyên nhân. Nghiêm Hồi Ý như ở trong mộng mới tỉnh, rất cẩn thận hô ít mấy hơi, sợ hô hấp của mình sẽ lại lần nữa dẫn phát nấc cụt, hít thở nửa phút tả hữu, cảm giác hô hấp đã hoàn toàn khôi phục thông thuận, nửa đường một cái bước cũng không đánh, lúc này mới yên lòng lại, tranh thủ thời gian hướng Hứa Thuần Lương gửi tới lời cảm ơn. Hứa Thuần Lương để hắn không cần khách khí, thuộc hạ nhiệm vụ chính là vì lãnh đạo bài yêu giải nạn.
Nghiêm Hồi Ý nhấp một ngụm trà, hiện tại cảm giác cùng kiếp sau trùng sinh không sai biệt lắm, thân thể khôi phục bình thường, tâm tình cũng liền khôi phục thư sướng, hỏi hôm nay chất khống hội nghị sự tình. Kim Vĩnh Hạo đơn giản nói một lần, hiện tại tất cả công nhân viên chức đều tại trông mong chờ lấy tiền lương phát hạ đến, trải qua lời hứa của bọn hắn cùng thuyết phục, cũng đều trở về cương vị đi làm việc, bệnh viện có thể chính thức vận doanh đã rất tốt, trước mắt còn không thể làm quá cao yêu cầu. Kim Vĩnh Hạo cường điệu bổ phát chuyện tiền lương càng nhanh càng tốt, chỉ có tiền lương tới sổ mới có thể triệt để ổn định quân tâm. Hôm nay trong trấn đem bọn hắn tìm đi qua, châm đối với chuyện này nói chuyện, trấn lãnh đạo thái độ phi thường nghiêm túc, hy vọng đồng loại sự kiện đừng lại phát sinh. Nghiêm Hồi Ý nói, sẽ không phát sinh đồng loại sự kiện, Triệu Viện đã hứa hẹn qua, trong 2 ngày tiền lương khoản khẳng định tới sổ. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm than, ngươi là không biết Triệu Phi Dương lại đổi chủ ý, số tiền kia Triệu Phi Dương ban sơ khẳng định là muốn cho, nhưng về sau nghe nói phân viện công nhân viên chức đi Hồ Sơn trấn kháng nghị về sau, từ ở bên trong lấy được dẫn dắt, cho rằng có thể lợi dụng chuyện này đối với Hồ Sơn trấn phương diện tạo áp lực. Không thể không thừa nhận Triệu Phi Dương là người thông minh. Hứa Thuần Lương đã dùng một cái hạ buổi chưa hiểu qua đầu đuôi sự tình, biết Triệu Phi Dương tại hạ một bàn lớn cờ, cũng tại đi một chiêu cờ hiểm. Hứa Thuần Lương chưa nói cho bọn hắn biết tiền lương không có khả năng tới sổ sự thật, Triệu Phi Dương làm như vậy tương đương lại bày Nghiêm Hồi Ý một đạo, dụng ý ở chỗ chế tạo ngoài ý muốn, kích phát phân viện công nhân viên chức mãnh liệt hơn bắn ngược. Hứa Thuần Lương càng phát ra cảm giác được Triệu Phi Dương là cái chủ nghĩa mạo hiểm người, càng là một cái người theo chủ nghĩa cơ hội. Vạn nhất sự thái mất khống chế làm sao bây giờ? Hắn liền không sợ bọn họ mấy cái thân người an toàn nhận uy hiếp. Bất quá đổi thành mình có lẽ cũng sẽ như vậy làm, từ xưa Hoa Sơn một con đường, nếu như không biểu hiện ra đập nồi dìm thuyền quyết tâm liền chấn nhiếp không nổi đối thủ, chỗ làm việc lục đục với nhau cũng cùng trong giang hồ không sai biệt lắm, tình cảnh bị động thời điểm liền muốn so với ai khác ác hơn. Từ Triệu Phi Dương trước mắt nắm giữ tình huống đến xem, Hồ Sơn trấn chính phủ đại khái suất là nghĩ lật đổ lúc trước phần này hợp đồng, Nguy Sơn đảo bệnh viện quyền tài sản bọn hắn là không muốn cho không Trường Hưng. Nguy Sơn đảo bệnh viện vị trí tọa bắc chiều nam, đằng sau là Thạch Lương Sơn, phía trước là Nguy Sơn hồ lớn nhất đẹp nhất hồ Vịnh Nguyệt Nha Vịnh, nơi này địa lý điều kiện được trời ưu ái, chỉ cần khai phát cấp quốc gia nghỉ phép khu sự tình chính thức quan tuyên, nơi này tất sẽ thành Nguy Sơn đảo nhất là chạm tay có thể bỏng cánh đồng. Nguy Sơn huyện tướng Hoàn Hồ Trấn cùng Thạch Lương Trấn hợp lại làm một, sát nhập thành lập Hồ Sơn Trấn, chính là muốn phối hợp Đông Châu thị kiến thiết cấp quốc gia nghỉ phép khu làm chuẩn bị. Đông Châu tòa này lịch sử danh thành mặc dù di tích cổ đông đảo, nhưng là trong lịch sử mấy năm liên tục chinh chiến, kiến quốc sau lại là giang bắc công nghiệp nặng căn cứ, mỏ than đông đảo, những năm gần đây theo tài nguyên khô kiệt, thành thị đứng trước chuyển hình, phát triển khách du lịch đã thành là quan trọng nhất. Đông Châu thiếu thốn nhất phải là một cái tập hưu nhàn giải trí, du lịch ngắm cảnh làm một thể nghỉ phép trung tâm, Đông Châu thị mấy đời ban lãnh đạo đều nghĩ qua chuyện này, nhưng là một mực không thể thay đổi áp dụng, lúc đầu quy hoạch giới hạn trong nội thành, theo thành thị cao tốc phát triển, rất nhanh liền ý thức được tuyên chỉ cũng không thích hợp, nhiều lần biến thiên, cuối cùng ổn định ở Nguy Sơn Hồ. Lấy Nguy Sơn đảo làm trung tâm, hướng chung quanh 5 tỉnh 8 thị phóng xa cấp quốc gia du lịch nghỉ phép khu quy hoạch đã thành hình. Cái này nhờ vào Đông Châu thị cùng Tế Châu Lạng Thành phối hợp liên động. Triệu Phi Dương đạt được chính xác tin tức, liên quan tới khởi động cấp quốc gia du lịch nghỉ phép khu, phát triển toàn vực du lịch phương án, chậm nhất hạ toàn nguyệt liền muốn công bố, đến lúc đó các phương nhà đầu tư đều sẽ nghe tiếng mà đến, cho nên, nếu như không thể mau chóng cầm xuống Nguy Sơn Hồ phân viện quyền tài sản, về sau sẽ càng khó, việc này đã trở thành khẩn cấp. Triệu Phi Dương đã tiếp trị trong thành phố cùng Nguy Sơn huyện ngành tương quan, từ cao tầng vào tay giải quyết lịch sử còn sót lại vấn đề, nhưng sự tình so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn khó khăn, trong thành phố biểu thị trong tay bọn họ phần hiệp ước này là cùng Thạch Lương Trấn chính phủ liên hợp ký tên, đề nghị hắn trực tiếp đi tìm Trấn chính phủ giải quyết vấn đề. Thạch Lương Trấn chính phủ hiện tại đã cũng bị nhập Hồ Sơn Trấn, Cố Hậu Nghĩa trước đó tìm qua Hồ Sơn Trấn phương diện, Hồ Sơn Trấn chính phủ lấy lịch sử vấn đề đem hắn đẩy lên trong huyện. Cố Hậu Nghĩa đảm nhiệm bên trên chưa kịp giải quyết vấn đề này, cũng chưa kịp bàn giao. Triệu Phi Dương cho rằng Cố Hậu Nghĩa là mang tính lựa chọn xem nhẹ, trên thực tế là cho mình chôn một viên lôi. Nếu như Cố Hậu Nghĩa đang làm việc giao tiếp thời điểm, hơi cường điệu một chút Nguy Sơn đảo phân viện quyền tài sản vấn đề, có lẽ sự tình đã được đến giải quyết, loại chuyện này càng sớm càng tốt, càng là tới gần cấp quốc gia nghỉ phép khu quan tuyên, Trường Hưng liền trở nên càng bị động.
Chỉ từ hợp đồng bản thân đến xem, sát nhập sau Hồ Sơn trấn chính phủ có trách nhiệm hiệp trợ Trường Hưng làm Nguy Sơn đảo bệnh viện quyền tài sản thủ tục chuyển nhượng. Nhưng là năm đó phần này hợp đồng một lần nữa bày ở bí thư Khổng Tường Sinh trước mặt, đầu tiên để hắn nghĩ tới chính là không công bằng, phần này hợp đồng không phải hợp tác cùng có lợi, căn bản chính là chuyển vận lợi ích. Mai Như Tuyết hết lòng tuân thủ hứa hẹn, xế chiều hôm đó liền đem Trường Hưng bệnh viện lưu cho nàng tư liệu giao cho Khổng Tường Sinh, nàng dù sao vừa tới Hồ Sơn trấn, Khổng Tường Sinh đi qua chính là Hoàn Hồ trấn bí thư, năm nay đã 46 tuổi, tuổi tác bên trên so với nàng thúc thúc còn muốn lớn. Hắn tại Nguy Sơn đảo công việc đã có 7 năm, hai trấn sát nhập sau tiếp tục đảm nhiệm bí thư, từ tuổi tác nhìn đã không có bất kỳ ưu thế, cũng không có đến tiếp sau lên cao không gian. Dựa theo hương trấn cán bộ tuổi tác hạn mức cao nhất bất quá 48 tuổi lệ cũ, Khổng Tường Sinh nhiều nhất còn có một năm nhiệm kỳ, bất ổn, không có người chân chính đợi đến 48 tuổi mới đi. Mai Như Tuyết đến để Khổng Tường Sinh tình cảnh trở nên có chút xấu hổ, 23 tuổi trưởng trấn kiêm phó thư ký, tất cả mọi người cho rằng nàng chính là vì tiếp nhận Khổng Tường Sinh mà tới. Khổng Tường Sinh thật vất vả trong Nguy Sơn đảo đại khai phát, nhưng hắn còn lại nhiệm kỳ đã không nhiều lắm. Cùng người trẻ tuổi vào ngành cũng không phải là dễ dàng như vậy, Mai Như Tuyết còn trẻ như vậy liền có thể lên làm Hồ Sơn trấn trưởng trấn, đủ để chứng minh bối cảnh sau lưng của nàng tuyệt không đơn giản. Khổng Tường Sinh cũng nếm thử đi tìm hiểu qua, thế nhưng là lấy năng lực của hắn còn chưa đủ lấy điều tra rõ Mai Như Tuyết bối cảnh. Khổng Tường Sinh trong mắt Mai Như Tuyết chính là một tôn Quan Âm Bồ Tát, chỉ có thể cẩn thận cung cấp, không dám đắc tội, còn phải gìn giữ tương đương khoảng cách, hắn cái này bí thư nên được tương đương không dễ dàng. Mai Như Tuyết nói, Khổng bí thư thấy thế nào? Khổng Tường Sinh nói, hợp đồng này a là trong huyện dẫn đầu, Thạch Lương trấn chính phủ cho bọn hắn ký đến ta lúc ấy còn tại Hoàn Hồ trấn, thật đúng là không rõ ràng cụ thể tình trạng. Mai Như Tuyết nghe được hắn nói bóng gió, tiếp tục nói, hiện tại Trường Hưng bệnh viện phương diện yêu cầu chúng ta phối hợp bọn hắn hoàn thành Nguy Sơn đảo bệnh viện quyền tài sản chuyển nhượng. Khổng Tường Sinh nói, giống như bọn hắn đã khất nợ công nhân viên chức 2 tháng tiền lương a. Mai Như Tuyết nói, vừa rồi bọn hắn đã hứa hẹn, trong 2 ngày sẽ hoàn thành tiền lương cấp cho. Khổng Tường Sinh thói quen đi lấy trên bàn thuốc lá, tay đụng phải hộp thuốc lá, lại nghĩ tới Mai Như Tuyết vẫn còn, ngón tay thuận thế tại hộp thuốc lá bên trên gõ 2 lần, cuối cùng vẫn là không có đem cầm lấy. Hắn tình cảnh hiện tại thật sự là có chút xấu hổ, tựa như hút thuốc, còn phải bận tâm Mai Như Tuyết cảm thụ. Khổng Tường Sinh nói, phát tiền lương không phải bọn hắn vốn là chuyện nên làm sao. Nguy Sơn đảo bệnh viện đến trên tay của bọn hắn, cùng đi qua dễ vốn là không có gì biến hóa, thậm chí so với quá khứ còn không bằng, khiến cho người người oán trách, hiện tại nháo sự đều nháo đến chấn cửa chính phủ tới. Khổng bí thư, kỳ thật cũng không thể nói như vậy, ta nhìn một chút Nguy Sơn đảo bệnh viện những năm này kinh doanh tình trạng, tại Trường Hưng tiếp quản trước đó, bệnh viện đã xuất hiện nghiêm trọng tài chính thiếu hụt, lúc ấy tiền lương liền ngừng phát 3 tháng. Nếu như không phải trong huyện liên hệ Trường Hưng tham gia, đoán chừng Nguy Sơn đảo bệnh viện sống không tới bây giờ. Không có Đông gia còn có Tây gia, không có Lý gia còn có Lưu gia, chúng ta Nguy Sơn đảo tiềm lực phát triển to lớn, liền coi như bọn họ Trường Hưng không đến, một dạng có người tiếp nhận. Khổng Tường Sinh nói chuyện cũng đã có lực lượng. Mai Như Tuyết đã đánh giá ra Khổng Tường Sinh thái độ, hắn hiển nhiên là không tán thành tướng quyền tài sản giao lại cho Trường Hưng, kỳ thật bọn hắn đều rõ ràng. Nguy Sơn đảo bệnh viện vị trí được trời ưu ái, có thể nói chiếm cứ Nguy Sơn đảo tốt nhất hồ vịnh tài nguyên. Nhưng là Thạch Lương trấn cùng Trường Hưng sớm tại 3 năm trước đây liền ký tên quyền tài sản chuyển nhượng hiệp nghị, chỉ cần bệnh viện bình thường vận doanh 3 năm, liền sẽ hiệp trợ làm quyền tài sản thủ tục chuyển nhượng, nếu như bọn hắn đổi ý, như vậy chính phủ công tín lực ở đâu? Huống chi, tại 3 năm trước đây ký tên thời điểm, trong thành phố còn không có sắp mở phát cấp quốc gia nghỉ phép khu kế hoạch đưa vào danh sách quan trọng. Mai Như Tuyết nói, Khổng bí thư coi là Trường Hưng phương diện chúng ta ứng đương như thế nào trả lời. Thạch Lương trấn đều không tồn tại, loại chuyện này chúng ta nói cũng không tính, để bọn hắn đi tìm trong huyện nha. Khổng Tường Sinh thầm nghĩ, Mai Như Tuyết cuối cùng vẫn là tuổi trẻ, ngay cả tham chính cơ bản nhất thái cực thôi thủ cũng không biết, chậm rãi tu luyện đi, thể chế con đường, đường dài còn lắm gian truân. Lúc chạng vạng tối một cỗ Land Rover lái vào Nguy Sơn đảo bệnh viện. Nguy Sơn đảo bản thân không lớn, xe sang trọng có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có mấy chiếc xe mọi người đều biết là ai. Phó Viện trưởng Trương Hải Tân tại Nguy Sơn đảo giao du rộng khắp, nhìn thấy chiếc kia đường hổ tiến vào đại môn, đang cùng Kim Vĩnh Hạo nói chuyện hắn, nhanh như chớp liền nghênh đón.
Ô tô vừa dừng hẳn, cái kia bên cạnh đã chạy đến bên cạnh xe, móc ra bên trái trong túi Thái Sơn Phật Quang. Bình thường hắn áo khoác trắng hai bên túi cắt chứa một hộp khói, bên phải là thường rút Thái Sơn Kim Tướng, bên trái là Thái Sơn Phật Quang, chỉ có gặp được nhân vật trọng yếu thời điểm, hắn mới bỏ được phải đem bên trái khói móc ra. Từ trên xe bước xuống chính là Hiển Hồng Nông Trường quản lý Vương Kim Vũ, Hiển Hồng Nông Trường là Hồ Sơn trấn dựng nên mới nông nghiệp điển hình, Vương Kim Vũ phụ trách cụ thể sự vụ, phía sau đại lão bản là Đông Nghiễm Sinh. Hiện tại Đông Nghiễm Sinh đã rất ít tại trường hợp công khai lộ diện, trên cơ bản đều là Vương Kim Vũ ra mặt làm việc. Vương quản lý, ngày hôm nay làm sao đại giá quang lâm? Trương Hải Tân cười rạng rỡ, liên tục không ngừng rút ra một điếu thuốc đưa tới. Vương Kim Vũ cũng không có đón hắn thuốc lá, nâng tay phải lên biểu thị mình hai ngày này cuống họng không thoải mái, không thể hút thuốc. Trương Hải Tân nói, cuống họng không thoải mái à, ta cho ngươi tìm người chuyên gia nhìn xem, chúng ta đây đều là Trường Hưng chuyên gia của bệnh viện. Vương Kim Vũ lạnh nhạt cười nói, cảm ơn, ta hôm nay tới là nghĩ tìm người. Ai vậy? Trường Hưng bệnh viện Hứa Thuần Lương chủ nhiệm. Trương Hải Tân sửng sốt một chút, bằng hữu của ngươi à. Vương Kim Vũ chê hắn hỏi quá nhiều, không có trả lời, kỳ thật hắn có Hứa Thuần Lương điện thoại, nhưng về sau ngẫm lại vẫn là không cần thiết gọi cú điện thoại này, tự mình đến một chuyến mới có thể biểu đạt thành ý, dù sao cũng là đại lão bản an bài. Trương Hải Tân nhìn ra hắn không vui, cười nói, tại a, Hứa chủ nhiệm ngay tại bệnh viện chúng ta, hôm qua vừa qua khỏi đến chất khống kiểm tra. Vương Kim Vũ nói, người đâu? Lúc này hẳn là tại ký túc xá nghỉ ngơi, ta mang ngài đi qua. Trương Hải Tân mang theo Vương Kim Vũ đi vào Hứa Thuần Lương ở đến địa phương. Hứa Thuần Lương chính trong phòng đọc sách, nghe được tiếng đập cửa, mở cửa phòng, Trương Hải Tân tuét miệng vui tươi hớn hở vào, Hứa chủ nhiệm, ngài nhìn ta đem ai cho mang đến. Hắn coi là Vương Kim Vũ là Hứa Thuần Lương lão bằng hữu. Nhưng Hứa Thuần Lương căn bản liền không biết Vương Kim Vũ. Vương Kim Vũ đối Hứa Thuần Lương rõ ràng muốn so đối Trương Hải Tân nhiệt tình được nhiều, vươn tay ra, Hứa chủ nhiệm. Ngài tốt, ta là Hiển Hồng Nông Trường Vương Kim Vũ chúng ta tu tổng để cho ta tới đón ngài, đi Hiển Hồng Nông Trường làm khách. Trương Hải Tân một bên nghe, trong lòng khẽ giật mình, Đông Nghiễm Sinh thế nhưng là bọn hắn Nguy Sơn Đảo nhân vật truyền kỳ, người này là sinh trưởng ở địa phương Nguy Sơn Đảo người, 17 hàng năm ngũ, tham gia qua thế kỷ trước những năm 80 giả núi, người Âm Sơn, 8 dặm Hà Đông Sơn chiến dịch, đã từng lẻ loi một mình xâm nhập địch hậu, đánh chết 9 tên quân địch toàn thân trở ra. Vinh lập nhị đẳng công sau chuyển nghề tới chỗ xử lý dân chính công việc, nhưng bởi vì tính tình nóng nảy không quen nhìn bên trong thể chế các loại quái tướng, giận dữ từ chức xuống biển. Cuối những năm 80 độc thân xuôi nam tiến về lớn vịnh khu lập nghiệp, trải qua mấy lần chìm nổi cuối cùng cửa hàng có chỗ thu hoạch, tin vào người khác khuyên nhủ bắt đầu chơi kỳ hạn giao hàng, lại gặp phải 97 năm khủng hoảng tài chính, bồi thường cái mất cả chì lẫn chài, còn thiếu đặt mông nợ, lão bà mang theo hài tử cùng người chạy. Đổi thành người bình thường chỉ sợ ngay cả tâm muốn chết đều có, nhưng Đông Nghiễm Sinh là đi lên chiến trường người, trải qua máu và lửa tẩy lễ, tại dưới tình huống đó vẫn là cắn răng kiên trì xuống tới, lợi dụng từ chiến hữu nơi đó mượn tới tiền mua chiếc lớn hàng chạy lên vận chuyển, quả thực là dựa vào chịu khổ nhọc, dám đánh dám liều, một lần nữa bỏ lên. Tiến vào thế kỷ 21, hắn đã trả sạch tất cả thiếu nợ, mà lại có được mình vận chuyển hàng hóa đội xe. Đông Nghiễm Sinh vô cùng có ái tâm. 08 năm xuyên Tây địa chấn thời điểm, đoàn xe của hắn di xảo liền ngay tại chỗ, Đông Nghiễm Sinh xuất lĩnh đội xe chỗ có thành viên gia nhập chống thiên tai tiền tuyến, trợ giúp vận chuyển vật tư, cứu giúp gặp tai họa quần chúng, cũng là tại lần kia cứu tế quá trình bên trong, Đông Nghiễm Sinh vô ý bị đổ sụp phòng ốc nện tổn thương, chân trái từ dưới đầu gối cắt. Đông Nghiễm Sinh lúc đầu tin tưởng Trung Y, tin vào nơi đó một vị lão Trung Y đề nghị, khai thác Trung Y trị liệu, cự tuyệt lập tức giải phẫu. Kết quả chậm trễ tốt nhất giải phẫu thời gian, cuối cùng dẫn đến cắt, cũng là bởi vì việc này, hắn đối bên trong Tây Y thái độ tới cái lớn đảo ngược, hiện tại đối Trung Y cực độ bài xích. 10 năm trước Đông Nghiễm Sinh về già gia thành dựng lên Hiển Hồng Nông Trường, an tâm làm nông trường hủ. Dân bản xứ đều cho rằng Đông Nghiễm Sinh là Nguy Sơn huyện nhà giàu nhất, tại Nguy Sơn đảo nơi đó, Đông Nghiễm Sinh càng là tiếp cận thần thoại tồn tại. Hứa Thuần Lương tới đây trước đó. Cao Tân Hoa liền cho hắn chiến hữu Đông Nghiễm Sinh phương thức liên lạc, để hắn sau khi tới chủ động liên lạc một chút Đông Nghiễm Sinh. Hứa Thuần Lương mặc dù ở ngay trước mặt hắn đáp ứng, nhưng cũng không định liên hệ, dù sao hắn tới đây là vì công việc, cũng không phải tìm thân thăm bạn, coi như gặp được phiền phức, mình cũng có năng lực giải quyết.
bây giờ người ta chủ động phái người qua tới mời, nếu như cự tuyệt sẽ không tốt, Hứa Thuần Lương đoán được khẳng định là Cao Tân Hoa lại gọi điện thoại, lão Cao đối mình đích thật không tệ. Hứa Thuần Lương nói cho Vương Kim Vũ mình còn không có tan tầm. Vương Kim Vũ biểu thị mình có thể chờ. Hứa Thuần Lương cũng không tiện để người ta đợi lâu, đi cùng Nghiêm Hồi Ý lên tiếng chào hỏi, Nghiêm Hồi Ý căn dặn hắn ra ngoài ít uống rượu, mặc dù bọn hắn hôm qua mới đến, thế nhưng là đã đắc tội không ít người, mọi thứ vẫn là cẩn thận mới là tốt. Hứa Thuần Lương đi theo Vương Kim Vũ lên xe. Trương Hải Tân đem Vương Kim Vũ mang tới, đưa mắt nhìn hai người rời đi, có chút hiếu kỳ hỏi Nghiêm Hồi Ý, Nghiêm viện trưởng, cái này tiểu Hứa là lai lịch gì? Nghiêm Hồi Ý nói, không có lai lịch gì a. Hắn thế mà nhận biết Hiển Hồng Nông Trường Đông Tổng. Đông Tổng người nào, rất lợi hại phải không? Trương Hải Tân nhìn Nghiêm Hồi Ý một chút, trong lòng tự nhủ con hàng này cái gì cũng đều không hiểu, cũng không biết làm sao lăn lộn đến phó viện trưởng. Vương Kim Vũ lái xe tại Mấp Mô nói lái trên đường, chạy qua Hồ Sơn trấn chính phủ thời điểm, Hứa Thuần Lương vô ý thức hướng bên trong nhìn thoáng qua, Vương Tổng, Hồ Sơn trấn chính phủ thành lập bao lâu? Vương Kim Vũ cười uốn nắn, để hắn đừng kêu Vương Tổng, hai người vừa mới tự qua tuổi tác, chủ Kim Võ năm nay 28, so Hứa Thuần Lương lớn 6 tuổi, tiếng kêu Vương ca là được. Hứa Thuần Lương cũng không khách khí, nhẹ gật đầu, kêu một tiếng Vương ca. Vương Kim Vũ nói cho hắn biết, Hồ Sơn trấn chính phủ là năm nay mới thành lập. Trước trước sau sau tính lên đến còn không đến nửa năm, là tại quá khứ Thạch Lương trấn cùng Hoàn Hồ trấn trên cơ sở hợp giếng mà thành, Nguy Sơn huyện chính phủ tướng hai hợp hai làm một, cũng là vì tăng lên quản lý hiệu suất, phòng ngừa tương hỗ cãi cọ. Ra trong trấn, tiến lên một cây số tả hữu, quẹo vào xuôi theo hồ con đường trở nên rộng lớn, con đường này thông hướng Hiển Hồng Nông Trường, là một đầu song làn xe nhựa đường đường cái, Hứa Thuần Lương hơi kinh ngạc. Làm sao trong trấn con đường rách tung tóe, nơi này con đường lại như thế vuông vức. Vương Kim Vũ nói cho hắn biết trong xe có nước, để hắn bạch đã cầm. Hứa Thuần Lương vặn mở một chai nước khoáng, phát hiện phía trên nhãn hiệu gọi Quân Dân Suối, nhìn một chút nơi sản sinh, chính là Nguy Sơn đảo Hiển Hồng nước nhà máy, Vương ca, nước này là các ngươi sản xuất. Vương Kim Vũ cười nói, đúng vậy à, chúng ta áp dụng Thạch Lương Sơn bên trên nước suối tầng sâu loại bỏ gia công mà thành. Phẩm chất không thể so với nông phu sơn tuyền chênh lệch. Ta tại Đông Châu chưa thấy qua cái này tấm bảng. Hứa Thuần Lương uống một ngụm cảm giác nước chất không tệ, lộ ra ngọt. Vương Kim Vũ nói, trước mắt nước nhà máy quy mô không lớn, cơ bản đều là cung ứng bản địa. Ta cái này nước A, pha trà đặc biệt tốt uống, quay đầu ta sắp xếp người cho ngươi đưa mấy dương đi qua. Hứa Thuần Lương cười nói, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, nhưng không có tìm ngươi muốn nước ý tứ. Đường lên xe cộ rất ít, ngẫu nhiên nhìn thấy, cũng trên cơ bản đều là Hiển Hồng Nông Trường xe. Hiển Hồng Nông Trường tại Nguy Sơn đảo Đông Bắc, kỳ thật nơi này chỉ là tổng bộ sở tại địa, ở trên đảo lấy nuôi dưỡng nghiệp làm chủ, bọn hắn nhận thầu lớn mảnh thổ địa trên cơ bản đều tại Nguy Sơn hồ ven bờ, tập trung ở cổ tuyền trấn phụ cận. Phía trước đã tiến vào Hiển Hồng Nông Trường phạm vi, nhìn thấy nông trường trên bến tàu đỗ du thuyền Hứa Thuần Lương hôm qua tới thời điểm liền gặp được qua. Nguyên lai Hiển Đỏ Nông Trường có được đơn độc bến tàu, bởi vậy có thể thấy được Đông Nghiễm Sinh ngay tại chỗ có được thực lực hùng hậu. Trong nông trại có cua hồ trại chăn nuôi, tôm cá trại chăn nuôi, toàn bộ đều đã là quy mô hóa sinh sinh, có không ít nuôi dưỡng công nhân chính đang bận rộn, hơn phân nửa đều là một ít lão nhân. Con đường tại bến tàu xử lý vì hai đầu, Vương Kim Vũ lái xe lái vào bên trái một đầu, cỗ xe bắt đầu lên dốc, sau 5 phút đã tới mục đích. Nơi này có một tòa 2 tầng lầu nhỏ. Là Đông Nghiễm Sinh ở trên đảo ở lại cùng chiêu đãi khách nhân địa phương. Hứa Thuần Lương còn không có xuống xe liền thấy một vị mặc đỏ áo lót, lục sắc quần lính trung niên nhân từ tiểu lâu bên trong đi ra, hắn thân cao 1m8 số không tả hữu, màu da đen, đi trên đường có chút rất nhỏ chân thọt, hắn chính là Hiển Hồng Nông Trường chủ nhân Đông Nghiễm Sinh. Nếu như không phải sự tình biết tiên tri thân phận của hắn, Hứa Thuần Lương tám thành sẽ cho là hắn chính là cái nơi đó dân chúng bình thường. Hứa Thuần Lương bước nhanh tới, chủ động hướng hắn vươn tay ra tu thúc, ngài tốt, ta là Hứa Thuần Lương. Sở dĩ xưng hô như vậy, là Cao Tân Hoa yêu cầu, cũng dễ dàng cho rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. Đông Nghiễm Sinh tính cách sáng sủa, nắm chặt Hứa Thuần Lương tay, tay của hắn thô ráp đến như là trong gió thu ra bị nẻ vỏ cây già, khổng vũ hữu lực, một bên lung lay vừa nói, tiểu tử ngươi tới cũng không chủ động điện thoại cho ta, lão Cao bên kia đều oán trách ta đãi khách không chu toàn. Hứa Thuần Lương nói,
Đông thúc, ta vốn định trước tiên đem bệnh viện an bài công việc tốt lại tới bái phỏng, là ta mất cấp bậc lễ nghĩa, không có ý tứ a. Đông Nghiễm Sinh buông ra Hứa Thuần Lương tay, vỗ vỗ bờ vai của hắn, Hứa Thuần Lương cũng không phải tay không tới, trước khi tới đây hắn đã làm tốt các mặt chuẩn bị, đặc biệt từ chuẩn bị hai bình đông trùng hạ thảo, nếu như hắn không đến, liền mang về, tới cũng sẽ không thất lễ. Đông thúc, ta tới vội vàng cũng không cho ngài mang cái gì lễ vật, hai bình này trùng thảo không thành kinh ý. Đông Nghiễm Sinh nhìn thấy hắn đưa cho mình trùng thảo, cảm thán nói, cái này nhưng là đồ tốt a. Mặc dù từ đáy lòng không tin trùng thảo công hiệu thần kỳ, nhưng là hắn cũng không có cự tuyệt, đem Hứa Thuần Lương mời tiến gian phòng bên trong ngồi. Vương Kim Vũ cùng theo vào, hỏi thăm Đông Nghiễm Sinh mấy điểm ăn cơm. Đông Nghiễm Sinh nhìn xuống thời gian, như thế đại lão bản trên tay thế mà mang đến vẫn là khối phương đông bài đồng hồ, hắn đem thời gian ăn cơm định tại sau một tiếng. Đông Nghiễm Sinh mặc dù ăn mặc tùy ý, nhưng là đang uống trà bên trên có chút giảng cứu. Uống đến là thượng hạng quen phổ, pha trà thủ pháp cũng là tương đương thành thạo. Hứa Thuần Lương nhấp một hớp phổ nhị. Đông Nghiễm Sinh nói, có thể uống quen sao? Hứa Thuần Lương gật đầu nói, được, ta cái gì trà đều có thể uống, nhưng là đang uống trà phương diện là cái ngoài nghề. Đông Nghiễm Sinh cười nói, ta cũng là ngoài nghề, năm đó đánh trận thời điểm cùng chiến hữu học xong uống trà, lúc ấy phổ nhị cũng chính là dân bản xứ uống, cái nào giống bây giờ xào đến loạn thất bát tao. Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua phổ nhị nơi sản sinh, phát hiện xuất phẩm thương cũng là Hiển Hồng nông trường, cảm thấy kinh ngạc nói, Đông Thúc, ngài nơi này còn ra sinh phổ nhị trà. Cái này có chút phá vỡ hắn địa lý thưởng thức. Đông Nghiễm Sinh cười ha ha, làm sao có thể a? Chúng ta vùng này khí hậu không thích hợp, cũng không có cây trà, ta tại Điền Tây có cái trà nhà máy, chuyện này nói rất dài dòng a. Đông Nghiễm Sinh nhấp một ngụm trà, lâm vào đối chuyện cũ hồi ức bên trong. Hắn uống phổ nhị là bởi vì năm đó có vị Điền Tây chiến hữu, liền là theo chân vị kia chiến hữu học xong uống trà, bọn hắn cộng đồng kinh lịch già núi, người Âm Sơn chiến dịch, về sau vị kia hiếu chiến bạn hy sinh tại tám dặm Hà Đông núi trong chiến dịch. Đông Nghiễm Sinh nói cho Hứa Thuần Lương, chiến hữu là vì bảo hộ hắn mới hy sinh, sau khi chiến đấu kết thúc, chiến hữu bị chôn ngay tại chỗ, hắn đi chiến hữu quê hương, gặp được bởi vì tưởng niệm nhi tử mà khóc mù hai mắt mẫu thân, gặp được chiến hữu đệ đệ muội muội, cũng nhìn được chiến hữu nhớ mãi không quên quê hương vườn trà. Lại về sau Đông Nghiễm Sinh đi làm nhận thầu vườn trà, xây dựng trà nhà máy, hoàn thành chiến hữu tâm nguyện. Mặc dù Đông Nghiễm Sinh cũng không nói rõ chi tiết, Hứa Thuần Lương cũng có thể đoán được, hắn nhất định gánh chịu chiếu cố chiến hữu người nhà trách nhiệm. Đông Nghiễm Sinh trò chuyện khởi hắn cùng Cao Tân Hoa nhận biết trải qua. Hai người là tại người Âm Sơn trong chiến dịch nhận biết, bọn hắn không phải một cái liên đội. Nhưng là đều đến từ cùng một nơi, lúc ấy ai cũng không biết mình là không là có thể còn sống trở về. Chiến đấu đánh xong, đám quân nhân này phần lớn đứng trước chuyển nghề, mọi người lại gặp đến cùng một chỗ, Cao Tân Hoa đi bệnh viện, Đông Nghiễm Sinh thì bị phân đến cục dân chính, Cao Tân Hoa tính tình tương đối trầm ổn, một mực làm đến bây giờ. Đông Nghiễm Sinh chịu không được ước thúc, làm không đến một năm liền từ chức. Hứa Thuần Lương nhắc lên tại Nam Giang thấy qua Chiêm Ái Hoa. Đông Nghiễm Sinh nói, đều là chiến hữu, hai người bọn hắn một cái liên đội, cái này Chiêm Ái Hoa cũng là một đầu mãnh tướng. Lúc này Vương Kim Vũ đi đến, Đông Nghiễm Sinh đối với hắn đánh gãy bọn hắn nói chuyện có chút không vui, lại có chuyện gì a? Vương Kim Vũ cười cười, không có có việc gấp đương nhiên sẽ không quấy rầy bọn hắn, vừa mới Hồ Sơn trấn chính phủ liên hệ hắn, nói có vị trọng yếu nhà đầu tư đưa ra tới tham quan Hiển Hồng nông trường, chuyện này vốn không tại kế hoạch bên trong. Cho nên trong trấn khẩn cấp cùng hắn liên hệ, hy vọng bọn họ có thể an bài một chút. Đông Nghiễm Sinh nói, trọng yếu bao nhiêu a? Đều không nói trước một tiếng, ta cái này còn có khách đâu. Hứa Thuần Lương nói, Đông Thúc, ngài bận rộn chính sự quan trọng, ta bên này làm sao đều dễ nói. Đông Nghiễm Sinh để Vương Kim Vũ thay hắn đi tiếp đãi, Vương Kim Vũ dở khóc dở cười nói, lần này thật đúng là đến ngài tự mình ra mặt, Khổng bí thư đặc địa bàn giao muốn gặp ngài. Hắn cho ngài gọi điện thoại, ngài điện thoại tắt máy. Đông Nghiễm Sinh phàn nàn nói, hắn sự tình nhưng thật không ít, một tháng không có qua, năm nhóm người tới đi thăm, ta bên này có gì có thể tham quan. Vương Kim Vũ cười nói, vậy ta an bài du thuyền chuẩn bị một chút. Đều thời gian này, khách người tham quan xong tổng không có thể khiến người ta lập tức đi ngay, khẳng định phải sắp xếp người nhà ăn cơm, đừng nhìn Hồ Sơn trấn cấp bậc không cao. Nhưng là bọn hắn dù sao tại trên địa bàn của người ta kinh doanh, nhất định phải cho mấy phần mặt mũi.
Đông Nghiễm Sinh đối loại chuyện này bình thường đều rất sung sướng, chân chính để hắn phản cảm chính là Khổng Tường Sinh mỗi lần cũng phải làm cho hắn ra mặt, giống như chỉ có hắn tự mình tiếp đãi mới đủ mặt mũi. Lúc 5 giờ rưỡi, một cỗ Toyota Coaster lái vào Hiển Hồng nông trường. Kỳ thật chiếc này Toyota Coaster cũng là Đông Nghiễm Sinh, gần nhất đến đây Nguy Sơn đảo tham quan khảo sát nhà đầu tư nối liền không dứt, bí thư Khổng Tường Sinh ra mặt tìm bọn hắn cho mượn chiếc xe này lâm thời nhét bên ngoài, cố lên bảo dưỡng từ trong trấn phụ trách. Đông Nghiễm Sinh nghe nói người nhanh đến, để Vương Kim Vũ lái xe đem hắn cùng Hứa Thuần Lương dẫn tới bến tàu. Hắn cũng không có đem Hứa Thuần Lương xem như ngoại nhân, nói cho Hứa Thuần Lương, hôm nay không tính, hôm nào hắn lại chuyên môn an bài một trận, để Hứa Thuần Lương đem đồng nghiệp của hắn đều mang đến, cùng một chỗ ngồi du thuyền ngắm cảnh. Toyota Coaster đi vào bến tàu dừng lại, từ trên xe lục tục đi xuống 7 người, Hứa Thuần Lương xa xa liền nhận ra Mai Như Tuyết, kỳ thật nghe được trong trấn muốn tới người tham quan thời điểm, liền nghĩ đến nàng có thể sẽ tới. Bí thư Khổng Tường Sinh mặt mày hớn hở, vừa xuống xe liền khua tay nói, Đông Tổng. Đông Nghiễm Sinh cười nghênh đón tiếp lấy cùng hắn nắm tay, Khổng Tường Sinh tướng hôm nay tới tham quan quý khách giới thiệu cho hắn, vị này là Đại Hằng Tập đoàn Giang Bắc sự nghiệp bộ người phụ trách Trương Tổng. Đại Hằng Tập đoàn là trong nước thập đại phòng xí một trong, những năm gần đây chuyên chú vào văn ữ hạng mục, lần này tới chính là vì thực địa khảo sát, những này nhà đầu tư đối các nơi phát triển chính sách đều dị thường mẫn cảm, có chút gió thổi cỏ lay, lập tức nghe tin lập tức hành động. Đại Hằng Tập đoàn Giang Bắc sự nghiệp bộ người phụ trách đưa tay vươn hướng Đông Nghiễm Sinh, ta là Trương Hằng Dương, kính đã lâu Đông Tổng đại danh. Đông Nghiễm Sinh cười nói, ta chính là cái trồng trọt, có cái gì đại danh. Mai Như Tuyết hướng Đông Nghiễm Sinh cười cười, Đông Tổng tốt. Đông Nghiễm Sinh nói, Mai Trấn Trưởng, Khổng Bí Thư, hôm nay hai vị đại lãnh đạo tự mình cùng đi, có thể thấy được đối với chúng ta Trương Tổng hoan nghênh a. Hắn nhìn như một cái đại lão thô, nhưng tại trên thương trường sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, trải qua mấy lần chìm nổi, lịch duyệt tuyệt không phải người bình thường có thể bằng. Trương Hằng Dương khiêm tốn nói, nâng đỡ, nâng đỡ. Đông Nghiễm Sinh đem Hứa Thuần Lương giới thiệu cho bọn hắn, vị này là cháu ta Hứa Thuần Lương. Nói như vậy loại trường hợp này người tiến cử đều sẽ từ xã hội thân phận bắt đầu, nhưng là Đông Nghiễm Sinh cho rằng Hứa Thuần Lương bản chức công việc không cách nào gây nên những người này coi trọng, cho nên mới nói hắn là cháu của mình, để tất cả mọi người cho rằng Hứa Thuần Lương là hắn người một nhà, cũng tồn tại cho Hứa Thuần Lương nhất thân phận ý tứ. Khổng Tường Sinh hướng Hứa Thuần Lương gật đầu ra hiệu, Trương Hằng Dương cũng là như thế. Cũng không phải là xem thường Hứa Thuần Lương, bởi vì bọn hắn cho rằng Hứa Thuần Lương là vãn bối, hẳn là trước chủ động cùng bọn hắn nắm tay, xã giao trường hợp lễ nghi phi thường trọng yếu. Hứa Thuần Lương hết lần này tới lần khác hướng Mai Như Tuyết đi tới, hướng nàng vươn tay, Mai Trấn Trưởng, chúng ta lại gặp mặt. Mai Như Tuyết gương mặt xinh đẹp nóng lên, con hàng này hát phải là cái nào một màn. Nhiều người như vậy, hết lần này tới lần khác tìm tới ta. Muốn nắm tay người cũng nên trước cùng Khổng Bí Thư nắm tay. Nhưng khi nhiều người như vậy, Mai Như Tuyết cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể vươn tay ra, cùng hắn nắm chặt lại. Khổng Tường Sinh có chút hiếu kỳ nói, nguyên lai các ngươi đã sớm nhận biết. Hứa Thuần Lương ăn ngay nói thật, hôm nay mới quen. Lời này ngoại trừ Mai Như Tuyết không ai tin tưởng, Mai Như Tuyết nắm tay từ Hứa Thuần Lương đại thủ bên trong rút ra, cũng không có giải thích. Hôm nay loại trường hợp này giống như không thích hợp lộ ra Hứa Thuần Lương chức nghiệp thân phận. Đông Nghiễm Sinh mang theo mọi người đơn giản đi thăm một chút, Hứa Thuần Lương cố ý rơi ở phía sau cùng Mai Như Tuyết đi cùng nhau. Mai Như Tuyết ý vị thâm trường nói, thật đúng là nhân sinh nơi nào không gặp lại a. Mai Trấn Trưởng nên không phải cho là ta chuyên môn ở chỗ này chờ ngươi đi. Mai Như Tuyết đương nhiên sẽ không như thế nhìn, dù sao hôm nay là bọn hắn chủ động tới. Mai Như Tuyết đối với hắn và Đông Nghiễm Sinh quan hệ có chút hiếu kỳ, Đông Tổng là thúc thúc của ngươi. Một cái họ Đông, một cái họ Hứa, khẳng định không phải ruột thịt. Hứa Thuần Lương nói, xem như thế đi, vị kia Khổng Bí Thư có hơn 50 a. Mai Như Tuyết nhìn không được cười nói, 46. Bất quá Khổng Tường Sinh hoàn toàn chính xác trông có vẻ già. Người bao lớn, Mai Như Tuyết lúc này mới ý thức được người này trước mặt nói chỉ là làm nền. Thật muốn biết, có thể đi chính phủ lưới đứng lên trên cha, chúng ta có công kỳ. Hứa Thuần Lương nói, cảm giác hai ta không sai biệt lắm, ta 22. Mai Như Tuyết thầm mắng một tiếng giảo hoạt, nàng so Hứa Thuần Lương lớn hơn một tuổi, lúc này phía trước Khổng Tường Sinh gọi nàng,
nàng thừa cơ thoát khỏi Hứa Thuần Lương. Vương Kim Vũ cùng Hứa Thuần Lương tiến tới cùng nhau, ý vị thâm trường hướng hắn cười cười, hắn thấy tiểu tử này để mắt tới mỹ nữ trưởng trấn, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, nam nhân bình thường nào có không thích mỹ nữ, nhất là Mai Như Tuyết loại này hại nước hại dân đại mỹ nữ, chỉ bất quá lấy Mai Như Tuyết điều kiện, tầm mắt khẳng định rất cao. Vương Kim Vũ thấp giọng nhắc nhở, người trẻ tuổi không cần phải sợ thất bại, lá gan muốn lớn một chút, bước chân nhanh hơn chút nữa. Hứa Thuần Lương nhìn không được bật cười, nhìn đến hành vi của mình bị hắn hiểu lầm. Khảo sát tổng cộng kéo dài chừng nửa canh giờ, Đồng Nghiễm Sinh mời mọi người leo lên du thuyền, chiếc này du thuyền chủ yếu vẫn là vì biểu hiện ra xí nghiệp hình tượng, Đồng Nghiễm Sinh bản nhân cũng không thích ngồi thuyền, mà lại thật muốn chơi du thuyền người cũng không sẽ chọn trong hồ. Đối nơi đó tới nói, chiếc này du thuyền đã là phi thường xa hoa. Khổng Tường Sinh bồi tiếp Trương Hằng Dương chậm rãi mà nói, chủ yếu trò chuyện đều là Nguy Sơn đảo tương lai khai phát quy hoạch, Mai Như Tuyết phát hiện trong đám người đã không có Hứa Thuần Lương, tả hữu tìm một chút. Điện thoại di động của nàng vang lên một chút, cầm lấy xem xét, lại là một đầu đến từ Hứa Thuần Lương tin tức, ta tại ngươi phía trên. Mai Hư Tuyết ngẩng đầu, nhìn thấy Hứa Thuần Lương tại tầng 2 bong tàu bên trên hướng nàng cười phất phất tay. Mai Như Tuyết có chút lắc đầu bất đắc dĩ, đôi mắt đẹp nhìn về phía phương xa mặt hồ. Trời chiều chính một chút xíu rơi xuống dưới, tướng bầu trời cùng mặt hồ nhuộm thành đỏ rực một mảnh, nhìn tựa như là giấy lên một mảnh lửa, đương trời chiều hoàn toàn chìm vào trong nước, bầu trời liền biến thành màu tím nhạt, mặt nước bắt đầu phát lam, theo thời gian trôi qua, sắc thái đang nhanh chóng làm sâu sắc, cuối cùng thống nhất thành tĩnh mịch lam. Vương Kim Vũ thông chi mọi người tiệc tối đã chuẩn bị xong, mời các vị ngồi vào vị trí. Mai Như Tuyết đắm chìm trong cái này mỹ lệ giữa trời chiều, nàng còn muốn lưu thêm một hồi, Hứa Thuần Lương chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh nàng, mỹ lệ đồ vật đều là ngắn ngủi. Mai Như Tuyết nói, trên đời này vốn không có lưỡng toàn tề mỹ sự tình. Hứa Thuần Lương nói, mỗi ngày xã giao những này công vụ ngươi không phiền sao. Mai Như Tuyết nở nụ cười của nàng sáng tỏ như ánh sáng, đốt sáng lên cái này nồng đậm hoàng hôn, bất kỳ công việc gì đều muốn có người làm. Nguy Sơn đảo thật muốn kiến thiết cấp quốc gia nghỉ phép khu. Trong thành phố có kế hoạch này, đầu tháng sau liền sẽ quan tuyên, chuyện này đã không tính là bí mật gì, chính là bởi vì việc này, Nguy Sơn đảo bệnh viện quyền tài sản vấn đề mới trở nên không xác định. Mai Như Tuyết không biết phải làm thế nào hướng Hứa Thuần Lương giải thích, Khổng Tường Sinh thái độ phi thường minh xác, Hồ Sơn Trấn không sẽ phối hợp Trường Hưng, hắn cho rằng lúc trước dẫn vào Trường Hưng tiếp quản Nguy Sơn đảo bệnh viện chính là một sai lầm. Hứa Thuần Lương nói, hiện tại Hồ Sơn Trấn muốn gánh chịu đi qua Hoàn Hồ Trấn cùng Thạch Lương Trấn chỗ có công việc cùng nghĩa vụ, Mai Trấn trưởng gánh nặng đường xa. Mai Như Tuyết nghe ra hắn nói bóng gió, nói khẽ, ta tại Khổng Bí Thư chỉ đạo dưới làm việc. Bệnh viện quyền tài sản sự tình Khổng Bí Thư biết không? Mai Như Tuyết nói, biết, nhưng chuyện này thuộc về lịch sử còn sót lại vấn đề, muốn có được giải quyết triệt để, tốt nhất vẫn là từ huyện lãnh đạo ra mặt minh xác một chút. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, Triệu Phi Dương lo lắng quả nhiên không phải dư thừa, đủ loại dấu hiệu cho thấy Hồ Sơn Trấn chính phủ không sẽ phối hợp bọn hắn hoàn thành quyền tài sản thay đổi thủ tục. Kỳ thật căn cứ năm đó hiệp nghị, chỉ cần Trấn chính phủ nguyện ý phối hợp, Nguy Sơn đảo bệnh viện quyền tài sản thay đổi liền không tồn tại vấn đề gì. Mai Trấn trưởng, ta nghe nói Hồ Sơn Trấn thừa nhận sát nhập trước hai Trấn tất cả chính thức văn kiện hòa hợp hẹn. Mai Như Tuyết cẩn thận hồi đáp, tự nhiên là thừa nhận. Nhưng là cụ thể áp dụng quá trình bên trong cần một vài thủ tục, chuyện của các ngươi ban đầu là Đông Châu chính phủ thành phố dẫn đầu, Nguy Sơn huyện chính phủ bắc cầu, cho nên muốn lấy được giải quyết triệt để, nhất định phải từ căn nguyên bên trên tìm lên. Nàng cảm giác có chút lực lượng không đủ, dù sao nàng là tại qua loa Hứa Thuần Lương. Khổng Bí Thư cách làm mặc dù nàng không tán đồng, nhưng là nàng cũng thừa nhận, lúc trước cùng Trường Hưng hiệp ước nơi đó chính phủ nhường lợi quá nhiều, nhất là tại trước mắt chính sách hoàn cảnh dưới. Nguy Sơn đảo thổ giá trị rất nhanh sẽ nghênh tới một cái tăng vọt kỳ. Vương Kim Vũ tới chào hỏi bọn hắn đi vào, khách nhân khác đều đã nhập tọa. Bí thư Khổng Tường Sinh ngồi thủ tọa, lúc đầu hắn cùng Trương Hằng Dương khách khí một phen, nhưng Trương Hằng Dương vô luận như thế nào là không dám ngồi ở vị trí này. Mặc dù hắn từ thực chất bên trong không nhìn chúng những này cơ sở quan viên, nhưng là vì về sau hợp tác, hắn nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng. Mà lại hôm nay làm chủ chính là Đông Nghiễm Sinh, Hiền Hồng Nông Trường mặc dù chỉ là một chỗ xí nghiệp, nhưng là Đông Nghiễm Sinh truyền kỳ cố sự Trương Hằng Dương là sớm có nghe thấy. Nơi đó có cái truyền ngôn,
tại Nguy Sơn huyện không có Đông Nghiễm Sinh không giải quyết được phiền phức, người này không nhưng khi địa chính phủ mua chướng, mà lại thâm thụ dân chúng ủng hộ. Đến Hiển Hồng nông trường tham quan chính là Trương Hằng Dương chủ động nói lên, Đại Hằng tập đoàn mặc dù sản nghiệp đông đảo, đọc lướt qua rộng khắp, nhưng trong đó cũng không nông nghiệp nuôi dưỡng cái này một hạng. Trương Hằng Dương tới mục đích đúng là muốn kết bạn Đông Nghiễm Sinh. Cũng biểu hiện ra tương đương thành ý, lúc này liền xuống đơn Hiển Hồng nông trường gạo, hoa màu, trứng vịt muối, con cua, mặt ngoài là vì công ty phúc lợi, nhưng trên thực tế là hướng Đông Nghiễm Sinh lấy lòng. Thức ăn đều là bản xứ đặc sản, lấy tôm cá làm chủ, còn có đầy hoàng cua hồ, rượu dùng đến là Hiển Hồng nông trường định chế tương hương rượu, đều là từ Mao Đài trấn định chế, nghe nói phẩm chất nhưng so sánh Mao Đài. Đông Nghiễm Sinh đề nghị vẫn là Khổng Tường Sinh ngồi thủ vị, Trương Hằng Dương ngồi bên phải tay, mình ngồi ở tay trái, hắn chào hỏi Hứa Thuần Lương tại bên cạnh mình ngồi xuống. Khổng Tường Sinh an bài Mai Như Tuyết đi Trương Hằng Dương bên người ngồi, lúc đầu cái này an bài không có gì, Trương Hằng Dương là chủ khách, bí thư cùng trưởng trấn một người một bên rõ rệt long trọng. Nhưng Mai Như Tuyết lại cười biểu thị mình ngồi ở Hứa Thuần Lương bên người là được, để Vương Kim Vũ cùng đi Trương Hằng Dương, những nhân viên khác theo thứ tự nhập tọa. Khổng Tường Sinh mời Đông Nghiễm Sinh trước nói hai câu, Đông Nghiễm Sinh cười khiêm nhượng nói, nâng cốc chúc mừng từ đương nhiên muốn bí thư tới trước, những người khác cũng đi theo phù hợp. Khổng Tường Sinh được mặt mũi, hồng quang đầy mặt bưng ly rượu lên nói, hôm nay chúng ta gặp nhau tại phong cảnh Tú Mỹ Nguy Sơn trên hồ, đầu tiên ta đại biểu Hồ Sơn Trấn ban lãnh đạo, Hồ Sơn Trấn chính phủ đối Đại Hằng tập đoàn khảo sát đoàn đội đến biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Đám người cùng một chỗ vỗ tay. Cầu chúc Đại Hằng tập đoàn khảo sát có thể thu hoạch được viên mãn thành công, hy vọng chúng ta có thể thuận lợi đạt thành hợp tác, dắt tay vì Nguy Sơn đảo phát triển cống hiến lực lượng, vì nước ta ầm ầm sóng dậy cải cách sự nghiệp góp một viên gạch. Đám người lần nữa vỗ tay, Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ con hàng này lời nói giống tuếch, bộ này nâng cốc chúc mừng từ đoán chừng luyện vô số lần cũng nói vô số lần, chỉ cần đem từ mấu chốt thay thế một chút là được rồi, bất quá quen tay hay việc, nói đến ngược lại là lưu loát. Sau đó ta còn muốn cảm tạ Tu Tổng, cảm tạ Hiển Hồng tập đoàn nhiệt tình chiêu đãi, chính là bởi vì có Đông Tổng ưu tú như vậy bản thổ xí nghiệp ra yên lặng kính dâng, mới có Nguy Sơn đảo kinh tế tiếp tục không ngừng mà phát triển. Đám người cùng một chỗ nâng chén, cùng cạn ly rượu này. Khổng Tường Sinh lại mời Đông Nghiễm Sinh nói chuyện, Đông Nghiễm Sinh cười nói, ta không biết nói chuyện, để Trương Tổng nói. Trương Hằng Dương nhún nhường một phen, vẫn là nói, đơn giản là cảm tạ Hồ Sơn Trấn chính phủ. Cảm tạ Hiển Hồng tập đoàn những cái kia không có chút nào dinh dưỡng lời nói khách sáo. Hứa Thuần Lương một mực đều không thích loại này bữa tiệc, một đám thể chế bên trong người lá mặt lá trái nói đường hoàng, làm lấy không thiết thực sự tình, đừng nhìn hôm nay uống rượu xưng huynh gọi đệ, chờ ngày mai gặp bột còn à hình bạn đường. Loại rượu này cục căn bản làm sâu sắc không được tình cảm, huống chi vốn là không có tình cảm cơ sở. Hứa Thuần Lương bảo trì điệu thấp, hắn tử lượng còn tại đó. Loại trường hợp này nhẹ nhõm ứng phó, mà lại hắn cũng không phải là yến hội nhân vật chính, trong mắt người khác hắn chỉ là cái có cũng được mà không có cũng không sao tiểu nhân vật, nếu như không phải trở ngại lễ nghi, ngay cả cùng hắn uống rượu hứng thú đều không có. Đông Nghiễm Sinh trong lòng ít nhiều có chút áy náy, dù sao hôm nay là hắn đem Hứa Thuần Lương mời đi theo, ai có thể nghĩ nửa đường giết ra cái trình rảo kim, Hứa Thuần Lương từ chủ khách biến thành người tiếp khách, bất quá hắn cũng nhìn ra người trẻ tuổi này biểu hiện được phi thường vừa vặn. Cũng không biểu lộ ra bất kỳ không vui. Hứa Thuần Lương bồi tiếp Đông Nghiễm Sinh uống hai chén rượu, dù sao không phải chủ khách, đêm nay tiêu điểm cơ bản đều tại Trương Hằng Dương trên thân. Khổng Tường Sinh mượn hơi say rượu chính choáng hỏi, Trương Tổng, hôm nay khảo sát xuống tới, tổng thể cảm giác như thế nào a? Trương Hằng Dương nói, Nguy Sơn đảo phong quang tú mỹ, sản vật phong phú, thật sự là một khối phong thủy bảo địa, chúng ta Đại Hằng tập đoàn đối lần này khảo sát là vô cùng hài lòng. Hy vọng cắm rễ bản địa, trường kỳ phát triển, vì Nguy Sơn đảo xây dựng kinh tế cống hiến lực lượng, đương nhiên đây là ta cá nhân sơ bộ ý kiến, còn muốn tướng khảo sát kết quả tập hợp về sau hướng tổng bộ báo cáo, bất quá ta tin tưởng đạt thành khả năng hợp tác tính rất lớn. Kỳ thật hắn tại trước khi tới đây, đã phái người tiến hành khảo sát dò xét, lần này tới mục đích đúng là bàn bạc Hồ Sơn Trấn chính phủ, nếu như không có tổng bộ cho phép, hắn cũng sẽ không tàu xe mệt mỏi tới chuyến này. Trên cơ bản Đại Hằng đầu tư Nguy Sơn đảo sự tình đã ván đã đóng thuyền, hắn sẽ ở cấp quốc gia nghỉ phép khu chính thức quan tuyên trước đó chứng thực đầu tư công việc, tranh thủ trở thành quan tuyên ngày đó chính phủ trọng điểm đẩy giới hạng mục. Khổng Tường Sinh cười rạng rỡ, giơ ly rượu lên nói, vậy liền cầu chúc chúng ta hợp tác thành công.
Hai người uống chén rượu này, Trương Hằng Dương lại nói, Khổng bí thư hẳn là đối Đại Hằng tập đoàn có hiểu biết, chúng ta Đại Hằng tập đoàn một mực làm tổng hợp khai phát, tại đầu tư hạn mức cùng cầm diện tích phương diện là có yêu cầu, cũng là cái khác nhỏ nhà đầu tư không cách nào đánh đồng, chúng ta Đại Hằng tập đoàn làm được không phải làm một cú, mà là đặt chân trường kỳ phát triển, chân chính tạo phúc một phương bách tính, chân chính làm được nhường lợi tại dân. Khổng Tường Sinh có chút kích động, Trương Tổng, ngài yên tâm, chỉ cần Đại Hằng tập đoàn quyết định đầu tư Nguy Sơn Đảo, chúng ta Trấn nhất định sẽ toàn lực phối hợp, cho ưu đãi nhất chính sách, tại khả năng dưới điều kiện cung cấp hết thảy tiện lợi điều kiện. Trương Hằng Dương cười nói, có Khổng bí thư câu nói này ta an tâm, đúng, Nguy Sơn Đảo đầu Nam Nguyệt Nha Vịnh, mảnh đất kia trước mắt là thuộc về Trường Hưng A. Hắn câu nói này cho thấy, hắn lần này là sớm làm qua một chút công khóa, cũng không phải là đột nhiên tới chơi. Mai Như Tuyết nghe đến đó không khỏi hướng Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua, Trương Hằng Dương cũng không biết nơi này còn ngồi một cái Trường Hưng bệnh viện người. Chủ yếu là hôm nay ai cũng không có đem Hứa Thuần Lương xem như là cái gì nhân vật trọng yếu, cái này tư cũng từ đầu tới đuôi bảo trì điệu thấp, dù sao cho đến bây giờ hắn tồn tại cảm giác không mạnh. Hứa Thuần Lương phát hiện Mai Như Tuyết nhìn mình, cười tủm tỉm giơ ly rượu lên cùng với nàng uống rượu. Mai Như Tuyết cho là hắn chỉ coi làm không nghe thấy. Trong lòng cũng cảm thấy an ủi, tốt nhất như thế, tránh khỏi huyên náo mọi người xấu hổ. Khổng Tường Sinh nói, làm sao? Đại Hằng coi trọng mảnh đất kia. Trương Hằng Dương cười nói, cá nhân ta cho rằng mảnh đất kia nên là Nguy Sơn Đảo thích hợp nhất Đại Hằng một mảnh đất, nếu như dùng để khai phát chơi trò chơi hạng mục nên tiềm lực vô tận, chỉ là theo ta hiểu rõ, hiện tại Nguy Sơn Đảo Bệnh viện đã là Trường Hưng phân viện, cho nên quan tâm một chút thổ địa quyền sở hữu vấn đề. Khổng Tường Sinh nói, Nguy Sơn Đảo Bệnh viện mặc dù là Trường Hưng phân viện, nhưng là thổ địa là thuê tính chất, lúc ấy Trường Hưng cùng chúng ta ký tên phải là 5 năm thuê hợp đồng, bây giờ đã qua hơn 3 năm, còn có hơn 1 năm thuê kỳ đầy, nếu như Đại Hằng coi trọng mảnh đất kia, ta có thể giúp các ngươi giải quyết. Trương Hằng Dương nói, như thế nói đến ta an tâm. Theo ta được biết, mảnh đất kia thuộc về quyền giống như không có đơn giản như vậy đi. Mai Như Tuyết chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Hứa Thuần Lương nghe đến đó rốt cuộc kìm nén không được, tại chỗ uốn nắn Khổng Tường Sinh lý do thoái thác. Mai Như Tuyết cảm giác muốn chuyện xấu, dưới bàn vụng trộm đá Hứa Thuần Lương một cước. Hứa Thuần Lương nhìn qua nàng, người đá cái gì? Mai Như Tuyết làm sao cũng không nghĩ đến con hàng này sẽ tại chỗ vạch trần mình, một gương mặt xinh đẹp xấu hổ đến đỏ bừng. Hứa chủ nhiệm, ta trong lúc vô tình đụng phải, không có ý tứ a. Tất cả mọi người nhìn qua hắn chiếc. Nếu nói hai người bọn họ hôm nay mới nhận biết, ai cũng sẽ không tin tưởng. Nếu như không phải Khổng Tường Sinh đem nói được loại tình trạng này, Hứa Thuần Lương cũng sẽ không xảy ra đầu, dù sao hôm nay làm chủ người là Đông Nghiễm Sinh, thân là khách nhân dù sao cũng phải cho Đông Nghiễm Sinh một chút mặt mũi. Đông Nghiễm Sinh cũng không lên tiếng ngăn lại Hứa Thuần Lương, hắn biết Hứa Thuần Lương đến từ Trường Hưng Bệnh viện, nhưng tình huống cụ thể hắn cũng không rõ ràng, càng sẽ không biết Hứa Thuần Lương kỳ thật mang theo nhiệm vụ bí mật tới. Khổng Tường Sinh trong lòng không vui, nhưng trở ngại Đông Nghiễm Sinh mặt mũi, vẫn là cười híp mắt nói, tiểu Hứa, chúng ta Hồ Sơn Trấn tình huống ngươi cũng rõ ràng. Hứa Thuần Lương cười nhạt một tiếng, Khổng bí thư, khả năng ta còn chưa kịp làm tự giới thiệu, ta gọi Hứa Thuần Lương, ta chính là Trường Hưng Bệnh viện. Trước mắt đảm nhiệm viện trưởng trợ lý. Khổng Tường Sinh thiếu dung ngưng kết ở trên mặt, hắn dùng khóe mắt khe hở một chút Mai Như Tuyết. Rõ ràng là trách cứ Mai Như Tuyết không có chuyện trước nói cho hắn biết Hứa Thuần Lương thân phận. Trương Hằng Dương cười ha ha nói, Hứa tiên sinh lại là Trường Hưng Bệnh viện, kia tốt, ta vừa dễ dàng tìm hiểu một chút tình huống cụ thể. Hứa Thuần Lương nói, cũng không có gì phức tạp tình huống, chính là mảnh đất kia quyền tài sản sớm là thuộc về Trường Hưng. Mai Như Tuyết thầm than người này cứ như vậy đi thẳng về thẳng, rõ ràng là đang đánh Khổng Tường Sinh mặt A, ngay trước khảo sát đoàn nói loại lời này. Cái này khiến Khổng Tường Sinh như thế nào xuống đài. Trương Hằng Dương cố ý nhìn thoáng qua Khổng Tường Sinh, Khổng bí thư, tình huống này ngài cũng không có nói với ta a. Mai Như Tuyết cười yếu ớt nói, hôm nay là hoan nghênh tiệc tối, giống như không thích hợp bàn công việc, ta đề nghị a, mọi người chỉ nói hữu nghị không bàn công việc. Đông Nghiễm Sinh giúp đỡ điều hòa nói, Mai Trấn Trưởng mặc dù tuổi trẻ, nhưng là cách cục rất lớn, đến, mọi người hưởng ứng Mai Trấn Trưởng hiệu triệu, cùng một chén. Đám người uống chén rượu này, Trương Hằng Dương lại không hề từ bỏ vừa rồi chủ đề ý tứ, từng bước ép sát nói, Hứa tiên sinh, theo ta được biết, núi đảo bệnh viện quyền tài sản cũng không tại Trường Hưng A. Nghiễm Sinh nhìn Trương Hằng Dương một chút,
cái này Đại Hằng tập đoàn địa khu tổng giám đốc rõ ràng là tại đổ thêm dầu vào lửa, từ đầu tới đuôi, cái này chỗ biết tất cả mọi chuyện, nhưng thủy chung tại nói bóng nói gió. Lấy Đông Nghiễm Sinh kinh nghiệm để phán đoán, Đại Hằng tập đoàn nên là nhất định phải đầu tư núi đảo, mà lại bọn hắn nhìn chúng cánh đồng bên trong liền đã bao hàm núi đảo phân viện. Nghiễm Sinh là cái người ngoài cuộc, hắn cũng không tiện tham dự ý kiến, tình cảm là tình cảm, làm ăn là làm ăn. Đối với chuyện này Trường Hưng bệnh viện không có nói ra đầy đủ coi trọng, làm sao lại phái Hứa Thuần Lương người trẻ tuổi này đến xử lý phức tạp như vậy vấn đề, chỉ sợ hắn ứng phó không được đi. Hứa Thuần Lương nói, Trương Tổng điều tra không đủ xâm nhập a. Trương Hằng Dương cười nói, chẳng lẽ Khổng Bí Thư đối núi đảo tình huống còn không bằng ngươi rõ ràng. Đông Nghiễm Sinh nhíu mày, cái này Trương Hằng Dương là cái điển hình thương nhân, thật không phải vật gì tốt, rõ ràng đang chọn Khổng Tường Sinh cùng Hứa Thuần Lương ở giữa mâu thuẫn. Hứa Thuần Lương tuổi còn rất trẻ chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn. Khổng Tường Sinh sắc đã giấu không được, Mai Như Tuyết nhìn ra muốn chuyện xấu kịp thời giúp đỡ giảng hòa, uống rượu không bàn công việc, chuyện cụ thể, mọi người về sau bàn lại. Hứa Thuần Lương nói, Trương Tổng, nếu như ngươi không trải qua điều tra liền đem kết quả hồi báo cho Tổng Bộ, sợ rằng sẽ bị công ty phê bình, nói nhẹ gọi thiếu giám sát, nói nặng gọi qua loa cho xong, đối công ty không chịu trách nhiệm, cô phụ lãnh đạo tín nhiệm đối với ngươi. Tại các người dạng này xí nghiệp tư nhân làm việc phải so với chúng ta công gia đơn vị càng khó, một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua, hủy đi hạng mục việc nhỏ, hủy đi tiền đồ chuyện lớn, thật không muốn nhìn thấy Trương Tổng bởi vì một chuyện nhỏ mà hủy đi trước đó nhiều năm như vậy cố gắng. Hiện trường yên lặng xuống, Trương Hằng Dương nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, tiểu tử này là ai? Ngay trước nhiều người như vậy lại dám giáo huấn mình, ai cho ngươi mặt? Nghiễm Sinh bưng lên ly trà trước mặt yên lặng uống một ngụm. Lúc đầu hắn còn muốn ra mặt hóa giải một chút hiện trường giảm đi tình hình căng thẳng, nhưng Hứa Thuần Lương câu nói này nói chuyện, hắn bắt đầu cảm thấy người trẻ tuổi này cũng không đơn giản. Nghe mới sinh không sợ cọp chỉ là người không biết không sợ dũng khí, Hứa Thuần Lương lại là thận trọng từng bước làm gì chắc đó, chỉ cần bắt được đối phương lỗ thủng, lập tức ra tay, lệ phong đi, không chút lưu tình. Khổng Tường Sinh tướng Trương Hằng Dương xem làm khách quý. Đại Hằng tập đoàn là trong nước xếp hạng 10 vị trí đầu phòng xí. Nếu như hắn có thể thành công cùng Đại Hằng tập đoàn ký kết, có thể nói là hắn tham chính đến nay huy hoàng nhất chiến tích vì hắn tại cơ sở Hương Trấn từ hoạn lộ họa bên trên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Lúc đầu hết thảy đều thuận lợi như vậy, hết thảy đều đang hướng phía mong muốn phương hướng tiến hành, nhưng Hứa Thuần Lương xuất hiện làm rối loạn hắn toàn bộ kế hoạch. Khổng Tường Sinh nói, Trương Tổng, núi đảo tình huống ta rõ ràng nhất, chỉ cần Đại Hằng tập đoàn ngụ lại bổn đảo, ta cam đoan sẽ dành cho ưu đãi nhất chính sách. Hứa Thuần Lương công khai làm trái lại, Khổng Bí Thư, Mai Trấn Trưởng, Hồ Sơn Trấn thành lập thời gian cũng bất quá chỉ có nửa năm, có chút tình huống các ngươi chưa hẳn hiểu rõ. Mai Như Tuyết thật muốn chắn Hứa Thuần Lương miệng, hắn thật là dám nói. Khổng Tường Sinh đã rời khỏi quen nổi giận, ta đối Hồ Sơn Trấn hiểu rõ còn không bằng ngươi. Thật sự là trò cười. Hứa Thuần Lương nói, Trường Hưng tại 3 năm trước đây tiếp quản núi đảo bệnh viện, lúc ấy Thạch Lương Trấn chính phủ đã minh xác quyền tài sản thuộc về. Chuyện này Mai Trấn Trưởng biết a, chẳng lẽ không có cùng ngài báo cáo? Mai Như Tuyết đã cảm thấy nhức đầu, Hứa Thuần Lương a, Hứa Thuần Lương, ngươi có thể hay không đừng đề cập ta không biết ngươi, ta cùng ngươi cũng không quen. Khổng Tường Sinh ha ha cười một tiếng, kia giá nhóm hẳn là đi tìm Thạch Lương Trấn chính phủ. Hứa Thuần Lương nói, Khổng Bí Thư câu nói này liền đang trốn tránh trách nhiệm, căn cứ lúc trước văn kiện, Thạch Lương Trấn cùng Hoàn Hồ Trấn sát nhập thành Hồ Sơn Trấn. Hồ Sơn Trấn chính phủ đối lại trước hai cái trấn chính phủ hết thảy theo chính thức văn kiện phụ trách. Hắn nhìn Mai Như Tuyết một chút, Mai Như Tuyết lúc này hận không thể chui dưới mặt bàn đi, ngươi nhìn không thấy ta, ngươi nhìn không thấy ta. Hết lần này tới lần khác Hứa Thuần Lương lại điểm tên của nàng, Mai Trấn Trưởng, ta nói không sai chứ. Mai Như Tuyết như thế nào biểu đã trở thành mọi người mục đích tiêu điểm, hiện tại muốn trốn tránh đều không thể Mai Như Tuyết nói, Thạch Lương Trấn cùng Hoàn Hồ Trấn sát nhập. Lưu lại rất nhiều lịch sử vấn đề, đối với chính xác, chúng ta sẽ kiên quyết chấp hành, đối với sai lầm, chúng ta sẽ tiến hành uốn nắn, chúng ta sẽ ở Khổng Bí Thư lãnh đạo dưới, tận cố gắng lớn nhất cam đoan lợi ích của dân chúng. Mai Như Tuyết 23 tuổi liền có thể trở thành Hồ Sơn Trấn trưởng trấn, tuyệt không phải chỉ dựa vào gia đình bối cảnh càng không phải là bằng vào vận khí, nàng là có năng lực, lần này đáp lại chính là chứng minh tốt nhất. Hứa Thuần Lương nói, ta đồng ý Mai Trấn trưởng. Đây mới là chịu trách nhiệm lãnh đạo. Khổng Tường Sinh tức giận đến bảy khói bay, có ý tứ gì?
tiểu tử ngươi trước mặt mọi người chỉ trích ta không chịu trách nhiệm sao? Ngươi một cái nho nhỏ Trường Hưng bệnh viện viện trưởng trợ lý có tư cách gì cùng ta khiêu chiến? Kỳ thật trong lòng của hắn minh bạch, Trường Hưng bệnh viện viện trưởng là sử cấp, mình chỉ là cái khoa cấp, đã Mai Như Tuyết đều là khoa cấp cán bộ, trước mắt tiểu tử đừng nhìn tuổi trẻ, làm không tốt cũng cùng hắn cùng cấp. Trương Hằng Dương nói, ta mặc dù vừa tới Hồ Sơn Trấn, nhưng là trấn ban lãnh đạo lưu lại cho ta ấn tượng khắc sâu, làm việc công chính thiết thực, hiệu suất làm việc cực cao, có Khổng bí thư lãnh đạo như vậy, ta tin tưởng núi đảo phát triển khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Hứa Thuần Lương còn muốn nói chuyện, Mai Như Tuyết tức giận đến dưới bàn đá hắn một cước, dù sao đã bị hắn pha trộn thành bộ dáng này, không sợ hắn nói. Hứa Thuần Lương lần này không có đem nàng cho bán đi đến, cười meo nói, ta cũng tin tưởng núi đảo phát triển càng ngày càng tốt, bất quá mọi thứ đều có cái tới trước tới sau, chúng ta Trường Hưng 3 năm trước đây liền bắt đầu vì hôm nay bố cục, Trương Tổng, các người Đại Hằng tập đoàn cuối cùng vẫn là chậm một bước a, làm sự tình ánh mắt rất trọng yếu, một bước không đuổi kịp liền sẽ từng bước không đuổi kịp. Mai Như Tuyết thật sự là phục hắn luôn rồi, các người Trường Hưng thanh danh đều thối đường cái có được hay không, cái này chỗ làm sao như thế sẽ hướng trên mặt mình thiếp vàng, nói cái gì 3 năm trước đây liền bắt đầu bố cục, mặt đâu. Đông Nghiễm Sinh có chút muốn cười, mặc dù hôm nay mới nhận biết Hứa Thuần Lương, nhưng tiểu tử này tính cách mình thích, không phục liền làm, chẳng cần biết ngươi là ai. Cái này cùng mình lúc còn trẻ còn có mấy phần giống nhau đâu. Tại Trương Hằng Dương trong mắt Trường Hưng căn bản không phải một cái đẳng cấp đối thủ, nhiều nhất chỉ là tại Đông Châu địa khu có chút lực ảnh hưởng, mà lại chỉ là một nhà chế độ công hữu bệnh viện. Bọn hắn Đại Hằng tập đoàn thế nhưng là thực lực hùng hậu phòng xí, Đại Hằng tập đoàn xem trọng hạng mục trên cơ bản không có chạy, nếu như nói phiền phức, đó chính là núi đảo bệnh viện quyền tài sản vấn đề. Nếu quyền tài sản bị Trường Hưng đi đầu cầm xuống, coi như Đại Hằng lại có thực lực, cũng không thể có thể khiến người ta đem khối này phun ra. Nhưng là nếu như quyền tài sản chưa định, như vậy Trường Hưng tuyệt đối không cạnh tranh được Đại Hằng. Đông Nghiễm Sinh nói, thật sự là vì chúng ta núi đảo cao hứng a, nhiều như vậy có thực lực tập đoàn đều nhìn chúng núi đảo, xem ra chúng ta bản địa xí nghiệp cũng muốn thêm chút sức. Lúc này tất cả người mới ý thức được Đông Nghiễm Sinh lợi hại, nói đến bố cục, hắn nên là bố cục núi đảo sớm nhất người, Hiển Hồng nông trường phạm vi không chỉ giới hạn trong núi đảo khu vực, có lẽ hắn mới là núi đảo quốc nhà nghỉ phép khu được lợi lớn nhất người. Ban đêm lúc 8 giờ, trận này yến hội kết thúc, Trương Hằng Dương khảo sát đoàn ngồi Đông Nghiễm Sinh bơi tiến về núi huyện thành, bí thư Khổng Tường Sinh cũng bồi cùng bọn hắn tiến về, đã an bài ngày mai cùng trong huyện mấy vị lãnh đạo gặp mặt. Cho nên trở về trong trấn chỉ còn lại Mai Nhược Tuyết cùng trấn chính phủ hai vị cán bộ, Hứa Thuần Lương chủ động đưa ra dựng chiếc kia Toyota Coaster trở về, tránh khỏi Đông Nghiễm Sinh lại tìm lái xe, đêm nay Vương Kim Vũ cũng đi theo uống nhiều rượu. Hứa Thuần Lương lên xe trước đó, chuyên môn đi vào Nghiễm Sinh trước mặt biểu đạt, dù sao đêm nay chính mình quấy hắn rượu cục, Đông Nghiễm Sinh biểu hiện được phi thường đạt, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, nên tranh liền phải tranh ngươi không nói lời nào, người khác còn tưởng rằng mảnh đất kia không có chủ đâu, cái này gọi tuyên, lúc trước chúng ta đánh thời điểm, quốc gia thổ địa không có một tấc là dư thừa, nam nhân liền phải lấy ra chút huyết tính. Hai người đã hẹn qua mấy ngày lại uống rượu với nhau, Hứa Thuần Lương lên xe. Trên xe chỉ có 3 tên hành khách, không vị còn nhiều, rất nhiều, hắn không phải đi vào Mai Như Tuyết ngồi xuống bên người vui tươi hớn hở nói, tạ ơn a, đêm nay giúp ta nói chuyện. Mai Như Tuyết tức giận đến liếc mắt cho hắn, trên xe còn có những đồng nghiệp khác đâu, ta lúc nào giúp ngươi nói chuyện rồi. Khiến cho cùng ta ăn cây táo rào cây sung giống như. Mới quen hắn thời điểm đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, cảm giác hắn còn có chút tài hoa, trải qua sự tình tối hôm nay. Mai Như Tuyết đối với hắn điểm này lương hảo ấn tượng lập tức biến mất bắt đầu tận, cái này chỗ thật sự là âm hiểm, hố người khác thời điểm ngay cả mắt cũng không nháy một chút. Mai Như Tuyết cũng không cho rằng Hứa Thuần Lương đêm nay hành vi có thể đối núi đảo bệnh viện quyền tài sản mãnh liệt đến mức nào dùng, hành vi của hắn đã khơi dậy Khổng bí thư không vui, mà lại Đại Hằng tập đoàn thực lực còn tại đó. Muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Trương Hằng Dương ngày mai sẽ phải cùng huyện lãnh đạo gặp mặt. Trong huyện ước gì Đại Hằng tập đoàn ngụ lại núi đảo, tin tưởng đối bọn hắn nói lên điều kiện nhất định sẽ tận lực thỏa mãn, Mai Như Tuyết ngầm thôn Trường Hưng đại khái suất. Hứa Thuần Lương ở trước mặt nàng cho Triệu Phi Dương gọi điện thoại, nói cho Triệu Phi Dương Đại Hằng tập đoàn nhìn chúng núi đảo bệnh viện mặt đất, hiện tại Hồ Sơn trấn ban lãnh đạo rõ ràng có khuynh hướng bọn hắn, ngày mai Đại Hằng tập đoàn liền muốn đi gặp huyện lãnh đạo, để Triệu Phi Dương mau chóng hành động. Mai Như Tuyết một bên nhìn xem hắn,
cái này chỗ tuyệt đối không uống nhiều, cố ý ở trước mặt mình gọi cú điện thoại này, nói đúng là cho mình nghe. Mai chấn trưởng, người nhìn ánh mắt của ta có chút không thân thiện ờ. Mai Như Tuyết nói, Hứa chủ nhiệm, có loại này sức mạnh không cần tại như thế nào kinh doanh bệnh viện bên trên, không cần tại như thế nào tăng lên công nhân viên chức phúc lợi phía trên, mau chóng đem khất nợ công nhân viên chức tiền lương phát hạ đến mới là chủ yếu nhất. Hứa Thuần Lương thở dài nói lên việc này a, ta đề nghị ngươi sớm làm tốt bố trí, ta đoán chừng ngày mai có thể sẽ ra đại sự. Ngươi có ý tứ gì? Hứa Thuần Lương nói, hai ta nhận biết thời gian mặc dù không lâu, nhưng ta đã đem ngươi trở thành bằng hữu nhìn. Nếu là bằng hữu, ta không muốn ngươi gặp được phiền phức, ta ăn ngay nói thật, kia so tiền lương nhất thời bán hội phát không xuống. Mai Như Tuyết mắt phượng trợn lên, ngươi nói cái gì?